bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 616 một đi hay ở là tùy ý, nhìn trời không mây cuốn mây bay. Vương Tử Quân tiếp nhận hợp đồng xem xét thật kỹ, đây là một bản hợp đồng rất bình thường, nếu xét từ góc độ pháp luật thì không có chút vấn đề. Thế nhưng một bản hợp đồng như vậy lại cho ra một nan đề với Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, kinh doanh lấy thành tín làm gốc. Tôi tin tưởng dù là Chủ tịch Vương hay là thành phố Đông Bộ cũng đều không hy vọng có thanh danh không thành tín trong giới kinh doanh." Phó giám đốc Trần nở nụ cười cực kỳ sáng lạn, thế nhưng giọng nói của hắn lại có vài phần uy hiếp. "Giám đốc Trần, vì hạng mục của quý công ty mà thành phố Đông Bộ xảy ra chuyện lớn, tôi biết ngài cũng hiểu rõ ràng. Bây giờ hạng mục đã không thể tiếp tục, như vậy tôi cũng mong quý công ty thông cảm cho tình huống thực tế ở thành phố Đông Bộ chúng tôi." Đảng Hằng nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi khẽ nói, Đảng Hằng là thư ký trưởng văn phòng thị ủy, hắn nói ra những lời như vậy là có chút mất mặt, thế nhưng hắn nhất định phải nói. Vì hắn biết rõ những lời này dù thế nào cũng phải nói, cũng không thể để cho Chủ tịch Vương tự mình nói ra được. Đảng Hằng hiểu rõ tầm quan trọng của thanh danh với sự phát triển của thành phố Đông Bộ trong giai đoạn này, tuy hạng mục của tập đoàn Trấn Phi không phù hợp với thành phố Đông Bộ, thế nhưng nếu tập đoàn Trấn Phi truyền ra ngoài thì Đông Bộ sẽ bị ảnh hưởng. Sau này công tác kêu gọi đầu tư của thành phố sẽ gặp phải nhiều vấn đề khó khăn. Đảng Hằng suy nghĩ về hậu quả của vấn đề, thế là trong lòng có vài phần oán giận Đồng Quốc Khánh, thầm nghĩ bí thư Đồng đã đi, sao lại còn để lại cái đuôi lớn như vậy. Đảng Hằng nói làm cho giám đốc Trần phải nở nụ cười, hắn đến thành phố Đông Bộ cũng không phải vì muốn thực hiện hợp đồng, tất nhiên nếu thành phố Đông Bộ thực hiện hợp đồng thì quá tốt rồi. Vị thư ký trưởng đảng này đã khuất phục, tin chắc vị chủ tịch Vương kia cũng phải khuất phục chẳng qua chỉ là sớm muộn mà thôi. Chỉ cần mình nắm chặt hợp đồng không buông, như vậy đám người ở thành phố đông bộ này chỉ có thể cúi đầu mà thôi. Đối với đám cán bộ thì thanh danh và sự thành tín của chính quyền là cực kỳ quan trọng. Thư ký trưởng đảng, chúng tôi hiểu khó khăn của quý thành phố, thế nhưng chúng tôi dù sao cũng là công ty, cũng đã đầu tư không nhỏ ở hạng mục này. Nếu như chỉ vì một câu nói của quý thành phố mà chúng tôi bỏ qua hạng mục này, như vậy quý thành phố cũng phải xem có nên đền bù tổn thất cho công ty chúng tôi không? Đại biểu của tập đoàn Trấn Phi yêu cầu đền bù tổn thất, Đảng Hằng thấy điều này cũng không có gì quá phận, dù sao thì lúc đầu tập đoàn Trấn Phi cũng có đầu tư vào khá nhiều. Bây giờ thành phố đồng bộ chấm dứt hợp đồng, người ta muốn bồi thường thì cũng hợp tình hợp lý. Đảng Hằng nghĩ đến đây thì nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, thấy Vương Tử Quân cũng nhìn mình, hắn hiểu ý nghĩ trong mắt chủ tịch Vương, thế là cười nói: Lần này ngừng hợp đồng thật sự đã tạo nên tổn thất cho quý công ty, tôi thấy hay là thế này, thành phố đồng bộ của chúng tôi sẽ tiến hành bồi thường số tiền mà quý công ty đã dùng để khai thông dự án vào lúc đầu." Giám đốc Trần khoát tay rất thanh nhã, sau đó khẽ nói: "Thư ký trưởng Đảng, ngài nói những lời như vậy thật sự ảnh hưởng đến hòa khí của hai bên, tập đoàn Trấn Phi chúng tôi tuy không lớn nhưng vẫn có thể gánh vác được chút tiền như vậy." Khi tôi đến thì giám đốc Triệu có nói lãnh đạo thành phố Đông Bộ đều là những người hiểu biết, thế cho nên anh ấy hy vọng có thể tiếp tục đầu tư ở thành phố Đông Bộ. Đảng Hằng chợt sững sờ, hắn căn bản không ngờ tập đoàn Trấn Phi vẫn muốn tiếp tục đầu tư ở Đông Bộ, không phải là đối phương vẫn còn chưa từ bỏ ý định với hạng mục kia sao? Trong đầu Đảng Hằng chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, sau đó hắn trầm giọng nói. "Giám đốc Trần, hạng mục của quý công ty." Thư ký trưởng Đảng, anh hiểu lầm ý nghĩ của tôi rồi hạng mục cũ đã không còn phù hợp, tập đoàn Trấn Phi chúng tôi cũng không phải chỉ dựa mình lên một thân cây. Lúc này chúng ta sẽ hợp tác đầu tư hạng mục mới. Theo như công ty chúng tôi được biết thì nhà máy may miên phưởng của quý thành phố gần đây kinh doanh không tốt, chính quyền luôn cảm thấy khốn khổ vì nhà máy may miên phưởng. Tập đoàn Trấn Phi chúng tôi cũng có đầu tư không nhỏ về phương diện may mặc, thế cho nên muốn thu nhà máy may miên phưởng vào để cải tạo. Nhà máy may này là gánh nặng của quý thành phố, tập đoàn Trấn Phi chúng tôi thu vào sẽ đầu tư mạnh mẽ, cũng thuận tiện thúc đẩy kinh tế thành phố phát triển. Audio điện tử Võ Tấn Bền Vương Tử Quân luôn lắng nghe đối thoại giữa Đảng Hằng và Phó Giám Đốc Trần. Khi nghe đối phương nói không cần bồi thường thì Vương Tử Quân biết sự việc sau đó cũng không đơn giản như vậy. Giám Đốc Trần trước ngạo mạn sau cung kính rõ ràng là có mưu đồ, nhưng hắn không ngờ đối phương lại có ý với nhà máy may miên phường sau khi thay đổi chế độ xã hội thì nhà máy may miên phưởng đã đổi tên thành nhà máy tâm hương y không những nói phát triển mạnh mẽ còn tạo ra nhãn hiệu của riêng mình công khai chiếm lĩnh thị trường may mặc của tỉnh sơn nam lúc này thành phố không cần phải bỏ tiền ra giúp đỡ thậm chí còn thu được nhiều tài chính từ nhà máy tâm hương y giúp đỡ lớn cho sự phát triển của thành phố đông bộ nhưng bây giờ nhà máy đẻ trứng vàng của thành phố đông bộ lại biến thành một xí nghiệp không ra gì trong lời nói của giám đốc trần hơn nữa đối phương còn gióng giạc mở miệng muốn nuốt nhà máy tâm hương y vào miệng. Thật sự là miệng lưỡi rất rộng. Vương tử quân thầm cười lạnh, không chờ đảng hằng mở miệng thì hắn đã trực tiếp đứng lên đi ra ngoài cửa. Tuy người mở miệng lên tiếng là đảng hằng, thế nhưng người trong phòng đều biết rõ người làm chủ thành phố đông bộ chính là vị chủ tịch trẻ tuổi kia. Giám đốc Trần thấy Vương Tử Quân xoay người đi ra ngoài thì vẻ mặt chợt trở nên cực kỳ khó coi. Chủ tịch Vương, tập đoàn chúng tôi đã ký hợp đồng với thành phố Đông Bộ, nếu như quý thành phố đơn phương sẽ bỏ hợp đồng, chúng tôi sẽ thông qua dư luận xã hội và pháp luật để đòi lại lẽ công bằng. Giám đốc Trần đột nhiên đứng lên khỏi ghế, sau đó hắn nói. Trước khi đến thì giám đốc triệu của chúng tôi đang tiếp đãi vài chục phóng viên của các hãng truyền thông trong nước đến nghiên cứu lịch trình phát triển của tập đoàn Trấn Phi. Gần đây tập đoàn chúng tôi có quan hệ không tệ với quý thành phố, thế nên cũng không muốn làm huyên náo quá lớn. Thế nhưng những phóng viên kia lại không mặc kệ, bọn họ cảm thấy rất hứng thú với hoàn cảnh đầu tư của công ty chúng tôi. Giám đốc Trần nói bằng giọng điệu uy hiếp, hắn là phó tổng giám đốc của tập đoàn Trấn Phi, lần này hắn đến thành phố Đông Bộ cũng không phải đánh trận mà không có chuẩn bị. Trước khi đến tập đoàn Trấn Phi đã đặc biệt nghiên cứu chuyên sâu về chủ tịch Vương của thành phố Đông Bộ, các vị chuyên gia cho rằng chủ tịch Vương là người trẻ tuổi chức vị cao, tất nhiên sẽ không quan tâm đến tiền tài, chỉ coi trọng danh tiếng và chiến tích mà thôi. Người tham chính thật sự chú trọng hình tượng trước công chúng, dù hình tượng trải qua tân trang thế nhưng vẫn phải cố gắng tô vẽ, kẻ xào quyệt càng phải chế tạo mặt nạ cho mình, Vương Tử Quân chắc chắn cũng không ngoại lệ. Đặc biệt lúc này Đồng Quốc Khánh vừa rời khỏi thành phố Đông Bộ, chức vụ bí thư còn bỏ trống, Vương Tử Quân càng cần phải làm ra thành tích để chứng minh năng lực của mình. Chương 616 2, đi hay ở là tùy ý, nhìn trời không mây cuốn mây bay. Tất nhiên chủ tịch Vương sẽ càng thêm coi trọng thanh danh của thành phố Đông Bộ trên phương diện kêu gọi đầu tư sau này. Sau khi xác định như vậy thì tập đoàn Trấn Phi mới cho ra kế hoạch của mình. Tất nhiên thương nhân làm việc luôn phải giữ lại dư âm cò kè mặc cả, trên sự kiện này tập đoàn Trấn Phi luôn để lại cho Vương Tử Quân dư âm mặc cả, dù sao có một số việc tập đoàn Trấn Phi không muốn quá mức tuyệt tình. Thế nhưng giám đốc Trần không ngờ vị giám đốc trẻ tuổi kia lại dùng phương pháp bá đạo để rời khỏi phòng họp. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất căm tức, càng làm cho trái tim tự tin của hắn bị đâm một dao. Vương Tử Quân dừng lại ngoài cửa, hắn lặng lặng nhìn giám đốc Trần, cũng không nói lời nào. Bầu không khí trong phòng cực kỳ đè nén, mọi ánh mắt đều nhìn về phía giám đốc Trần và Vương Tử Quân. Giám đốc Trần nhìn vẻ mặt bất động của Vương Tử Quân, khoảnh khắc này hắn chợt cảm thấy vị chủ tịch Vương kia có lẽ đã biết mối nguy hại trong sự kiện này, chính mình đến thành phố Đông Bộ đáng lý ra cũng không phải là tranh chấp với đối phương phải hạ bậc thang cho đối phương mới đúng. Chủ tịch Vương, tôi thấy chuyện này nên từ từ nói chuyện." Giám đốc Trần cho ra một thủ thế, trên mặt xuất hiện nụ cười. Vương Tử Quân nhìn chằm chằm vào mặt giám đốc Trần, hắn thản nhiên nói: "Không có gì hay để nói cả." Vương Tử Quân nói xong cũng không quan tâm đến nụ cười ngưng tụ của giám đốc Trần, hắn nhanh chóng đi ra khỏi phòng khách. Đảng Hằng nhìn thấy Vương Tử Quân bước đi, Tuy trong lòng cảm thấy như vậy không ảnh hưởng quá lớn đến thành phố Đông Bộ, thế nhưng nhìn Vương Tử Quân đi quá nhanh thì hắn vẫn nói với Giám đốc Trần. Giám đốc Trần, tôi thấy lần này chúng ta kết thúc bàn luận ở đây. Đảng hàng rời khỏi phòng, nhân viên công tác của thành phố Đông Bộ cũng nhanh chóng rút đi. Đám nhân viên căn bản không có cảm tình gì với người của tập đoàn Trấn Phi, bây giờ Chủ tịch Vương đã đi, bọn họ càng không ở lại, nếu không sẽ làm cho người ta nghĩ rằng mình định nọt đám người tập đoàn Trấn Phi. Tôi sẽ làm cho anh phải hối hận." Giám đốc Trần nhìn đám nhân viên tập đoàn cách đó không xa, sau đó siết chặt nắm đấm, hắn vung tay với đám nhân viên, sau đó cùng nhau đi ra khỏi phòng. Khi Vương Tử Quân quay về phòng làm việc thì Đảng Hằng cũng đi đến, hai người đốt thuốc hít vào vài hơi thật sâu, Đảng Hằng chợt khẽ nói: "Chủ tịch Vương, tập đoàn Trấn Phi có hợp đồng trong tay, nếu như bọn họ nắm vào đó để nói này nọ, chúng ta sẽ rất bị động." Đảng Hằng nói rất huyền chuyển thế nhưng Vương Tử Quân sao lại không hiểu cho được. Đảng Hằng nói bị động, không bằng nói rằng đó là người ta sẽ cố ý gây phiền toái cho mình. Cái gì mà bị động, có hợp đồng cứ thực hiện theo đúng điều ước là được. Vương Tử Quân khẽ gạt tàn rồi dùng giọng lạnh nhạt nói. Cái gì, thực hiện dựa theo hợp đồng, phải biết rằng chỉ là một nghi thức khởi công thì Đồng Quốc Khánh đã phải ảm đạm rời khỏi thành phố Đông Bộ, bây giờ nếu thực hiện theo hợp đồng, như vậy chủ tịch vương sẽ còn ngồi trên vị trí được bao lâu? Khi đảng hằng đang nghi hoặc thì vương tử quân cười cười nói. Không nên gấp gáp, đến lúc đó người sợ phải là bọn họ. Chuyện liên quan đến tập đoàn Trấn Phi giống như một gợn sóng, sau khi nổi lên thì biến mất trong đủ mọi chuyện to nhỏ xảy ra trong ngày ở thành phố Đông Bộ. Nhưng cũng không phải chẳng có người nào chú ý đến con sóng này, khi mà hầu như tất cả mọi người tưởng chừng đã quên tin tức về tập đoàn Trấn Phi thì lại có vài người cố ý trắng trợn tuyên dương. Đã là mùa xuân, ánh nắng rất ấm áp, nhân viên công tác của thành phố Đông Bộ vẫn luôn bận rộn làm việc. Lúc này khu văn phòng khối chính quyền thành phố càng là quả tim của cả thành phố Đông Bộ, bây giờ càng liên tục có người ra kẻ vào. Chào anh, tôi là người của tập đoàn Trấn Phi, hai ngày trước chính quyền đã yêu cầu chúng tôi tạm dừng xây dựng hạng mục, Bây giờ chúng tôi đến muốn hỏi xem hạng mục đã được khởi công lại hay chưa. Một tên thanh niên hơn 20 tuổi giống như sinh viên vừa tốt nghiệp bước đến bên cạnh một người đàn ông trung niên rồi khẽ hỏi. Người đàn ông trung niên vốn đang ghi chép nhưng nghe nói như vậy thì cây bút trong tay thiếu chút nữa thì rơi xuống, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua tên thanh niên rồi không nhịn được phải nói. Anh là người của tập đoàn Trấn Phi sao? Đúng vậy, lãnh đạo, đây là tài liệu chứng minh của tôi, công ty ra lệnh cho tôi đến hỏi. Lúc này công ty chúng tôi không thể khởi công, vì dựa theo điều khoản hợp đồng thì bây giờ chúng tôi phải khởi động hạng mục rồi." Tên thanh niên vừa nói vừa đưa tài liệu chứng minh ra cho người đàn ông Trung niên. Người đàn ông Trung niên nhìn bộ dạng luống cuống tay chân của tên thanh niên, chỉ sau nháy mắt đã đoán được đối phương là một người còn non, căn bản chưa làm việc được bao nhiêu ngày. Hắn nhìn qua giấy chứng minh công tác của đối phương, chỉ là liếc qua mà thôi, hắn biết nó không có vấn đề. Người đàn ông trung niên thấy tập đoàn Trấn Phi phái một nhân viên trẻ tuổi non kinh nghiệm như thế này đến nói chuyện hợp đồng, như vậy ẩn giấu trạng thái khiêu khích đến mức nào thì quá rõ rồi. Nhưng sự việc này hắn không thể tự quyết định, hắn đã dưỡng thành thói quen giữ mình rất tốt, thế nên trầm giọng nói. Tiểu tử, cậu chờ chút, tôi cho người báo cáo chuyện này lên trên. Người đàn ông trung niên nói rồi nhấc điện thoại lên báo cáo cho lãnh đạo. Hiệu suất xử lý sự việc của khối chính quyền thành phố là rất nhanh, 5 phút sau Thái Nguyên Thương đã báo cáo chuyện này với Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, tập đoàn Trấn Phi thật sự có chút quá phận, tôi thấy chúng ta nên từ chối yêu cầu của bọn họ, dù bọn họ có đưa ra tòa, chúng ta cũng đi theo. Thái Nguyên Thương nhìn vẻ mặt Vương Tử Quân rồi trầm giọng đề nghị. Thái Nguyên Thương thấy dù thế nào thì sẽ không bao giờ để cho tập đoàn Trấn Phi xây dựng hạng mục ở thành phố Đông Bộ, dù có gì xảy ra thì cũng không phải là chủ tịch Vương ký tên trong hợp đồng, Tất nhiên ảnh hưởng tới chủ tịch Vương cũng không lớn. Nếu như đẩy mạnh xây dựng hạng mục kia thì rõ ràng sẽ đi theo con đường của Đồng Quốc Khánh, bây giờ Vương Tử Quân là người chủ trì công tác của thành phố Đông Bộ, tất nhiên sẽ trở thành bí thư trong nay mai, thế cho nên sẽ không bao giờ mắc sai lầm ở phương diện này. Trên mặt bàn làm việc của Vương Tử Quân là hợp đồng của thành phố Đông Bộ với tập đoàn Trấn Phi, bên trên hợp đồng là con dấu của thành phố Đông Bộ, người ký tên chính là phó chủ tịch thường vụ Tôn Quốc Lĩnh. Hắn khẽ gấp hợp đồng lại rồi nói: "Nguyên Thương, nếu tập đoàn Trấn Phi muốn thực hiện hợp đồng, cứ để cho bọn họ làm theo hợp đồng là được. Làm việc dựa theo yêu cầu hợp đồng." Vẻ mặt Thái Nguyên Thương chợt trở, trở nên trắng bệch, hắn nhìn vẻ mặt Vương Tử Quân, sau đó không nhịn được nói: "Chủ tịch Vương, chuyện này không thể." Vương Tử Quân khoát tay áo cười nói: "Có gì phải sợ, anh xem chỗ này, đó là chỉ tiêu về bảo vệ môi trường, tất cả đã ghi quá rõ ràng rồi." chỉ cần để cho bọn họ thực hiện theo đúng chỉ tiêu về môi trường là được. Thành phố chúng ta làm việc căn cứ vào hợp đồng, dù là với bất kỳ xí nghiệp nào cũng là như vậy. Vương Tử Quân nói tràn đầy sát khí, giọng điệu của Chủ tịch Vương không khỏi làm cho Thái Nguyên thương chợt dùng mình. Hắn không khỏi nhìn theo ngón tay của Vương Tử Quân, thấy nơi đó là điều khoản về bảo vệ môi trường. Thái Nguyên thương hiểu rõ những yêu cầu kia chỉ là làm cho có, nếu không phải là như vậy thì Đồng Quốc Khánh sẽ căn bản không cho ra điều khoản như vậy, nhưng khi nhìn vào đó thì Thái Nguyên Thương chợt thở ra một hơi. Có giao ước như vậy thì quá tốt, Thái Nguyên Thương đặt hợp đồng xuống nói. "Chủ tịch Vương, tôi sẽ đi gặp người của tập đoàn Trấn Phi, tôi muốn xem khi bọn họ thấy điều khoản của hợp đồng thì sẽ có bộ dạng thế nào." Vương Tử Quân cười cười không ngăn cản Thái Nguyên Thương, hắn cũng muốn xem tập đoàn Trấn Phi còn thứ gì để chống lại điều khoản bảo vệ môi trường kia chương 617, một mua dây buộc mình. Ánh nắng chiều chiếu qua cửa sổ, Triệu Lộc Xuyên ngồi trên ban công một biệt thự ba tầng ở đường Tây Giao thành phố Đông Bộ, trong tay là một ly rượu đỏ. Hắn vừa nhìn về phương xa thông qua cửa kính vừa uống rượu, bộ dạng lắc lư tự đắc. Thế nhưng lúc này trong lòng Triệu Lộc Xuyên lại không được ung dung bình tĩnh như những biểu hiện bên ngoài, trong lòng hắn vẫn nghĩ về việc khởi công đặt nền móng hạng mục được chuẩn bị rất lâu vào vài ngày trước. Sau một thời gian dài vận tác, hắn không ít lần đế chỗ đồng quốc khánh, làm chuyện lớn thì thứ gì cũng cần tiền, dù sao cũng phải cúi người xuống thấp một chút, thế nhưng nếu không được lợi lộc gì thì điều này sẽ làm cho triệu lộc xuyên khó thể tiếp nhận. Trong lòng khó chịu còn có thể giấu đi không nói, thế nhưng sự thật cuộc sống lại không thể không đối mặt. Triệu Lộc Xuyên là tổng giám đốc của tập đoàn Trấn Phi, thế nhưng điều này không phải nói rằng trong tập đoàn Trấn Phi chỉ có một mình hắn. Tập đoàn đầu tư quá giàn trải, tất cả vấn đề phải căn cứ vào hội nghị hội đồng quản trị, cũng vì sự việc này mà có người đã tỏ ra bất mãn với hắn. Có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào vị trí tổng giám đốc của tập đoàn Trấn Phi, mà hạng mục ở thành phố Đông Bộ lại là lần đầu tiên đưa Triệu Lộc Xuyên vào hoàn cảnh khó khăn từ sau khi làm lãnh đạo tập đoàn Trấn Phi. Ngã ở chỗ nào phải đứng lên từ chỗ đó, Triệu Lộc Xuyên gần đây luôn thờ phụng câu nói này biết mình nhất định phải tìm ra ích lợi ở thành phố Đông Bộ, chỉ như vậy mới có thể chặn miệng được đám cổ đông. Đối với thương nhân thì cái gì cũng là giả chỉ có vàng bạc tiền tệ mới có sức thuyết phục mà thôi giám đốc triệu tiểu lô đã đi qua tôi tin chắc vị chủ tịch vương kia sẽ căn bản ngồi không yên được nữa phó giám đốc trần đứng cách đó không xa khẽ nhấc tay đưa ly rượu về phía triệu lộc xuyên trên mặt hắn là nụ cười tự đắc ừ triệu lộc xuyên khẽ gật đầu hắn nhấc ly rượu lên nói anh trần nếu như chuyện này thành công tôi sẽ thỉnh công cho anh với ban giám đốc không dám giám đốc triệu đây đều là tôi làm việc theo chỉ thị của ngài nếu như không có ngài tạo dựng cơ sở tốt cho dù tôi có nghĩ đủ biện pháp thì chủ tịch vương của thành phố đông bộ cũng không nghe nói trắng ra thì công lao trên sự việc lần này phải thuộc về giám đốc triệu giám đốc trần kính cẩn lắng nghe và dùng giọng cẩn thận nói triệu lộc xuyên nhìn gương mặt tươi cười của giám đốc trần thì trên mặt cũng có chút vui vẻ nhưng lại không vì nó mà cười mở vì giọng cười có vài phần lạnh lẽo hai người đều có tâm sự bọn họ cười làm cho không gian trở nên khá vui vẻ. Khi hai người bọn họ chuẩn bị tiếp tục mở miệng thì một người phụ nữ đi vào nói. Giám đốc triệu, tiểu lô đã về. Cho cậu ta đến đây, để xem có tin tức tốt gì cho chúng ta. Không đợi triệu lộc xuyên mở miệng thì giám đốc Trần đã dùng giọng không chờ đợi được nói. Người phụ nữ dùng ánh mắt có chút do so dự nhìn thoáng qua triệu lộc xuyên, khi thấy triệu lộc xuyên khẽ gật đầu thì mới nhanh chóng đi ra ngoài, một phút sau tên thanh niên trước đó đi đến ủy ban thành phố đông bộ đã đi lên ban công chào giám đốc triệu giám đốc trần tên thanh niên đi đến đứng cách triệu lộc xuyên không xa sau đó khẽ lên tiếng chào hỏi tình huống thế nào triệu lộc xuyên đặt ly rượu trong tay xuống bàn sau đó trầm giọng hỏi tên thanh niên tên thanh niên có chút do so dự cuối cùng mới trầm giọng nói tôi đến thành phố đông bộ được gặp thư ký trưởng khối chính quyền Vị thư ký trưởng thái kia nói hoan nghênh chúng ta thi công theo hợp đồng đã ký. Tên thanh niên nói đến đây thì ngẩng đầu tiếp tục. Vị thư ký trưởng thái kia không biết có phải là cố ý hay không, thế nhưng khi nói đến câu thi công theo hợp đồng thì cường điệu hơn một chút. Hừ, hắn ta có cường điệu thế nào cũng toi công, chúng ta cứ thực hiện theo hợp đồng, để cho bọn họ rơi vào tình huống rối loạn. Phó giám đốc Trần Vung ly rượu trong tay lên rồi dùng giọng ngạo nghễ nói. Giám đốc Trần cảm thấy thành phố Đông Bộ đã không còn gì để bấu víu nữa rồi, nếu như thật sự thực hiện theo hợp đồng, như vậy Vương Tử Quân sẽ đi theo lối mòn của Đồng Quốc Khánh. Vương Tử Quân là chủ tịch thành phố Đông Bộ, chỉ sợ sẽ không bao giờ chịu đi trên con đường chết này. Khác biệt với biểu hiện tự đắc của giám đốc Trần, Triệu Lộc Xuyên lại rơi vào trầm ngâm. Hắn trầm ngâm dây lát rồi nói. Tiểu Lô, cậu có được gặp chủ tịch Vương của bọn họ không? Giám đốc Triệu, tôi không được gặp chủ tịch Vương. Tiểu lô dùng ánh mắt không rõ nhìn hai vị lãnh đạo, hắn không dám nói nhiều lời, vì sao hắn cũng là một nhân viên mới, hắn phải cực kỳ cẩn thận. Giám đốc Triệu, ngài cảm thấy trong sự kiện này có vấn đề sao? Giám đốc Trần nhìn thấy Triệu Lộc Xuyên không nói gì, thế là trong mắt có chút khinh thường, hắn lên tiếng hỏi. Hắn là phó tổng giám đốc phụ trách hạng mục với ban giám đốc, gần đây hắn luôn tỏ ra không phục Triệu Lộc Xuyên, bây giờ thấy hành vi do dự của đối phương thì càng thêm xem thường. Giám đốc Trần cảm thấy Vương Tử Quân trả lời như vậy rõ ràng là có ý muốn kéo dài thời gian, nếu bên mình tiếp tục đẩy mạnh thi công, chỉ sợ vị chủ tịch Vương kia sẽ phải đến khóc lóc cầu xin mà thôi. Khi đó thì nhà máy Tâm Hương Y sẽ là vật nằm trong túi của tập đoàn Trấn Phi bọn họ. Tiểu Lô, cậu đọc lại bản hợp đồng một lần nữa cho tôi xem. Triệu Lộc Xuyên không quan tâm đến lời nói của phó tổng giám đốc Trần, hắn trầm giọng phân phó Tiểu Lô. Về hạng mục XP Bên A là tập đoàn Trấn Phi, bên B là. Giọng đọc của Tiểu Lô rất trong, rất thoải mái. Khi hắn đọc từng chữ một kết thúc hợp đồng thì Triệu Lộc Xuyên rơi vào trầm ngâm. Trong quá trình xây dựng và sản xuất, bên A phải tuân thủ nghiêm khắc quy định bảo vệ môi trường của quốc gia, thiết thực thực hiện nghĩa vụ bảo vệ môi trường nếu có. Khi Tiểu Lô đọc đến đây thì Triệu Lộc Xuyên nhắm mắt tưởng chừng như đang ngủ chợt mở mắt ra. Chờ chút, dừng lại. Triệu Lộc Xuyên đứng lên khỏi ghế rất thất thố, sau đó hắn đưa tay cầm lấy hợp đồng trên tay Tiểu Lô. Khi thấy Triệu Lộc Xuyên thất thố như vậy thì Phó tổng giám đốc Trần giống như nghĩ ra vấn đề gì đó, hắn nhanh chóng đi đến bên cạnh Triệu Lộc Xuyên, hắn nhìn bản hợp đồng mà hai hàng chân mày nhíu lại thật chặt. Lúc này trên ban công cực kỳ yên tĩnh, bầu không khí trở nên cực kỳ đè nén, điều này làm cho Tiểu Lô lần đầu tiên được tiếp xúc gần với hai vị lãnh đạo tập đoàn cảm thấy áp lực rất lớn. Tuy hắn không biết vấn đề nằm ở chỗ nào, thế nhưng nhìn gương mặt hai vị lãnh đạo thì sự việc không phải chỉ là lớn như bình thường. Hai vị lãnh đạo không biết sẽ hành động thế nào, thế nhưng có một điều có thể khẳng định, chính là giám đốc Triệu đang có chút biểu hiện không đúng. Chương 617 2, mua dây buộc mình. Chẳng lẽ hợp đồng đã ký với thành phố Đông Bộ có vấn đề gì sao? Tiểu Lô suy tư về nụ cười trên mặt thư ký trưởng Thái, thế là trong đầu chợt lóe lên vô vàn ý nghĩ. Thì ra vấn đề ở chỗ này, Hèn gì Vương tử quân có thể dám để cho chúng ta khởi công hạng mục, chỉ sợ chúng ta còn chưa kịp làm cho xong thì đã bị tờ hợp đồng này ép chết rồi." Triệu Lộc Xuyên khẽ gõ tay lên mặt bàn dùng giọng âm trầm nói. Phó tổng giám đốc Trần cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lúc này vẻ mặt hắn rất khó coi, hắn đã không còn nắm chắc thắng lợi trong tay như lúc vừa rồi, trên trán càng vã mồ hôi. Hắn biết rõ nếu thực hiện theo đúng hợp đồng đã ký, vương tử quân thế nào thì bọn họ không cần biết, thế nhưng tập đoàn Trấn Phi sẽ có khả năng suy sụp. Giám đốc Triệu, làm sao bây giờ? Phó tổng giám đốc Trần chợt giống như chó nhà tang, hắn lớn tiếng hỏi Triệu Lộc Xuyên, bây giờ hắn thật sự chẳng có ý nghĩ gì cả. Triệu Lộc Xuyên nhìn gương mặt kinh hoàng của phó tổng giám đốc Trần, trong lòng chợt có chú cảm giác sảng khoái, nhưng hắn lại căn bản không nở nụ cười. Hơn nữa lúc này tình thế quá nguy cấp, hắn căn bản không thể cười nổi con bà nó, đây không phải là dùng dây tự buộc mình sao? Triệu Lộc Xuyên nhìn những dòng chữ màu đen trên bản hợp đồng, hắn cười khổ một tiếng nói. Làm sao bây giờ, còn làm sao nữa, đi tìm chủ tịch vương, mong anh ấy dơ cao đánh khẽ. Vậy anh ta có dơ cao đánh khẽ không? Phó Tổng Giám Đốc Trần lúc này thật sự luống cuống hoảng hốt, nếu không cũng sẽ chẳng cho ra một câu hỏi không ra gì như vậy. Triệu Lộc Xuyên vốn xem vị phó tổng giám đốc là nhân tài từ nước ngoài về nước này là đối thủ cạnh tranh của mình, thế nhưng lúc này nhìn bộ dạng hoảng hồn của đối phương, trong lòng thầm khinh bỉ. Thầm nghĩ mình xem như trông gà hóa quốc, vì sao lại coi một tên khốn như thế này là đối thủ cạnh tranh cho được. Trong đầu Triệu Lộc Xuyên chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn cười nhạt một tiếng nói. Hẳn là có thể, thế nhưng Chủ tịch Vương cũng không phải hạng người dễ hầu hạ, chúng ta cần phải có thành ý mới được phải có thành ý. Tất nhiên Phó Tổng Giám Đốc Trần hiểu rõ thành ý đó là gì, hắn nghĩ đến tình huống mình không những không lấy được lợi ích gì từ thành phố Đông Bộ, hơn nữa còn phải cúi đầu thấp kém đi tìm Vương Tử Quân để chấm dứt hợp đồng, thế là tinh thần chợt ỉu siêu. Sao lại là như vậy? Vẫn là phòng khách của Ủy ban thành phố, Giám Đốc Trần lúc này đang đi tới đi lui nơi góc cầu thang, ngoài vài nhân viên công tác lễ phép đến châm trà rót nước, căn bản không thấy bóng dáng của đối phương ở nơi đâu. Này đồng chí, Chủ tịch Vương khi nào mới tiếp kiến chúng tôi? Khi giám đốc Trần thấy tên cán bộ thanh niên đến châm trà một lần nữa thì không nhịn được phải nói. Tên cán bộ trẻ tuổi cười cười nói. Ngài không cần phải gấp, lát nữa Chủ tịch Vương sẽ tiếp đón ngài. Tôi đã báo cáo lên trên rồi, tôi tin chắc chẳng bao lâu nữa sẽ có tin tức. Tuy chỉ là phó tổng giám đốc thế nhưng anh Trần trước nay nào bao giờ phải chờ người ta trước đó vì một hạng mục đầu tư mà có một vị bí thư thị ủy phải chờ hắn cả ngày bây giờ giám đốc trần lại rơi vào tình huống như vậy đúng là không ngờ triệu lộc xuyên cùng đi với giám đốc trần nhưng lúc này giám đốc triệu lại nhà nhã ngồi trên ghế salon lẳng lặng hút thuốc bộ dạng không nóng không vội ha 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 giám đốc triệu phó giám đốc trần hoan nghênh hoan nghênh hai vị đến thành phố đông bộ chúng tôi đảng hằng tươi cười đi vào trong phòng khách khi thấy mặt triệu lộc xuyên thì nhanh chóng đưa tay ra từ xa triệu lộc xuyên đứng lên khỏi ghế khi đảng hằng đi vào phòng hắn quan sát thư ký trưởng đảng rất cẩn thận hắn thấy thư ký trưởng tinh thần rất tốt nếu so với dĩ vãng khi đồng quốc khánh còn tại vị thì căn bản càng có phong thái sau khi đồng quốc khánh gặp chuyện không may thì đáng lý ra người khốn khổ nhất phải là đảng hằng phải nói rằng người này số mệnh không tốt và lại đi theo sai người nếu ngay từ đầu đi gần vương tử quân sẽ không có vấn đề nhưng chính trị thường tàn khốc như vậy, tư duy của mọi người lúc nào cũng là gần mực thì đen gần đèn thì sáng, Đồng Quốc Khánh xảy ra chuyện thì Đảng Hằng xem như xong đời. Nhưng bây giờ nhìn vào bộ dạng tươi cười của Đảng Hằng, xem ra người này đang phát triển rất thuận lợi bên cạnh Vương Tử Quân. Trước khi quyết định đầu tư thì Triệu Lộc Xuyên đã nghiên cứu qua bố cục chính đàn thành phố Đông Bộ, vì kinh doanh không thể nào xa rời chính trị được. Triệu Lộc Xuyên đến thành phố Đông Bộ để kiếm tiền, cũng không hứng thú với những chuyện liên quan đến chính trị, thế nhưng hắn phải hiểu về bố cục chính trị nơi này, vì hắn muốn tìm lợi tránh hại. Vương Tử Quân và Đồng Quốc Khánh là hai vị lãnh đạo tuy không thể nói là như lửa với nước, nhưng xu thế bất hòa của hai người như thế nào thì mọi người đều biết rõ. Lúc này Đồng Quốc Khánh ảm đạm rời khỏi thành phố Đông Bộ, Đảng Hằng chẳng những không bị ghét bỏ tẩy chay, ngược lại còn phát triển mạnh mẽ và thoải mái hơn trước, điều này quá mức khác thường chỉ cần nhìn vào điểm này thì Triệu Lộc Xuyên cũng đủ bội phục Vương Tử Quân. Trong quá trình liên hệ với đảng Hằng, Triệu Lộc Xuyên biết rõ người này rất có năng lực. Trong quan trường không có quân tử hay tiểu nhân, chỉ có người thắng kẻ bại, kẻ thắng là vua mà kẻ thua là giặc. Nhưng Vương Tử Quân mặc kệ đó là quân tử hay tiểu nhân, tất cả đều có thể sử dụng, đồng thời phải khăng khăng bán mạng cho tôi, như vậy mới xem như thật sự là bản lĩnh. Bây gời Đồng Quốc Khánh rơi đài. Đáng lý ra người trong phe phái của hắn sẽ tan đàn xẻ nghé, không ngờ phương pháp của Vương Tử Quân lại trái ngược. Hắn chẳng những không chèn ép binh tướng của đối phương, ngược lại còn trọng dụng đảng hằng, tiếp thu lực lượng đang lung lay sắp đổ của Đồng Quốc Khánh, điều này làm cho địa vị của hắn ở thành phố Đông Bộ càng thêm vững như bàn thạch. Dù Vương Tử Quân có thanh danh rất tốt, thế nhưng chỉ có thể là người giỏi quản việc nhà, chưa tính là chính trị gia. Sau khi Đồng Quốc Khánh rời khỏi thành phố Đông Bộ, vì nguyên nhân người ngoài cuộc tỉnh táo người bên trong u mê, thế cho nên nhìn vào các mặt phản hồi, nhìn vào lực ảnh hưởng, tất cả đều vượt mặt đồng quốc khánh. Thư ký trưởng đảng, anh quá khách khí rồi, hy vọng chúng tôi đến cũng không làm cho anh và chủ tịch vương thêm phiền toái. Triệu Lộc Xuyên vừa bắt tay đảng Hằng vừa khẽ cười nói. Đảng Hằng đã được vương tử quân nói rõ vấn đề, vì vậy lúc này hắn cực kỳ ung dung, hắn cười nói với Triệu Lộc Xuyên. Giám đốc Triệu quá khách khí rồi, ngài là khách quý của chúng tôi, sao có thể nói là phiền toái cho được? Đảng Hằng vừa nói chuyện với Triệu Lộc Xuyên vừa ngồi xuống ghế. Sau khi mời thuốc Triệu Lộc Xuyên và Phó Giám đốc Trần, hắn nói tiếp: đáng lý ra Chủ tịch Vương sẽ đến, nhưng thật sự không khéo là trong tỉnh có một tổ kiểm tra xuống Đông Bộ, Chủ tịch Vương phải đi cùng. Thế cho nên trước tiên đành phải cho tôi ra mặt tiếp đón hai vị lãnh đạo. Triệu Lộc Xuyên là người có kinh nghiệm đối nhân xử thế, tất nhiên hiểu rõ cái gọi là tổ kiểm tra chỉ là một cách chối từ, nguyên nhân chính là Vương Tử Quân không muốn gặp bọn họ vào lúc này. Thư ký trưởng đảng, Chủ tịch Vương là người bận rộn, lúc này cả thành phố đông bộ đặt trên vai anh ấy, thật sự không thể phân thân được. Chúng ta là bạn bè cũ, tôi cảm thấy gặp ngài cũng quá tốt rồi. Triệu Lộc Xuyên nói hai câu rồi nâng đảng hằng lên cao, sau đó còn nhanh chóng kéo gần quan hệ, Giám đốc Triệu nói đúng, rất đúng. Giám đốc Trần ở bên cạnh cũng nhanh chóng mở miệng hát đệm. Chương 617, 3, mua dây buộc mình. Đảng Hằng nhìn bộ dạng của giám đốc Trần mà trong lòng có chút sảng khoái, nói rất hay, không phải trước đó muốn nuốt nhà máy tâm hương y, bây giờ lại quên hết rồi sao? Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, Đảng Hằng trầm giọng nói. Giám đốc Triệu, giám đốc Trần, trưa nay hai anh cũng nên ở lại, chúng ta uống vài ly cho vui. Tôi vốn cho rằng hai bên đã ngừng hợp tác với nhau, nhưng không ngờ hai anh lại có lòng như vậy. Điều này là rất tốt, hai vị đầu tư ở thành phố Đông Bộ thì chúng ta là người một nhà, có câu nói người một nhà không nói hai lời, hai vị cũng đừng nên khiêm tốn trên bàn rượu. Vẻ mặt phó tổng giám đốc Trần chợt biến đổi, hắn chợt ý thức được nếu tiếp tục đầu tư ở thành phố Đông Bộ theo đúng điều khoản hợp đồng thì sẽ tạo nên tổn thất rất lớn, thế cho nên hắn nào dám nghĩ đến phương diện đầu tư. Hắn há hốc miệng sau đó dùng giọng run rẩy nói thư ký trưởng đảng chuyện hợp tác điều này triệu lộc xuyên nghe thấy giám đốc trần muốn giải thích thì khẽ khoát tay áo nói thư ký trưởng đảng anh đã coi tôi là bạn bè tôi cũng không nói nhiều lời lúc này tôi đến để nhận đòn chịu tội kính mong thư ký trưởng đảng và chủ tịch vương đại nhân đại lượng thả ra cho chúng tôi một con đường đảng hằng vốn có ý muốn nói thêm vài câu với phó giám đốc trần chưa nói đến điều gì khác, ít nhất làm như vậy cũng sung sướng thoải mái hơn. Thế nhưng hắn không ngờ Triệu Lộc Xuyên lại trực tiếp như vậy, nói trắng ra vấn đề. Hắn nhìn vẻ mặt thành khẩn xin lỗi của Triệu Lộc Xuyên, hắn trầm ngâm dây lát, sau đó mới nói. Giám đốc Triệu, chuyện này nên cho vào quá khứ, nhưng quý công ty thật sự có hơi quá. Vâng, phía chúng tôi có vài người ăn óc heo nên làm việc không ra gì, thế mới sinh ra ý nghĩ không hay, kính xin thư ký trưởng đảng thông cảm, ngài yên tâm, tập đoàn Trấn Phi chúng tôi nhất định có thành ý ở phương diện này. Triệu Lộc Xuyên đứng lên trầm giọng nói lời kiểm điểm với Đảng Hằng. Đảng Hằng cười cười nói. Giám đốc Triệu, chuyện này tôi cũng không làm chủ được. Thế này nhé, tôi sẽ giúp ngài báo cáo sự việc với Chủ tịch Vương. Vậy thì làm phiền thư ký trưởng đảng rồi. Triệu Lộc Xuyên tỏ thái độ rất thành khẩn, hắn đứng lên khỏi ghế, sau đó khẽ nói với Đảng Hằng. Đảng Hằng rời khỏi phòng khách, hắn đi đến phòng làm việc của Chủ tịch Vương. Lúc này Vương Tử Quân đang nói chuyện với Trúc Phu Bình, trưởng phòng tổ chức Tưởng Tuệ Minh cũng có mặt. Tưởng Tuệ Minh trước đó thay thế vị trí của Đảng Hằng trong lòng bí thư Đồng Quốc Khánh, bây giờ lại ngồi nghiêm chỉnh hí hoáy gì đó với bộ dạng cực kỳ biết phân lời. Nếu người ngoài không biết gì còn tưởng hắn chỉ là một vị chủ nhiệm trong văn phòng khối chính quyền thành phố. Đảng Hằng nhìn tưởng tuệ minh, thầm nghĩ năng lực thích ứng của người này xem ra không phải chỉ là hùng mạnh bình thường, mới chưa bao lâu đã dấn thân vào nơi này rồi. Trong lòng dù có chút khinh thường nhưng đảng hằng vẫn khe gật đầu với tưởng tuệ minh, kiếp sống quan trường nhiều năm đã biến hắn thành một người cực kỳ khéo đưa đẩy, dù nghĩ một đằng nhưng biểu hiện lại là một nẻo. Chủ tịch Vương, Triệu Lộc Xuyên và Giám đốc Trần của tập đoàn Trấn Phi đã đến. Thật sự không nằm ngoài dự đoán của ngài, bọn họ biết hợp đồng có vấn đề, bây giờ Triệu Lộc Xuyên hy vọng có thể dừng hợp đồng đảng hằng đi đến trước bàn làm việc của vương tử quân rồi khẽ lên tiếng báo cáo đảng hằng cũng dừng đứng đấy mau ngồi xuống đi vương tử quân khẽ khoát tay áo với đảng hằng lúc này mới cười nói anh có ý kiến gì chủ tịch vương đám người kia quá ghê tởm nếu như không phải nhìn rõ trong hợp đồng có điều khoản bảo vệ môi trường chỉ sợ bây giờ còn đang uy hiếp chúng ta theo tôi thì không nên đơn giản bỏ qua cho bọn họ phải cho bọn họ một bài học nhớ đời Đảng Hằng trầm ngâm dây lát rồi lớn tiếng nói. Tôi đồng ý với ý kiến của thư ký trưởng đảng, chủ tịch Vương, chúng ta tuyệt đối không nên để cho đám người kia thoải mái như vậy, bọn họ còn muốn nuốt nhà máy tâm hương y của chúng ta vào bụng, đúng là đầu lưỡi không sợ gió lớn. Tưởng Tuệ Minh lúc này ngẩng đầu dùng giọng đầy căm phẫn nói. Vương tử quân cười cười, hắn đưa mắt nhìn về phía Trúc Phu Bình. Trước kia Trúc Phu Bình từng là phó chủ tịch thường vụ, hắn do dự một chút rồi mới nói. Chủ tịch Phương, chuyện này cũng có thể là lớn hóa nhỏ, tôi cảm thấy hành vi của tập đoàn Trấn Phi tuy đáng giận nhưng nếu cứ níu mãi không tha, không đánh chết không chịu bỏ qua thì cũng sẽ sinh ra những ảnh hưởng không tích cực đến hình tượng của thành phố Đông Bộ. Vương Tử Quân cười cười rồi nói với đảng Hằng. Bí thư chúc nó rất đúng, chúng ta nếu vùng gậy đánh chết người thì sẽ để lại danh tiếng không hay, sau này thương nhân đến đầu tư ở thành phố Đông Bộ sẽ bị dọa cho bỏ chạy. Nhưng chúng ta cũng không nên buông tha cho bọn họ, thế này đi, anh nói với bọn họ biết, thành phố Đông Bộ chúng ta đang thiếu tài chính tu sửa trường tiểu học. Vì chuyện này mà Chủ tịch Vương ăn không ngon ngủ không yên. Cải tạo trường tiểu học. Đảng hàng nhìn gương mặt với nụ cười nhàn nhạt, nhạt của Vương Tử Quân thì trong lòng khẽ động. Hắn là thư ký trưởng văn phòng thị ủy của thành phố Đông Bộ. Hắn biết rõ trong thành phố có bao nhiêu trường tiểu học. Nếu như dựa theo lời của Chủ tịch Vương, như vậy một sao lần này của thành phố Đông Bộ cũng quá sắc, cắt được miếng thịt lớn. Thư ký trưởng đảng. Nếu như anh cảm thấy quá ít, như vậy có thể tăng thêm trường trung học vào đó." Phương Tử Quân giống như cảm nhận được tâm tư của Đảng Hằng, hắn khẽ dựa lưng lên ghế rồi mỉm cười nói. "Xuân qua trăm hoa tàn, khi thời tiết ngày càng nóng thì thành phố Đông Bộ đã tiến vào mùa hạ, nhiệt độ nhanh chóng lên đến 35-36 độ, điều này không khỏi làm cho các cô gái cởi bỏ trang phục dày cộp mùa đông để diện vào những chiếc váy mỏng mát mẻ. Gần đây thành phố Đông Bộ chú tâm xây dựng công viên có thể thấy người tập thể dục ở khắp nơi, dù là những ông bà lão cầm gậy tập dưỡng sinh hay thanh niên nam nữ chạy bộ, tất cả đều tô điểm bầu không khí bừng bưng sức sống trong thành phố. Sau khi luyện tập xong bài thể dục dưỡng sinh, lại lấy đầy bụng bằng bữa sáng nóng hổi thì rõ ràng là một hưởng thụ rất tuyệt. Ở một quán điểm tâm gần công viên, có vài ông lão ngồi dưới bóng cây vừa ăn sáng vừa trò chuyện. Anh Ngô, tôi đã ăn sáng cả đời người, đến bây giờ mới thấy chất lượng tốt như vậy một ông lão hơn 60 có bộ dạng trí thức đang đưa miếng bánh rán vào miệng rồi vừa cười vừa nói với ông chủ quán mới hơn 40 tuổi. Ông chủ quán cười cười nói. Bác sĩ Lý, lời này của anh cũng thật sự có tính tổn hại, nhưng tôi cũng thật sự thừa nhận trước kia tôi chú ý đến vệ sinh, thế nhưng lúc bận rộn quá cũng không mấy chú tâm. Bây giờ thì ban ngành vệ sinh mỗi ngày đều đến kiểm tra, nếu như không làm tốt thì sẽ bị tịch thu giấy phép kinh doanh. Tiểu tử cậu miệng lưỡi trơn chu, Ai mà lấy được giấy phép trong tay cậu? Bác sĩ Lý vừa nói vừa uống một ngụm nước, lại nói tiếp: "Tôi cảm thấy bữa ăn sáng gần đây trong thành phố là rất tốt, chất lượng đảm bảo, nếu không thì đám chủ quán như cậu đã bị đuổi đi từ lâu rồi." Chương 618: Một chủ tịch của chúng ta. "Đúng vậy, chúng tôi thống nhất quản lý, thống nhất kinh doanh, đuổi chúng tôi làm gì?" Ông chủ vừa nói chuyện vừa đem một chén đậu hũ đặt trước mặt khách hàng, lại nói tiếp: hơn nữa dựa theo quy định kinh doanh, nếu bọn họ đến đuổi chúng tôi không lý do, tôi sẽ đi tố cáo với chủ tịch thành phố. Được rồi, tiểu tử cậu cũng đừng cứng miệng, đến giờ rồi đấy, nếu lát nữa không dọn hàng, đừng trách chúng tôi tiến hành xử phạt. Khi ông chủ đang lên tiếng thì có vài người mặc trang phục quản lý thị trường xuất hiện bên cạnh. Nhìn vài người quản lý thị trường thì ông chủ quán cũng không sợ hãi, hắn nở nụ cười nói: Các vị cũng đừng vội, chủ tịch đã nói 8 giờ dọn hàng như vậy tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Các vị đã ăn cơm chưa, nếu chưa thì ở lại dùng vài món cho ấm bụng. Được rồi, anh cứ buôn bán đi, chúng tôi sang bên kia. Một người đàn ông nhìn qua chưa đến 30, bộ dạng có hơi béo, hắn cười hì hì nhìn ông chủ quán, sau đó đi về phía một quán cơm các cách đấy chưa đầy 50 mét. Bác sĩ Lý nhìn những người quản lý thị trường rồi cười nói. Từ khi Chủ tịch Vương trưng cầu dân ý về việc quy hoạch buôn bán điểm tâm sáng, Chúng tôi ăn sáng cũng yên tâm về chất lượng, các anh buôn bán cũng an tâm hơn. Hi hi, ngài cũng không xem chủ tịch Vương của chúng ta là ai, đó mới là chủ tịch chứ. Lúc này ông chủ quán cơm chuẩn bị dọn đồ đạc, chuẩn bị đóng cửa quán. Anh nói xem khi nào thì chủ tịch Vương của chúng ta sẽ trở thành bí thư thị ủy Đông Bộ. Tôi nghe nói bí thư Đồng Quốc Khánh đã không còn là bí thư của thành phố chúng ta nữa rồi. Một người đàn ông trung niên đang dùng cơm chợt nói xen vào đây không phải là vấn đề thời gian sao? Chủ tịch vương của chúng ta không làm bí thư thì ai làm? Cũng không nhìn xem chủ tịch vương đến đây làm cho chúng ta được bao nhiêu chuyện, chưa nói đến những thứ khác, nhà máy may miên phưởng trước kia căn bản không thể phát lương cho công nhân, thậm chí còn sắp phá sản, bây giờ xem nhà máy đã có bộ dạng thế nào. Một tên thanh niên mặc trang phục công nhân của nhà máy tâm hương y lên tiếng, hắn nhận lấy hai cái bánh bao trong tay ông chủ quán, sau đó cười nói. Tiểu tử này nói rất hay, tôi cảm thấy Chủ tịch Vương nên tiến lên làm bí thư của thành phố chúng ta. Tôi nghe nói Chủ tịch Vương đã bắt đầu chủ trì công tác thị ủy, tôi tin tưởng chuyện bổ nhiệm anh ấy làm bí thư chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Người đàn ông trung niên lên tiếng nói về việc Chủ tịch Vương khi nào tiến lên làm bí thư thị ủy, thế là giống như một khối đá ném vào lòng hồ yên tĩnh bùng lên ngàn con sóng. Đám người chung quanh vốn đang dùng cơm sáng, ngay sau đó bắt đầu ồn ào bàn luận đại đa số mọi người đều nói chuyện chủ tịch vương tiếp nhận chức bí thư thị ủy chỉ là vấn đề thời gian mà thôi keng 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 tiếng chuông vang lên ngay sau đó ông chủ lên tiếng các vị các vị đã đến giờ rồi sẽ phải dọn quán nếu mọi người muốn thảo luận thêm về vấn đề gì thì cứ để đến sáng mai ông chủ lên tiếng đám người dùng cơm no nên cũng đường ai nấy đi sau khi thu dọn sạch sẽ ông chủ đẩy xe đi biến mất trong dòng người nào nhiệt khi thành phố đông bộ lại một lần nữa vận chuyển theo quỹ tích vốn có, Vương Tử Quân bắt đầu một ngày công tác mới. Triệu Quốc Lương dựa theo thói quen đưa văn kiện đến phòng cho hắn, đồng thời hắn cũng mở miệng hỏi Triệu Quốc Lương về những sắp xếp vào ngày hôm nay. Chủ tịch Vương, sáng hôm nay có một hội nghị công tác giáo dục cần anh tham gia, đồng thời tổ kiểm tra tư pháp của tỉnh hôm nay sẽ rời khỏi thành phố đông bộ, bí thư hạ muốn anh đến tham gia tiếp đái. Triệu Quốc Lương cầm sổ ghi chép chương trình trong tay, sau đó khẽ nói với Vương Tử Quân. Nghe Triệu Quốc Lương báo cáo, Vương Tử Quân khẽ gãi đầu, hắn trầm giọng dây lát nói. Tôi sẽ tự mình tham gia hội nghị giáo dục, còn chuyện tiếp đãi buổi trưa, cứ để cho bí thư chúc đại biểu thành phố đông bộ chúng ta uống vài ly, tôi sẽ không đến. Triệu Quốc Lương vừa ghi nhớ lời của Vương Tử Quân vừa thầm nghĩ lần này bí thư hạ chỉ sợ lại thất vọng. Hắn vẫn nhớ rõ hạ nham châu tìm chính mình, nhờ mình nói tốt vài câu, mời Chủ tịch Vương đến tham gia tiệc tiến chân. Thế nhưng bây giờ Chủ tịch Vương không muốn tham gia, như vậy cũng khó trách Triệu Quốc Lương cho được. Sau khi Triệu Quốc Lương đi ra và đóng cửa lại, Vương Tử Quân vươn tay duỗi lưng mệt mỏi, hắn cầm lấy điện thoại chuẩn bị gọi cho Mạc Tiểu Bắc ở thủ đô, chợt nghe thấy điện thoại đổ chuông. Ở thành phố đông bộ này không có được mấy người biết số điện thoại này của hắn, lúc này hắn đưa mắt nhìn số điện thoại lạ lẫm của thành phố đông bộ, thế là trầm ngâm dây lát rồi nhấn nút nghe là chủ tịch vương phải không? Một âm thanh trong trẻo từ đầu dây bên kia truyền đến, vương tử quân nghe mà sững sờ. Không ngờ là điện thoại của Lâm Dĩnh Nhi, nhưng lúc này một câu nói chủ tịch vương của nàng làm cho hắn chợt sinh ra cảm giác buồn bực vô cớ. Sau Tết thì hắn chưa từng gặp mặt Lâm Dĩnh Nhi, mà trong lòng hắn cũng luôn cố gắng lảng tránh cô gái này, không ngờ lúc này cô nàng lại gọi điện thoại cho hắn, hơn nữa còn xưng hô một cách xa lạ như vậy. Tôi là Vương Tử Quân, là Dĩnh Nhi sao? vương tử quân trầm ngâm dây lát rồi khẽ nói anh tử quân bây giờ anh có bận gì không em đang ở cổng ủy ban thành phố lâm dĩnh nhi nói lần này xưng hô là anh tử quân điều này làm cho vương tử quân sinh ra cảm giác vui mừng cũng có chút vui buồn vô cớ anh sẽ cho người đi đón em vương tử quân trầm ngâm dây lát rồi khẽ nói sau khi cúp điện thoại thì vương tử quân thông báo cho triệu quốc lương sau đó hắn đặt điện thoại xuống ánh mắt rơi lên chồng văn kiện nhưng trong lòng lại lóe lên hình bóng xinh đẹp của Lâm Dĩnh Nhi. Vương tử quân nghĩ đến câu nói ra nước ngoài học tập của Lâm Dĩnh Nhi, hắn chợt nhân ra rằng bây giờ đã sắp đến tháng 7, lúc này cũng gần đến thời điểm mà Lâm Dĩnh Nhi xuất phát để đi học tập. Chuyến đi này của Lâm Dĩnh Nhi tất nhiên là cách biệt núi cao sông dài, cũng không biết bao giờ mới gặp lại nàng, đến khi đó hai bên gặp lại, nàng sẽ xem hắn là gì đây. Đầu óc chợt vang lên những âm thanh vo ve, Vương tử quân đứng lên đi về phía cửa sổ, từng cơn gió mát phả thẳng lên mặt. Nhưng lúc này hắn lại sinh ra cảm giác càng thêm khó chịu. Cốc cốc cốc, tiếng góc cửa vang lên, triệu quốc lương và Lâm Dĩnh Nhi đi vào. Lúc này Lâm Dĩnh Nhi mặc một chiếc áo thun đơn giản, bên dưới là quần jean, phối hợp đơn giản càng làm cho nàng bùng ra khí tức rung động lòng người. Triệu quốc lương đã đi theo vương tử quân khá lâu, thế cho nên cũng được rèn luyện rất nhiều, nhưng lúc này hắn đối mặt với một Lâm Dĩnh Nhi rung động như vậy, vẫn sinh ra cảm giác có chút luống cuốn tay chân. chương 618 hai chủ tịch của chúng ta. Dĩnh Nhi, mời vào, nhanh lên, nói ra cũng phải phê bình em, đi làm bận rộn vậy sao? Thế nào lại không chịu đến thăm anh? Vương tử quân nở nụ cười, hắn khẽ nói với Lâm Dĩnh Nhi. Trước khi đi vào gian phòng này thì Lâm Dĩnh Nhi đã hạ quyết tâm, thế nhưng khoảnh khắc này nàng thấy gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân, nghe giọng nói bình thường thế nhưng lại giống như một hào sâu khó vượt của hắn, nàng chợt cảm thấy trái tim của mình có chút run rẩy. Lúc này Lâm Dĩnh Nhi chợt sinh ra xúc động muốn phá cửa mà đi, thế nhưng cuối cùng nàng vẫn áp chế cảm giác xúc động vào lòng. Nàng muốn cười, thế nhưng lúc này thần kinh của nàng co rúm lại, nàng cảm thấy nụ cười của mình quá cứng nhắc. Điều này, không phải vì em sợ anh công tác quá bận rộn sao? Lâm Dĩnh Nhi dù mở miệng kiếm cớ thế nhưng lại làm cho người ta sinh ra cảm giác vò sứt lại mẻ. Vương Tử Quân cười cười, sau đó hắn gọi Triệu Quốc Lương nói. Quốc Lương, cậu đưa nước ép trái cây vào đây. Dĩnh Nhi là tiểu công chúa của thành phố Giang Thị, nếu lần này trở về tố cáo tôi, tôi cũng khó thể nào quay về thành phố Giang Thị được. Triệu Quốc Lương cảm thấy cô gái này có quan hệ không tầm thường với Vương Tử Quân, bây giờ nghe Chủ tịch Vương nói như vậy, hắn biết mình không thích hợp ở lại chỗ này, thế cho nên lên tiếng rồi đi ra ngoài cửa. Dĩnh Nhi, làm giáo viên thế nào? Vương tử quân nhìn Lâm Dĩnh Nhi cúi đầu không nói, thế là hắn trầm ngâm dây lát rồi dùng giọng quan tâm hỏi. Có thể nói là khá tốt, dựa theo quy định thì nhiệm vụ làm giáo viên tình nguyện của em lần này xem như hoàn thành, nhân tuyển mới cũng đã đến trình diện. Lâm Dĩnh Nhi cúi đầu, bàn tay trắng nõn xoa nắn vạt áo của mình, khi vương tử quân đặt câu hỏi thì nàng khẽ lên tiếng lâm dĩnh nhi đến thành phố đông bộ làm giáo viên tình nguyện vì nguyên nhân gì điều này vương tử quân hiểu rất rõ lúc này cô gái thích mơ mộng phải rời khỉ thành phố đông bộ rời khỏi địa phương mơ mộng hắn nhìn dáng người yểu điệu của nàng hắn thật sự cảm thấy khó chịu nhưng hắn không dám biểu hiện ra ngoài nếu như hắn tiếp nhận lâm dĩnh nhi như vậy sẽ là không có trách nhiệm với nàng càng không công bằng với mạc tiểu bắc đang sắp sinh nở cá và gấu không thể ở chung hơn nữa Lâm Dĩnh Nhi theo chân mình thì cuối cùng sẽ là thế nào? Hắn thật sự không dám nghĩ sâu, hắn trầm ngâm dây lát rồi dùng giọng cứng nhắc nói. Dĩnh Nhi, em chuẩn bị đi đâu vậy? À, dịp Tết em nói sẽ ra nước ngoài du học, em chuẩn bị khi nào thì đi? Lâm Dĩnh Nhi nhìn bộ dạng bình thản khi lên tiếng đặt câu hỏi khi nào thì đi của Vương Tử Quân, thế là trong lòng càng thêm khó chịu. Nàng tin Vương Tử Quân căn bản không thể không hiểu tâm tư của mình bây giờ hắn biểu hiện như vậy thì chỉ có một nguyên nhân đó chính là đối phương căn bản không có cảm tình gì với mình lâm dĩnh nhi cảm thấy trong lòng rất đau thương nàng cắn môi nàng không thể khóc nàng phải mỉm cười đối mặt với tất cả anh tử quân là ngày mùng một tháng sau lâm dĩnh nhi áp chế những giọt nước mắt sắp chảy dài nàng khẽ cười nói với vương tử quân mùng một tháng sau vương tử quân khẽ nhắc lại một lần sau đó ghi khắc vào lòng Thế nhưng khi lời đến bên miệng thì hắn lại dùng giọng tùy ý nói: "Dĩnh Nhi, nếu có thời gian anh sẽ đến tiến chân em." "Cảm ơn anh Tử Quân, nhưng hay là thôi đi, anh bận rộn như vậy, em cũng không làm anh mất thời gian." Lâm Dĩnh Nhi ngẩng đầu trầm giọng từ chối. Lời từ chối của Lâm Dĩnh Nhi làm cho Vương Tử Quân cảm nhận được cô gái trước mặt mình bề ngoài nhu nhược nhưng trong lòng rất mạnh mẽ. Hắn nhìn nụ cười nhạt của nàng, trong lòng sinh ra cảm giác vui mừng, lại có chút khó chịu hắn nhìn nàng rồi dùng giọng có chút khổ sở nói nếu là như vậy thì anh sẽ chúc em thuận buồn xuôi gió thuận buồm xuôi gió lâm dĩnh nhi nghe bốn chữ này mà bàn tay càng siết chặt vạt áo trong lòng nàng chợt sinh ra một xúc động đó chính là nhanh chóng rời khỏi gian phòng này nhanh chóng đi ngay rời khỏi người này nhưng nàng vừa cho ra ý nghĩ như vậy thì cũng nhanh chóng cố gắng áp chế nếu đã muốn chấm dứt thì cứ làm theo ý nghĩ của mình Lâm Dĩnh Nhi chậm rãi ngẩng đầu, hai bàn tay giữ lấy góc áo cũng thả ra, lúc này nàng nhìn Vương Tử Quân, trầm ngâm dây lát rồi nói. Anh Tử Quân, ngày mai trường em tổ chức một hoạt động, anh có đến tham gia được không? Tổ chức hoạt động, Vương Tử Quân chợt sướng sờ, nhưng hắn nhanh chóng hiểu rõ vấn đề, có lẽ là một bữa tiệc tiến chân Lâm Dĩnh Nhi. Trong lòng hắn đang hò hét mình không nên đến tham gia, thế nhưng nhìn ánh mắt kiên định của nàng, hắn không khỏi cảm thấy mềm lòng vương tử quân nhìn vào hai mắt trầm trầm của lâm dĩnh nhi hắn trầm ngâm dây lát rồi nói anh nhất định sẽ đến tham gia được rồi ngày mai tập hợp ở ngọn núi nhỏ sau trường lâm dĩnh nhi nói xong thì lại thấy mình có chút vội vàng nàng nhanh chóng lên tiếng anh tử quân anh không phải không biết môi trường của em đấy chứ cái này thì anh biết vương tử quân nhìn vẻ mặt lâm dĩnh nhi rồi dùng giọng chậm rãi nói ra từng chữ một nhưng lúc này tiếng gõ cửa lại vang lên, triệu quốc lương đưa nước ép trái cây vào, hắn cười nói với vương tử quân. Chủ tịch vương, vì có chút khẩn cấp nên chỉ có những thứ này, nếu lâm tiểu thư có gì cần thì cứ nói, tôi sẽ phục vụ chu đáo. Vương tử quân nhìn dĩa hoa quả và nước ép trái cây thì cười nói. Dĩnh nhi thích ăn táo đỏ, quốc lương xem có còn không. Khi triệu quốc lương lên tiếng định bỏ ra ngoài thì lâm dĩnh nhi lại đứng lên nói. Anh tử quân, cũng không cần, bây giờ em cũng không kén chọn như vậy lâm dĩnh nhi vừa nói vừa cầm một chùm nho lên nói anh tử quân chuyện của em đã xong bây giờ cũng không làm chậm trễ chuyện của anh em đi trước đây lâm dĩnh nhi nói xong rồi cười cười rời khỏi phòng vương tử quân có hơi ngây người hắn không chú ý đến tình huống khi nàng rời khỏi phòng thì khóe mắt có hơi lóe lên ánh nước khi nàng ra khỏi phòng thì một giọt nước mắt đã rơi xuống nền nhà Vương tử quân nhìn Lâm Dĩnh Nhi bỏ đi giống như một con nai vàng sợ hãi, hắn cũng có hơi run lên. Hắn biết rõ sau lần này cô gái gọi là Lâm Dĩnh Nhi sẽ căn bản không đến phòng làm việc của mình, cũng không biết con đường về sau sẽ là như thế nào. Tha hương ra nước ngoài, núi cao sông dài. Quốc lương, ngày mai có chuyện, nếu có gì thì từ chối cho tôi. Vương tử quân hạ quyết tâm, hắn lên tiếng phân phó với triệu quốc lương. chương 619, một em là gió anh là cát thời tiết tháng 7 nóng nực khó chịu, đại đa số trường học bây giờ đều đã được nghỉ, thế nhưng trong các trường học ở trong thôn xóm, hầu như trẻ em đều phải đến trường. Trường học trong thôn có tổng cộng hơn 30 học sinh, dĩ vãng những học sinh này đến trường đều vui tươi chơi đùa, chưa đến thời gian vào lớp đều chưa chịu dừng cuộc chơi. Thế nhưng ngày hôm nay tình huống có chút khác thường, những học sinh thường ngày vui đùa ẩm ý bây gời lạ ngồi rất có quy củ trong phòng. Ánh mắt bọn chúng đều nhìn về phía Lâm Dĩnh Nhi đã thu thập gọn gàng, Tất cả cặp mắt đều tỏ ra không muốn. Lâm Dĩnh Nhi tất nhiên hiểu những ánh mắt này, nàng dạy học ở đây được 2 năm, lúc đầu trong cuộc sống của nàng đầy hình bóng của người kia. Sau này nàng tiếp xúc nhiều với học sinh của mình, thế là một lòng vì công việc. Vì vậy khi mà chấm dứt thời gian làm giáo viên tình nguyện, nàng rất quyến luyến ánh mắt của đám trẻ, thật sự khó thể nào muốn xa rời. Nhưng đồng bộ là thành phố mà người kia thật sự phủ vầng hào quang xuống bao phủ khắp nơi, nàng không thể tiếp tục ở lại được nữa cô lâm học sinh đã đến đông đủ nếu không bây giờ chúng ta lên đường thôi đứng bên cạnh lâm dĩnh nhi là một cô gái trẻ nàng cắt tóc ngắn nhìn qua có vẻ rất gọn gàng cô gái này chính là sinh viên tình nguyện tiếp nhận công tác của lâm dĩnh nhi ở trong thôn tên là trần lệ dương tuy mới tiếp xúc với lâm dĩnh nhi được hai ngày thế nhưng nàng cũng là người có tính cách rất cởi mở lâm dĩnh nhi nhìn trời sau đó nghênh đầu nghĩ một lát lại tiếp tục lên tiếng chờ thêm một lát nữa còn chờ cái gì nữa? Trần Lệ Dương không rõ ý nghĩ của Lâm Dĩnh Nhi, thế nhưng Lâm Dĩnh Nhi phải rời đi, bữa cơm lần này cũng được tổ chức vì Lâm Dĩnh Nhi, vì vậy lúc này nàng cũng không muốn phản đối ý kiến của Lâm Dĩnh Nhi. Nửa giờ trôi qua, bầu không khí trong trường vẫn như trước thế nhưng hai bàn tay nhỏ của Lâm Dĩnh Nhi không khỏi siết chặt lại, nàng dùng ánh mắt u oán nhìn bầu trời, sau đó thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ anh ta thật sự không đến sao? Thời gian dần trôi qua, thế nhưng người được chờ đợi lại không xuất hiện. Lâm Dĩnh Nhi nhìn ánh mắt nghi ngờ của Trần Lệ Dương, nàng khẽ cắn môi thất vọng nói. Chúng ta đi thôi. Lần này tổ chức cắm trại ngoài ngọn núi nhỏ phía bên kia, cách thôn hai dặm, ngọn núi không lớn, cũng không có động vật gì lớn, là một nơi cỏ cây xanh tốt, cực kỳ phù hợp để chơi đùa vận động. Trước kia nàng không ít lần đưa học sinh của mình đến đây chơi, bây giờ trước khi đi thì đám học sinh cũng yêu cầu nàng đưa ra đó một lần nữa vì ngày mai sẽ phải đi, thế cho nên lúc này Lâm Dĩnh Nhi thật sự rất mất vui. Nàng nhìn ngôi trường thân quen, thế là cẩn thận đi về phía trường. Người kia vẫn chưa xuất hiện, khi Lâm Dĩnh Nhi đi ra khỏi thôn thì điện thoại chợt vang lên. Nàng lấy điện thoại nhìn thoáng qua màn hình, phát hiện mình nhận được một tin nhắn. Dĩnh Nhi, tạm thời có nhiệm vụ tiếp đái, anh không đến được, các em cứ vui chơi thoải mái đi. Dù tin nhắn không có lưu tên thế nhưng Lâm Dĩnh Nhi biết rõ đó là ai, nàng nhìn những dòng chữ ngắn ngủi, thế là cảm thấy trong lòng chợt đau đớn. Một cảm gã ích giống như biển gầm đánh úp lại, nàng giống như bị bao phủ, mũi chua sót, thiếu chút nữa thì nước mắt chảy tràn. Những năm này Lâm Dĩnh Nhi chưa từng nói qua lời yêu, vì nàng căn bản cũng không có ý muốn lập gia đình. Nàng cho rằng cứ như vậy với vương tử quân là quá đủ rồi, nàng tự diễu chính mình, nghĩ mình cứ cố gắng muốn phân một chén canh với mạc tiểu bắc. Nàng cũng không cảm thấy mình đáng thương hay bất hạnh, Nàng cho rằng mình chỉ cần nắm điểm mấu chốt là được, chỉ cần yêu hắn sâu sắc là tốt, căn bản chưa nghĩ đến tình huống chính mình bị thương tổn. Chính Lâm Dĩnh Nhi căn bản không yêu cầu hắn làm gì, thầm nghĩ chỉ cần mình sống ở thành phố đông bộ, có thể cùng hắn sống một khoảng thời gian tốt đẹp là được, nhưng bây giờ nhìn lại thì thấy chút cơ hội như vậy cũng không có. Lâm Dĩnh Nhi ngơ ngác nhìn trời, ánh mắt ngây ngẩn, vẻ mặt tái nhợt mệt mỏi. Đây là một biểu hiện của những cô gái thất tình những giọt nước mắt cũng không khỏi chảy tràn trên mặt cô lâm chị làm sao vậy trần lệ dương đi bên cạnh chợt hỏi lâm dĩnh nhi lâm dĩnh nhi nhanh chóng lau nước mắt sau đó nàng dùng giọng thoải mái nói không có gì bụi bay vào mắt mà thôi lâm dĩnh nhi vừa nói vừa nhìn sang các học sinh các em chúng ta hát một bài cô sẽ bắt nhịp cá bơi trong dòng nước xanh mát gió thổi lồng lộng núi cao xanh ngắt một màu Tiếng ca trong trẻo của Lâm Dĩnh Nhi vang lên rất dễ nghe, khi âm thanh của nàng vang lên, một dàn đồng ca chợt cất lời vang vọng khắp con đường. Chim non bay phía trước dẫn đường, gió dịu dàng ve vuốt tà áo. Trần Lệ Dương nhìn Lâm Dĩnh Nhi đang cất tiếng hát mà trong lòng bùng lên cảm giác kính nể. Nàng thầm nghĩ, cô giáo Dĩnh Nhi nhìn qua không lớn hơn mình vài tuổi thế nhưng thật sự là một cô gái có tình cảm đặc biệt với học sinh, không ngờ lúc này lại khóc. Sau này mình rời khỏi nơi đây, không biết có rơi vào trạng thái như vậy không?" Trần Lệ Dương thầm nghĩ như vậy, thế nhưng bản năng lại làm cho nàng du nhập vào trong dàn đồng ca, đội ngũ nho nhỏ bắt đầu đi trên đường núi. Không ít thôn dân thấy đội ngũ này, hơn nữa trên một ngọn núi nhỏ cách đó không xa có một người đang cầm kính viễn vọng lặng lặng nhìn tất cả những gì đang xảy ra phía bên kia. Mặc dù là cách xa hơn một km thế nhưng tiếng ca vẫn mơ hồ vang vọng đến bên này lúc này vương tử quân mặc một bộ trang phục nghỉ ngơi hắn thông qua kính viễn vọng mà thấy được đội ngũ trước mắt thấy người đi đầu đang cất tiếng hát là lâm dĩnh nhi vương tử quân nhìn gương mặt miễn cưỡng vui cười của lâm dĩnh nhi hắn cảm thấy giống như có thứ gì đó chọc vào tìm mình thật sự rất đau hắn thật sự rất muốn chạy đến lau nước mắt cho nàng thế nhưng lý trí của hắn lại thật sự không nhịn được nếu đã không thể cho nàng được hạnh phúc như vậy thì nên kết thúc sẽ tốt hơn vương tử quân siết chặt nắm đấm hắn nhìn đội ngũ chậm rãi đi lên núi, đội ngũ kia càng đi thì càng xa rời ánh mắt của hắn. Đội ngũ chậm rãi đi lên một ngọn núi nhỏ, đám trẻ được Lâm Dĩnh Nhi và Trần Lệ Dương dẫn dắt bắt đầu trò chơi của mình, sau đó túa ra đi nhặt củi. Lâm Dĩnh Nhi lúc này giống như đã hoàn toàn quên đi mọi thứ, nàng lớn tiếng nói cười, lớn tiếng chơi đùa. Tuy không nghe được âm thanh thế nhưng Vương Tử Quân vẫn có thể thông qua kính viễn vọng để thấy được những hình bóng vui đùa ầm ý ở phía bên kia hắn nhìn cô gái giống như quay về thời điểm tuổi xuân tràn đầy sức sống năm xưa, thế nhưng trong lòng lại căn bản không có chút vui sướng nào khác. Đó là những gì vương tử quân muốn được thấy, có thể nói Lâm Dĩnh Nhi khôi phục như vậy sẽ rất tốt, thế nhưng hắn lại sinh ra chút cảm giác không đúng. Chương 619 Hai em là gió anh là cát Thời gian là phương thuốc chữa thương tốt nhất, trong lòng chợt xẹt qua ý nghĩ như vậy. Thế là hắn nắm thật chặt kính viễn vọng, hắn nhìn đám người chơi đùa ẩm ý, lại càng chú tâm vào hình bóng một Lâm Dĩnh Nhi đang rất vui vẻ. Không biết qua bao lâu thì phía bên kia bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, ở ngọn núi bên kia mặt trời cũng đã lên đến đỉnh đầu của Vương Tử Quân. Lần này Vương Tử Quân không chuẩn bị nhiều lắm, thế cho nên khi ánh mắt trời chiếu xuống thì hắn căn bản cảm thấy rất khó chịu. Thế nhưng Vương Tử Quân căn bản không muốn đi, hắn muốn quan sát cô gái kia, mãi đến khi cuộc giã ngoại chấm dứt mới thôi. Không vì cái gì khác, chỉ là vương tử quân muốn nhìn như vậy. Có lẽ là sẽ tốt hơn, vương tử quân nghĩ đến hành trình dị quốc tha hương của Lâm Dĩnh Nhi, hắn không khỏi thầm nghĩ chua sót như vậy. Vương tử quân hoàn toàn đặt ánh mắt của mình về phía bên kia, hắn chỉ chú ý đến hình ảnh mình cần, hoàn toàn quên mất ánh nắng mặt trời khốc liệt chiếu lên đỉnh đầu đã không còn, một đám mây đen lớn chợt dương nanh múa vuốt bao phủ cả bầu trời. Âm, uhm, một tiếng sấm xẹt qua không chung, khi tiếng sấm vang lên, không những vương tử quân thức tỉnh trong trạng thái trầm ngâm hơn nữa đám người lâm dĩnh nhi đang vui vẻ nô đùa ở phía bên kia cũng nhanh chóng tỉnh táo trở lại các em trời sắp mưa rồi chúng ta nhanh chóng thu dọn rồi quay về thôi lâm dĩnh nhi đã sống ở đây được hai năm nàng thấy bầu trời tối đen thế là vội vàng nói trần lệ dương sẽ không phản đối ý kiến của lâm dĩnh nhi nàng khẽ gật đầu rồi nói với nhóm học sinh tập hợp chúng ta về trường khi hai người đang tập trung đội ngũ đột nhiên một cô bé chạy đến nói thưa cô triệu tiểu sơn và lâm nhị trụ đến bên kia hái hoa cho cô nói chờ một lát rồi quay về lâm dĩnh nhi nhìn về phía bên kia mà chợt sững sờ nàng không ngờ lúc này hai cậu học sinh kia vẫn còn muốn hái hoa cho mình điều này không khỏi làm cho nàng thêm cảm động bộp 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 những hạt mưa lớn phủ xuống tầm tã chỉ sau nháy mắt đã làm cho mặt đất ướt đẫm mưa quá lớn lâm dĩnh nhi nhìn cơn mưa ào ào mà khẽ cắn môi cô trần cô đưa bọn nhỏ về trước tôi sẽ đi tìm bọn họ lâm dĩnh nhi nói xong thì cũng không chờ trần lệ dương lên tiếng nàng chạy về phía đỉnh núi trần lệ dương nhìn hình ảnh lâm dĩnh nhi chạy lên núi trong màn mưa nàng lau nước mưa trên mặt sau đó lớn tiếng nói các em tất cả mọi người đi theo cô không cho phép ai tụt về phía sau mọi người tay nắm tay đừng để cho ai tụt lại nếu có ai tụt lại phía sau thì phải nhanh chóng báo với cô, các em nghe rõ không? Âm thanh của cô giáo Trần nhanh chóng bị tiếng mùa ồn ào bao phủ, đội ngũ nhanh chóng đi xuống núi. Lúc này kính viễn vọng của vương tử quân ở phía bên kia lại chĩa về phía hình bóng Lâm Dĩnh Nhi đang chạy lên đỉnh núi. Lúc này toàn thân vương tử quân đã ướt đẫm, thế nhưng hắn vẫn nhìn về phía Lâm Dĩnh Nhi đang chạy lên núi, trong lòng chợt bùng lên cảm giác lo lắng. Hắn hầu như không chút do dự, nhanh chóng ném kính viễn vọng ra, sau đó chạy về phía Lâm Dĩnh Nhi, chạy về phía ngọn núi ở bên kia. Mưa càng rơi xuống càng lớn, mưa rất lớn, hai ngọn núi chỉ cách nhau hơn một km, thế nhưng Vương Tử Quân lại cất bước rất khó khăn. Khi Vương Tử Quân khổ sở chạy đến dưới chân núi, lúc này mưa đã trắng xóa trước mặt, một tia chớp lóe lên giống như một con rồng điện chạy xẹt qua không gian, tất cả được chiếu sáng rực rỡ. Nhất định phải tìm được Lâm Dĩnh Nhi, nhất định phải tìm được nàng tròn đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, vương tử quân nhanh chóng chạy đi. Khi hắn chạy được vài trăm bước, hắn chợt nhìn thấy hai cậu bé trai hơn 10 tuổi chạy về phía mình. Dù trong màn mưa nhưng vương tử quân vẫn nhận ra hai cậu bé kia chính là những học sinh thường vây quanh Lâm Dĩnh Nhi vào lúc vừa rồi. Hắn nhớ đến tình huống Trần Lệ Dương đưa nhóm học sinh kia đi về một phía khác quay về thôn, trong lòng đã thầm hiểu vì sao Lâm Dĩnh Nhi lại chạy lên núi. Các cậu là học sinh của cô Lâm phải không? Có thấy cô Lâm đâu không?" Vương Tử Quân lớn tiếng nói. Một cậu bé nhìn thấy bộ dạng vội vàng của Vương Tử Quân cũng hô lớn. "Chúng cháu đi hái hoa, khi thấy trời mưa thì đi đường tắt về nhà. Các cháu về trước đi." Vương Tử Quân vừa nói vừa chạy về phía ngọn núi ở phía bên kia. Hai cậu học sinh đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, sau đó nhanh chóng chạy về phía thôn. Lúc này bầu trời càng thêm âm u, tiếng sấm chấp ầm ầm giống như điên cuồng rạch phá trời xanh toàn thân vương tử quân ướt đấm, hắn nhìn những giọt mưa chút xuống như thác, trong lòng càng sinh ra cảm giác xấu. Trời mưa lớn như vậy, không biết Lâm Dĩnh Nhi có gặp chuyện gì không may không? Vương tử quân chạy lên núi, tầm nhìn không được xa, trong thế giới mưa hắn cảm thấy đất trời quá mênh mông, có thể nói khó thể nào tìm ra hình bóng yểu điệu của Lâm Dĩnh Nhi vào lúc này. Vô tình vương tử quân lại tự trách mình, nếu như lúc đầu hắn tham gia cuộc giã ngoại hôm nay, nếu như hắn ở bên cạnh Lâm Dĩnh Nhi, như vậy thì công tác tìm kiếm hai học sinh kia cũng không rơi lên đầu Lâm Dĩnh Nhi. Dĩnh Nhi, Dĩnh Nhi, em ở đâu? Tuy âm thanh của Vương Tử Quân là rất nhỏ trong tiếng mưa lớn ảo ảo, thế nhưng hắn vẫn cố gắng hét vào không gian. Ngoài tiếng mưa ảo ảo thì cũng chỉ có tiếng gió rít qua kẽ đá, không còn bất kỳ âm thanh nào khác đáp lời Vương Tử Quân. Khi chạy lên đỉnh núi, Vương Tử Quân không cẩn thận mà trượt chân, cơ thể ngã xuống đất. May mà hắn phản ứng nhanh, khi ngã sắp xuống thì hắn nhanh chóng giữ lấy một khối đá trên mặt đất, vì vậy mà cũng không có vấn đề gì, chẳng qua bàn tay có hơi đau một chút. Dĩnh Nhi, Lâm Dĩnh Nhi. Vương Tử Quân đứng lên khỏi mặt đất, hắn cũng không dám lười biếng mà bước nhanh hơn vài phần. Một người đàn ông như hắn còn cảm thấy khó đứng vững vào thời điểm trời mưa trơn trượt như thế này huống hồ là một người chó gà không chặt như Lâm Dĩnh Nhi. Vương Tử Quân nhìn những khối đá bị nước cuốn xuống dưới núi trong đầu hắn càng thêm xuất hiện những ý nghĩ không tốt. Nhất định phải tìm được Lâm Dĩnh Nhi, nhất định phải bảo đảm an toàn cho nàng. Ao ao, mưa liên tục đổ xuống như thác, làm cho nước chảy trên mặt đất vang lên tung tóe. bàn chân vương tử quân chạy trên mặt đất cũng vang lên những âm thanh lộp bộp. Hắn cố gắng chạy về phía trước, trong cơn mưa không thấy một bóng người, hắn cảm thấy có chút mờ mịt, thầm nghĩ. Dĩnh Nhi, em đang ở nơi đâu? Đùng đùng, tiếng sấm vang lên rất lớn, một tia chấp lóe lên chiếu sáng bầu trời bao la, thế nhưng tất cả chỉ xảy ra trong khoảnh khắc, mọi thứ nhanh chóng trở về như cũ. Ngọn núi không lớn, nếu như bình thường đi tìm người thì cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Nhưng bây giờ mưa lớn tầm tã, cũng không nghe ra âm thanh gì, không nhìn thấy người, tìm người trong tình huống này thật sự không khác gì mò kim đáy biển. Chương 619 Ba em là gió anh là cát. Vương tử quân cũng không buông xuôi, hắn cũng không bao giờ bỏ qua chỉ là hắn cảm thấy bước chân của mình có chút khó khăn khi hắn chạy về phía trước hắn thật sự cảm thấy rất sốt ruột thế nhưng kết quả là chẳng thấy bất kỳ ai dĩnh nhi em ở đâu em có nghe thấy tiếng anh không sấm nổ vang trời mưa bay tán loạn trong thế giới mưa gió như vậy vương tử quân cảm thấy mình thật sự nhỏ bé hắn vừa khàn giọng hô hào lâm dĩnh nhi ừa lảo đảo đi về phía trước nhưng lúc này giữa đất trời ngoài tiếng sấm cũng chỉ là âm thanh của hắn đang trả lời hắn. Không thể buông tha, tuyệt đối không thể buông tha. Vương tử quân cắn chặt môi, hắn tiếp tục đi lên. Khi hắn tiếp tục đi về phía trước, lúc này quần áo ướt đẫm và dán chặt vào người, cũng không biết đó là mồ hôi hay là nước mưa. Triệu Tiểu Sơn, Nhị Trụ, hai em ở chỗ nào, cô đến tìm các em. Một âm thanh chợt truyền đến, chợt vang lên trong tai đúng lúc phương tử quân đang dần tỏ ra tuyệt vọng, hắn nghe được những âm thanh như vậy mà trái tim chợt siết chặt lại. Phương tử quân sợ mình nghe lầm, hắn vội vàng ngậm miệng cố gắng vảnh tai nghe ngóng. Âm thanh truyền đến không làm cho hắn thất vọng, nó được phát ra từ một vị trí cách đó không xa. Lâm Dĩnh Nhi, anh ở chỗ này, Dĩnh Nhi, anh ở chỗ này. Phương tử quân vốn đã cảm thấy khá mệt mỏi, thế nhưng lúc này không biết hắn lấy đâu ra sức lực, hắn nhanh chóng và hầu như là điên cuồng chạy về phía phát ra âm thanh. Tiếng sấm vẫn vang vọng, mưa rơi bốn phía như chút nước, âm thanh vừa rồi chợt giống như biến mất, thật sự không nghe thấy được nữa, đồng thời mưa lớn ở bốn phía càng che mất tầm nhìn của vương tử quân. Không, vẫn không có, vẫn không có ai. Sau khi chạy thêm cả trăm mét, vương tử quân vẫn không phát hiện ra âm thanh kia. Hắn nhìn bầu trời mưa tầm tã, trong lòng chợt sinh ra cảm giác ảm đạm chẳng lẽ mình nghe lầm? Vương tử quân chợt nghĩ như vậy, hắn bắt đầu tĩnh tâm lắng nghe. Nhưng âm thanh kia vẫn không vang lên, lúc này chỉ còn tiếng mưa rơi ảo ảo liên tục vang vọng trong không gian. Lâm Dĩnh Nhi, em ở đâu? Anh là Vương Tử Quân, anh đến tìm em, em có nghe rõ không? Vương Tử Quân cố gắng hét lớn, lúc này hắn không còn biện pháp nào khác, ngoài tìm kiếm thì chỉ còn cách hô hào mà thôi. Tiếng mưa rơi quá lớn, hắn gào lên thế nhưng âm thanh cũng không thể nào chống lại tiếng mưa rơi, giống như vừa ra khỏi miệng đã nhanh chóng tan biến. Hắn thật sự cảm thấy rất gấp gáp, từ nhỏ đến lớn chưa từng khó chịu như lúc này, hắn thật sự không tìm được nàng, thật sự rất khó chịu. Ôi! Một tiếng hô khác thường chợt vang lên, vương tử quân nghe được âm thanh này thì chợt sững sờ. Hắn nhìn về phía trên, chợt cảm thấy một thứ gì đó giống như ô ột con rồng đất đang ào xuống phía dưới với tốc độ điên cuồng. Lũ quét! ý nghĩ này lóe lên trong đầu vương tử quân hắn chợt cảm thấy mất hy vọng hai chân mềm nhũn hắn nhìn dòng đất đá đang cuốn xuống thế là không khỏi chạy vội về một hướng khác trong phút chốc vương tử quân chợt cảm thấy như đất đá sắp phủ lấp chính mình hắn thầm nghĩ dĩnh nhi dĩnh nhi ơi là dĩnh nhi em sẽ không phải có ý nghĩ tiêu cực đấy chứ anh rốt cuộc đã làm cho em cảm thấy đau lòng em mau ra đây cho anh vương tử quân vừa điên cuồng bỏ chạy vừa gào lên đua với tiếng mưa lúc này hắn thật sự cũng không còn nhiều hy vọng thầm nghĩ rằng lâm dĩnh nhi chỉ sợ đã xảy ra vấn đề thế là càng bỏ chạy nhanh hơn khi vương tử quân cố gắng bỏ chạy dòng đất đá vừa rồi còn ở cách xa thế nhưng bây giờ đã phóng đến nhanh chóng tốc độ của hắn khó thể nào sánh bằng khi hắn sắp bị đất đá phủ lấp một bàn tay mạnh mẽ chợt vung ra giữ lấy hắn anh tử quân mau đi về phía bên này một âm thanh run rẩy vang lên, Vương Tử Quân nghe thấy như vậy mà chợt sững sờ, hắn bị một bàn tay mảnh khảnh kéo vào một hang động không quá lớn. Hang động này chỉ sâu hơn 2 mét, dựa vào tiếng sấm chớp lúc sáng lúc tối cũng thấy được vài thứ bên trong. Khi Vương Tử Quân vừa mới lách mình vào trong hang, đúng lúc đất đá như một con sóng thần cuốn qua bên cạnh. Vương Tử Quân nhìn đất đá phóng qua ào ào mà chợt ngây cả người, hai chân nhũn ra. Vừa rồi mình chạy dưới trời mưa, hơn nữa có chút hoảng loạn mà sinh ra hồ đồ, nếu Lâm Dĩnh Nhi không kéo mình vào đây, chỉ sợ sẽ bị đất đá cuốn trôi xuống dưới núi. Thế nhưng dù lúc này vương tử quân đang ở trong hang động nhưng đất đá ảo ạt phóng qua ở ngay bên cạnh, nếu lũ quét mạnh hơn, chỉ sợ hang động này sẽ bị đất đá lấp đầy, đến lúc đó chỉ sợ hai người bọn họ sẽ bị chôn sống. Với lượng mưa hiện tại thì dòng lũ ngoài kia tăng thêm vài phần cũng không là vấn đề. Anh tử quân, thật sự là anh sao? một giọng nói khó tin vang lên bên tai Vương Tử Quân. Lúc này quần áo của Lâm Dĩnh Nhi đã bị nước mưa làm cho ướt đẫm rồi dán lên cơ thể, ngực căng phồng tự nhiên và liên tục nhấp nhô theo hơi thở mãnh liệt của nàng, điều này làm cho trái tim của Vương Tử Quân cũng treo lên cao. Lâm Dĩnh Nhi với mái tóc xòa tung, lúc này nhìn nàng thật sự sinh ra vẻ đẹp kinh tâm động phách, bên ngoài đen kịt một mảnh, tiếng mưa rơi vẫn lần át âm thanh đất trời. Khi Vương Tử Quân nhìn cô gái trước mặt mà cảm thấy khó thở, Lúc này Lâm Dĩnh Nhi đã lao vào trong lòng hắn, hai cơ thể nóng hổi giống như biến lại thành một. "Anh Tử Quân, anh có thể đến, điều này làm em thật sự vui sướng, nhưng cũng thật sự khó chịu." Tiếng nỉ non vang lên bên tai Vương Tử Quân, hắn nghe âm thanh này mà trong lòng bùng lên ngọn lửa nóng. Vương Tử Quân nhìn qua bộ dạng khốn khổ và đáng yêu của Lâm Dĩnh Nhi, nhìn cơ thể nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng áp vào người mình, thế là tất cả phòng tuyến tinh thần của hắn chợt sụp đổ hắn thương tiếc nâng gương mặt xinh đẹp của lâm dĩnh nhi trong lòng bàn tay của mình đầu lưỡi khẽ lướt trên môi nàng hai bên ôm chặt lấy nhau nụ hôn mãnh liệt đầu lưỡi giống như linh hồn đang phiêu bồng và quấn chặt lấy nhau toàn thân run lên hắn tự nói với mình mình không phải là thần mình là người mình không phải là quân tử mình là tiểu nhân mình không phải là hòa thượng mình là mình sau này dù thế nào thì mình cũng sẽ tốt với cô ấy tất cả phải là như vậy Vương Tử Quân ôm chặt lấy cơ thể nóng hổi của Lâm Dĩnh Nhi, trong lòng giống như bùng lên ngọn lửa thiêu đốt tất cả. Dĩnh Nhi, em không có gì là tốt rồi, làm anh sợ muốn chết. Vương Tử Quân ôm chặt lấy Lâm Dĩnh Nhi, giọng nói rất khẽ, lúc này hắn thật sự giống như đang ôm một bảo vật của nhân gian vậy. Khi hắn chuẩn bị mở miệng thì cặp môi đã bị một cặp môi khác lạnh băng áp lên, chiếc lưỡi non mềm giống như một con rắn nhỏ lại càng điên cuồng tiến vào trong miệng hắn, nó liên tục quấn lấy lưỡi hắn. Bàn tay của vương tử quân cũng điên cuồng vuốt ve cơ thể non mềm của thiếu nữ, hắn cảm thấy mình giống như một ngọn lửa, một ngọn lửa thiêu đốt tất cả, giống như bừng sáng cả hang động. chương 620, một chống lại. Khi vương tử quân giữ chặt lấy bộ vị kiêu ngạo trước ngực Lâm Dĩnh Nhi, hắn đã hầu như lạc lối. Không hiểu tại sao hắn đột nhiên có chút tỉnh táo, hắn nhìn Lâm Dĩnh Nhi lúc này đã bị mình lột trần nửa thân trên, hắn cố gắng nuốt nước bọt rồi lầm bầm. Dĩnh Nhi, anh sẽ hại em mất anh tử quân, hôm nay em rất vui, anh cũng đừng nói gì thêm nữa. Biết đâu đây là thời khắc cuối cùng trong cuộc đời em, có thể ở cùng anh thì em đã cảm thấy rất mỹ mãn rồi. Anh cũng thấy lũ quét rồi đấy, chỉ sợ rằng anh và em sẽ bị chôn sống trong hang động này. Lâm Dĩnh Nhi ngẩng đầu nhìn, hai mắt trắng đen rõ ràng, nàng nhìn vào mắt Phương Tử Quân. Sau khi nói được vài lời thì nàng lại lẩm bẩm: Anh Tử Quân, em không sợ gì cả, anh thích làm gì thì làm đi vương tử quân chợt cảm thấy có người dùng lực ở bên hông cơ thể chợt ngã xuống bãi cỏ một cơ thể khác lại áp lên trên người hắn chợt cảm thấy máu nóng bùng phát mạch máu giống như sắp nổ tung trong đầu chỉ còn lại âm thanh mình có lẽ cần điên cuồng một lần vương tử quân nghĩ đến những lời nói đầy tình ý của lâm dĩnh nhi hắn thật sự sinh ra cảm giác khổ sở nhưng khi một cơ thể nóng hừng hực bao bọc lấy hắn hắn nhanh chóng giang tay ôm chặt lấy đối phương hai người điên cuồng thiêu đốt lẫn nhau trong một hang động không nhỏ ngọn lửa mãnh liệt giống như muốn đốt cháy tất cả thời gian dần qua khi vương tử quân tỉnh táo trở lại thì thấy được một luồng sáng dưới ánh sáng này hắn thấy lâm dĩnh nhi đang ghét sát người mình đang hôn hắn thật sự rất tình cảm nụ hôn của nàng khẽ lướt qua mặt hắn giống như hơi thở của một con thỏ làm hắn cảm thấy ngứa ngáy hắn hưởng thụ nụ hôn của nàng cuối cùng cũng không nhịn được mà ôm lấy nàng hôn trả lại có lẽ vì nguyên nhân đã kết hôn vì vậy mà động tác của Vương Tử Quân có chút biên cuồng và liều lĩnh, loại liều lĩnh này trực tiếp làm cho Lâm Dĩnh Nhi đi theo. Sau đó hắn thật sự hoang mang vì hành vi của mình, vì sao lý tính hắn cố gắng giữ lấy sau nhiều năm lại sụp đổ khi nhìn thấy Lâm Dĩnh Nhi. Điều này nói rõ trong lòng hắn ít nhất cũng có nàng, nhưng hắn chỉ là cố gắng trốn tránh hiện thực mà thôi. Đúng vậy, vài năm qua Vương Tử Quân luôn lo sợ bất an, Lâm Dĩnh Nhi mãi không chịu lập gia đình. Điều này mơ hồ trở thành tâm bệnh của hắn. Hắn sợ một ngày nào đó mình sẽ bị kéo vào trong địa phương đáng sợ kia, hắn cần một lực lượng, một lực lượng mạnh mẽ để nắm bắt chính mình. Biết đâu vì vậy mà hắn càng sinh ra cảm giác bức thiết với đứa con sắp xuất thế của mình. Thời gian dần trôi qua, khi Vương Tử Quân tỉnh lại, hắn thấy một bàn tay trắng nõn đang khẽ vẽ những vòng tròn trên ngực mình. Vương Tử Quân nhìn theo những ngón tay kia và thấy được Lâm Dĩnh Nhi với mái tóc xõa dài, nàng không mảnh vải che thân. Cơ thể mịn màng xinh đẹp làm cho người ta điên cuồng, cũng thấy được nụ cười như hoa của nàng. Vương Tử Quân nhìn cô gái giống như đóa hoa đang tách ra khỏi người mình, hắn chợt ngây người, sau đó giang tay ôm lấy nàng vào lòng. Lâm Dĩnh Nhi được Vương Tử Quân ôm vào lòng, nàng lại càng đáp lại điên cuồng, hai tay non mịn ôm chặt lấy vai hắn giống như điên cuồng, tuyệt đối không muốn tách ra. Hai người ôm chặt lấy nhau, vào thời điểm này giống như muốn đem tất cả khí lực của mình thiêu đốt lên người đối phương. Tình cảm như ngọn lửa mãnh liệt lại thiêu đốt tinh thần và thể xác của hai người, cũng không biết trải qua bao lâu thì hai người mới tỉnh lại trong cơn mê. Vương Tử Quân nhìn Lâm Dĩnh Nhi ở trong lòng mình, hắn khẽ nói: "Dĩnh Nhi, bây giờ là mấy giờ rồi?" Lâm Dĩnh Nhi cũng nhanh chóng tỉnh táo, thế nhưng thật sự thì nàng cũng khôn Ninh muốn mình tỉnh lại, càng muốn chìm đắm trong cảm giác điên cuồng của chính mình. Nhưng nàng nghe thấy Vương Tử Quân lên tiếng, thế là nhìn thoáng qua bốn phía rồi nói: có lẽ vẫn chưa đến 5 giờ. Lũ quét thì thế nào? Vương tử quân Trần chờ giây lát, sau đó hắn khẽ nói với Lâm Dĩnh Nhi. Cũng không có chuyện gì. Lâm Dĩnh Nhi nói rồi nhớ ra điều gì đó, nàng vùng vẫy đứng lên nói. Ngọn núi này không phải chỉ mới phát sinh vài vụ lũ quét mà thôi, mỗi một lần như vậy cũng không thể lấp đầy được hang động này. Vương tử quân chợt cảm thấy chấn động, hắn lúc này mới chợt nghĩ ra điều gì đó. Lâm Dĩnh Nhi nói ra những lời như vậy, sau đó trên mặt nàng chợt xuất hiện vài phần kiên nghị. Anh cứ yên tâm, đây là chính em chủ động, em sẽ không để anh phải vì em mà gánh vác trách nhiệm gì cả. Biến hóa bất ngờ chợt làm cho Lâm Dĩnh Nhi trở nên kiên cường, nàng khẽ nằm lên áo đang trải trên bãi cỏ, cơ thể xinh đẹp quyến rũ lỏa lồ giữa không chung. Vương tử quân nhìn gương mặt với nụ cười nhàn nhạt, nhạt, của Lâm Dĩnh Nhi, hắn trầm ngâm dây lát, sau đó duỗi tay ôm lấy cơ thể mềm mại kia vào trong lòng mình. Sự việc đã xảy ra, như vậy anh sẽ phụ trách tất cả. Ngay sau đó trong động lại tiếp tục tràn đầy xuân sắc, khi Vương Tử Quân và Lâm Dĩnh Nhi rời khỏi hang động thì lúc này bầu trời đã tối, thế nhưng nhờ chút ánh sáng còn sót lại thì vẫn có thể nhìn rõ đường đi. Đều là tại anh, nếu không phải là anh làm loạn, vì sao lại phải về muộn thế này? Một âm thanh hờn dỗi vang lên bên tai Vương Tử Quân, Lâm Dĩnh Nhi đã mặc lại quần áo, nàng giữ lấy cánh tay của Vương Tử Quân, lại dùng giọng cực kỳ quyến rũ nói với hắn. Vương tử quân nhìn Lâm Dĩnh Nhi đang đi đứng với bộ dạng vô lực, trong lòng thầm mắng mình thật sự có chút cầm thú. Hắn biết rõ nàng vừa mới trải qua lần đầu tiên, thế nhưng lại cố gắng hai ba lần, thật sự có chút. Thế nhưng lúc này chủ tịch vương cũng không phải dày mặt như kiểu bình thường, thế nên hắn cười hì hì đáp lời. Điều này sao, chủ yếu là do tiểu yêu tinh em quá mê người. Nếu anh tiếp tục nói những lời như vậy thì em sẽ không nói với anh nữa, đúng rồi anh xác định hai học sinh kia đã về thôn rồi sao lâm dĩnh nhi khẽ véo cánh tay của vương tử quân sau đó lại dùng giọng lo lắng nói anh đã nói với em vài lần rồi anh thật sự đã thấy bọn họ quay về thôn hơn nữa lũ quét hướng xuống dưới núi khác biệt với hướng đi của chúng chắc chắn sẽ không có vấn đề gì vương tử quân khẽ kéo cơ thể mềm mại ở bên cạnh mình sau đó dùng giọng thân mật nói hai người sóng vai nhau bước đi trên con đường núi lầy lội dù cả hai đều cảm thấy đi đứng có chút khó khăn thế nhưng đều sợ cảm giác ấm áp vào lúc này chợt tan biến anh tử quân anh yên tâm vài ngày nữa em sẽ lâm dĩnh nhi khẽ ngẩng đầu nàng trầm giọng nối với vương tử quân vương tử quân khẽ dùng tay cản lời lâm dĩnh nhi sau đó hắn mới trầm giọng lên tiếng tất cả cứ để đó cho anh em không cần lo về vấn đề này nếu như nói trước đó vương tử quân luôn trốn tránh trách nhiệm với lâm dĩnh nhi thế nhưng bây giờ không còn là như trước kia. Hắn là một người lý trí, hắn không thể tạo nên thương tổn cho Lâm Dĩnh Nhi, không thể áp chế tình cảm của mình. Lúc này sau một lần lũ quét, hai người đa hòa hợp, hắn căn bản cảm ứng được quyết tâm của nàng. chương 620, hai chống lại. Lúc này nếu như Vương Tử Quân còn không nhận trách nhiệm thì sẽ chẳng phải là đàn ông. Còn Lâm Trạch Viễn và Mạc Lão Gia Tử thì hắn đều phải giải quyết sao cho tốt. Hắn là một người đàn ông, Hắn quyết không cho phép Lâm Dĩnh Nhi chịu trách nhiệm cho mình trên sự kiện này. Mặt trăng đột nhiên xuất hiện trên không trung, hai cơ thể vẫn đang ôm chặt lấy nhau dưới ánh trăng, giống như căn bản không muốn xa rời. Phòng làm việc của Thạch Kiên Quân ở trong khu văn phòng ủy ban tỉnh, là một phòng lớn có ba phòng xếp, một bức hoành phi lớn ngoài phòng làm việc càng làm cho không gian có thêm vài phần trang nghiêm. Thạch Kiên Quân là chủ của gian phòng này. Gần đây hắn thích đi làm sớm và tưới nước cho những chậu hoa cây cảnh của mình trong phòng, sau đó mới bắt đầu một ngày công tác. Nhưng hôm nay hắn cũng không tưới nước như trước, trước tiên lại châm một điếu thuốc. Khi Thạch Kiên Quân gà tàn cũng có không ít bụi rơi lên mặt bàn của bàn làm việc, hiện tượng này trước kia căn bản là chưa từng xuất hiện. Tuy hắn thích hút thuốc, thế nhưng người ở bên cạnh ai cũng biết chủ tịch Thạch là người thích sạch sẽ, bụi sẽ căn bản không rơi xuống, đều phải rơi vào gà tàn nhưng hôm nay Thạch Kiên Quân giống như phá hủy quy của của mình, gạt tàn không quá chú ý, giống như không ý thức được việc mình đang làm vậy. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, phó bí thư tỉnh ủy Lưu Truyền Thụy đi vào cùng thư ký của Thạch Kiên Quân. Khi Lưu Truyền Thụy đi vào trong phòng, Thạch Kiên Quân rụi điếu thuốc, sau đó hắn rời khỏi bàn làm việc đi đến vươn tay mình nói với Lưu Truyền Thụy. Bí thư Lưu, mời ngồi, mời anh ngồi. Lưu Truyền Thụy cười cười, Lão ngồi xuống vị trí không xa Thạch Kiên Quân một cách rất tự nhiên, sau đó lão mới nói: "Chủ tịch Thạch, ngày trước nay đều là không có việc gì sẽ không gọi người, lần này triệu tập thuộc hạ đến có gì cần dặn dò sao?" Thạch Kiên Quân nhìn gương mặt sáng lạn của Lưu Truyền Thụy, hắn khẽ cười một tiếng nói: "Bí thư Lưu, anh là đại ca, cho tới nay đều là tấm gương cho tôi học tập, hai chữ chỉ thị của anh thì tôi cũng không dám nhận." Gần đây Thạch Kiên Quân luôn biểu hiện cực kỳ khiêm tốn trước mặt Lưu Truyền Thụy, đồng thời Lưu Truyền Thụy cũng không quá vui mừng vì biểu hiện như vậy của Thạch Kiên Quân. Lão biết rõ Thạch Kiên Quân tôn trọng chẳng qua là vì cần mình, nếu như nói Thạch Kiên Quân có bao nhiêu phần tôn trọng mình, lão cũng căn bản cảm thấy cực kỳ khó nắm bắt. "Chủ tịch Thạch, ngài là lãnh đạo của tôi, có gì mà không thể cho ra chỉ thị được. Có gì ngài cứ nói, tôi nhất định sẽ xử lý một cách sảng khoái." Lưu Truyền Thụy nói làm cho Thạch Kiên Quân cười lên ha ha. Sau đó hắn nâng bình trà cách đó không xa châm nước cho mình và Lưu Truyền Thụy. Lúc này mới cười nói: Nếu Bí thư Lưu đã nói như vậy thì tôi cũng không gạt anh. Là thế này. Ngày hôm qua Bí thư Nhất Phong gọi tôi đến Hàn Huyên hơn nửa ngày, chủ yếu là vì vấn đề phân công đồng chí Vương Tử Quân. Lưu Truyền Thụy vốn đang nhíp mắt, bây giờ nghe thấy Thạch Kiên Quân nói như vậy thì hai mắt chợt lấp lánh. Lưu Truyền Thụy là Bí thư chủ khảo công tác tổ chức lão chẳng phải chưa từng nghĩ về vấn đề này. Nhưng vấn đề này quá mẫn cảm, đừng nói là hắn, cho dù là hội nghị thường ủy cũng chưa từng nói về vấn đề này. Tuy lúc này Đồng Quốc Khánh đã là Chủ tịch Hội Liên Hiệp Công Thương tỉnh Sơn Nam, thế nhưng đại đa số mọi người lại nghiêng về phía vị trí bí thư thị ủy đông bộ còn đang bỏ trống. Vương Tử Quân đã chủ trì công tác rất tốt trong thời gian nửa năm, thế nhưng điều này cũng không có nghĩa là không còn người khác tồn tại. Lưu Truyền Thụy biết rõ dù là chính mình hay là những người khác đều chú ý đến tình huống phát triển kinh tế mạnh mẽ của thành phố Đông Bộ. Thành phố Đông Bộ vốn ở vị trí thứ ba trong tỉnh Sơn Nam, thế nhưng dưới sự chỉ đạo của Vương Tử Quân, càng là thành phố phát triển vượt lên phía trước, điều này thật sự là một thành tích khó lường cho các vị lãnh đạo thành phố. Nếu để cho thành phố Đông Bộ vượt qua thành phố An Dịch, như vậy vì danh sách có hạn, căn bản không thể cho Đông Bộ tiến lên cấp phó tỉnh, Bí thư thị ủy cũng chưa chắc sẽ tiến vào ban ngành thường ủy tỉnh ủy. Vị trí bí thư thị ủy Đông Bộ lúc này thật sự là miếng thịt béo trong mắt vô số người, Vương Tử Quân còn quá trẻ, hơn nữa lại có quan hệ không tốt với Hào Nhất Phong, vì vậy mà tạo ra chướng ngại không nhỏ để hắn tiến lên vị trí bí thư. Tuy sau lưng hắn cũng có hậu trường, thế nhưng đã lên đến cấp bộ thì ai mà chẳng có hậu trường, rất nhiều chuyện các bên phải thỏa hiệp với nhau. Nếu như Vương Tử Quân tiến lên làm bí thư thị ủy Đông Bộ, như vậy sẽ căn bản khó thể nào vượt qua rào cản của Hào Nhất Phong. Hào Nhất Phong là một ngọn núi cực lớn trong tỉnh Sơn Nam, thật sự không phải là thứ có thể xem nhẹ. Lưu Truyền Thụy nghĩ như vậy nhưng lại không nói gì, lão chỉ lặng lặng nhìn thoáng qua Thạch Kiên Quân, chờ chủ tịch Thạch tiếp tục lên tiếng. "Bí thư Lưu, tôi và bí thư Nhất Phong đều cho rằng đồng chí Vương Tử Quân công tác rất tốt ở thành phố Đông Bộ, đặc biệt là ở phương diện phát triển công nghiệp, càng cung cấp động lực lớn cho sự phát triển của thành phố." cho ra những cống hiến không nhỏ cho sự phát triển kinh tế của Đông Bộ. Thạch Kiên Quân uống một ngụm trà rồi mở miệng khẳng định thành tích của Vương Tử Quân. Lưu Truyền Thủy cũng thường xuyên cho ra những lời khẳng định như vậy, thế cho nên lão nhanh chóng hiểu lời nói như vậy là có ý nghĩa gì. Khi lão gật đầu thì chợt nghe thấy Thạch Kiên Quân trầm giọng nói: "Tuy đồng chí Vương Tử Quân công tác rất tốt, thế nhưng giao một thành phố phát triển hạng 3 trong tỉnh cho một đồng chí trẻ tuổi như Vương Tử Quân" tôi và bí thư nhất phong đều cảm thấy như vậy không những không phải không tín nhiệm với đồng chí Vương Tử Quân, ngược lại còn là một hành vi không chịu trách nhiệm với đồng chí Vương Tử Quân. Lời nói của Thạch Kiên Quân làm cho Lưu Truyền Thụy không khỏi cười lạnh, lão thầm nghĩ trong tỉnh Sơn Nam thì hai người các anh là miệng lưỡi lớn nhất, hai anh không phải nói gì thì sẽ là như vậy sao? Trong lòng tuy nghĩ như vậy nhưng Lưu Truyền Thụy lại không nói ra như thế, lão cười cười nó. Chủ tịch Thạch, Ngài và bí thư nhất phong thật sự suy xét rất có lý, thế nhưng đồng chí Vương Tử Quân có uy tín rất lớn ở thành phố Đông Bộ, hơn nữa lại là người cực kỳ có năng lực. Nếu như vị trí bí thư thị ủy Đông Bộ cho người khác đảm nhiệm, như vậy thành phố Đông Bộ sẽ khó thể nào yên tĩnh được. Lưu Truyền Thụy không nói rõ ràng nhưng Thạch Kiên Quân lại hiểu rất rõ, Đồng Quốc Khánh chính là một ví dụ sống sờ sờ, nếu như đổi lại là bí thư khác, rất có thể còn không bằng Đồng Quốc Khánh. Nếu như tiếp tục bị Vương Tử Quân ép phải rút áo ra đi, lúc đó tỉnh ủy sẽ rất xấu hổ. Bí thư lưu lo lắng thế nào thì chúng tôi cũng lo lắng như vậy, thế cho nên tôi và bí thư nhất phong đã thương lượng với nhau, chuẩn bị cho đồng chí Vương Tử Quân tiếp nhận vị trí bí thư thị ủy La Nam. Thành phố La Nam tuy có chút gian khổ, thế nhưng tôi tin đồng chí Vương Tử Quân nhất định sẽ được rèn luyện tốt ở một địa phương như vậy. Thạch Kiên Quân nói đến đây thì nhìn chằm chằm vào Lưu Truyền Thụy, trong mắt lóe lên luồng sáng rất mạnh. Lưu Truyền Thụy nhìn ánh mắt của Thạch Kiên Quân, lúc này mới khẽ lên tiếng. Tôi đồng ý. chương 621 một đồng chí là một viên gạch của cách mạng, cần đi đâu sẽ đi đó. Tỉnh ủy bổ nhiệm đồng chí Vương Tử Quân làm ủy viên, thường ủy, bí thư thị ủy thành phố La Nam, miễn đi chức vụ ủy viên, thường ủy, phó bí thư thành phố Đông Bộ. Chỉ một tờ bổ nhiệm ngắn ngủi hầu như đã dùng xu thế xét đánh không kịp bưng tai truyền từ phòng tổ chức tỉnh ủy xuống các cơ quan ban ngành địa phương trong tỉnh. Từ thành phố Đông Bộ đến thành phố La Nam, trên cơ bản không khác nào từ thành phố lớn phồn hoa đô thị đến một thôn xóm vùng núi. Đã từng có một lãnh đạo thành phố La Nam, không, phải là một bí thư một quận trong thành phố La Nam tự nguyện bỏ qua chức vụ đến thành phố Đông Bộ làm phó chủ tịch thành phố. Vương Tử Quân từ vị trí chủ tịch thành phố Đông Bộ tương lai vô hạn đến làm bí thư thành phố La Nam, nhìn qua thì có vẻ giống như thăng một cấp, thế nhưng trong mắt nhiều người, không hẳn là đại đa số mọi người thì Vương Tử Quân rõ ràng là bị đi đày. Trong số những người này có có không ít cán bộ thành phố Đông Bộ. Sau khi tin tức về văn kiện được truyền xuống, bọn họ căn bản chưa có thời gian phản ứng với văn kiện, đã có một số người đi về phía phòng làm việc của Vương Tử Quân. "Chủ tịch Vương, anh không thể đi, thành phố Đông Bộ chúng tôi còn cần sự lãnh đạo của anh." Tôn Quốc Lĩnh ngồi trên ghế sa lông phía tay trái Vương Tử Quân, hắn dùng giọng cực kỳ khẩn thiết nói với Vương Tử Quân: Chủ tịch Vương, thành phố Đông Bộ chúng tôi không thể nào rời khỏi anh, anh không nên đi. Tất cả ủy viên thị ủy Đông Bộ sẽ liên danh phản ánh vấn đề với phòng tổ chức, nếu điều động ngài làm bí thư thành phố thì phải là bí thư thành phố Đông Bộ mới được. Chủ tịch Tôn nói đúng, Chủ tịch Vương, thành phố Đông Bộ đang ở vào giai đoạn phát triển mấu chốt, không thể thay người giữa đường được. Tôi nghĩ lãnh đạo tỉnh sẽ xem xét tình huống thiết thực, đây chính là tiếng lòng của cán bộ và nhân dân thành phố Đông Bộ. Lữ Hà Cường ngồi bên phía tay phải của Vương Tử Quân, hắn trầm giọng nói. Trương Đảo Long là trợ lý chủ tịch, hắn cũng đi theo đám chủ tịch đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Sau khi nghe được tin tức Vương Tử Quân sẽ chuyển chỗ, phản ứng đầu tiên của hắn chính là nghi ngờ tính thiết thực của nó. Nhưng sau khi phòng tổ chức tỉnh ủy truyền đạt văn kiện, hắn chợt ý thức được những tin đồn trong xã hội thật sự có độ nặng riêng của nó. Khi nhìn thấy văn kiện này thì hắn suy nghĩ rất nhiều, Trước kia hắn từng đi qua thành phố La Nam, hắn hiểu rõ hoàn cảnh của thành phố La Nam. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ cần nhìn vào sự thật là 20 năm qua chưa từng có vị bí thư thành phố La Nam tiến vào trong hàng ngũ lãnh đạo tỉnh Sơn Nam cũng đủ thấy rõ vấn đề, thấy rõ sự kiện bổ nhiệm Vương Tử Quân có ý nghĩa thế nào. "Chủ tịch Vương, chúng ta có quyền lợi phản ánh vấn đề, dù là lãnh đạo tỉnh ủy cũng không thể thích làm gì thì làm được." Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt bất bình của mọi người, hắn chợt cười cười nói: phản ánh cái gì, ngại nghèo thích giàu, không đến địa phương gian khổ để cống hiến, chẳng lẽ muốn thực hiện chủ nghĩa đỉnh núi sao? Giọng nói của vương tử quân không quá lớn nhưng ý nghĩa của nó lại như một tảng đá nện vào lòng mọi người. Tôn quốc lĩnh há hốc nghiệp, hắn muốn nói gì đó nhưng thật sự không nên lời. Tôn quốc lĩnh là một cán bộ trong thể chế nhiều năm, hắn biết rõ rất nhiều lời có thể phản ánh, thế nhưng điều vương tử quân từ thành phố Đông Bộ đến thành phố La Nam nhìn từ phương diện lớn sẽ thấy đó là một phương án cân đối sự phát triển, đưa cán bộ trẻ đến địa phương kém phát triển để bộc lộ tài năng, dùng động lục để đẩy mạnh sự phát triển của địa phương. Những lời nói của vương tử quân cũng đã giải thích rõ sự coi trọng của lãnh đạo tỉnh ủy với mình, rõ ràng có ý muốn rèn luyện cán bộ, chắc chắn lãnh đạo tỉnh ủy cũng trải qua nhiều suy xét mới cho ra quyết định như vậy. Hơn nữa Vương Tử Quân từ vị trí chủ tịch thành phố đến bí thư thị ủy cũng xem như vượt qua một con kênh rộng, là một loại đề bạt. Hơn nữa phương diện bổ nhiệm nhân sự nào có chuyện phải giải thích nhiều. Anh là một cán bộ lãnh đạo, anh là một khối gạch của cách mạng, chỗ nào cần thì sẽ được lãnh đạo chuyển đến nơi đó, có thể nó là trực tiếp chuyển đến bất cứ nơi đâu. Vương Tử Quân ngồi trầm mặc trong phòng làm việc của mình, lúc này đám người trong phòng đều hút thuốc. Sương khói trắng xóa, thật sự giống như làm gian phòng này biến thành một màu trắng. Được rồi, được rồi, các anh muốn hút thuốc thì đến chỗ khác, các anh hút thuốc chỗ tôi, con bà nó định phóng hỏa sao? Sợ rằng có người thấy nơi đây bốc khói sẽ gọi xe cứu hỏa đến ngay bây giờ. Vương Tử Quân nhìn rồi vung tay với nhóm người chúc Vu Bình, hắn cười mắng. Tất cả giải tán, tôi có chuyện cần suy xét. Chúc Vu Bình nhìn gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân, Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó mới cười nói: "Được rồi, Chủ tịch Vương, chúng tôi tìm chỗ khác hút thuốc, anh cứ nghỉ ngơi trước đi." Khi Thái Nguyên Thương khẽ đóng cửa lại, Vương Tử Quân chợt nhíu mày. Lần này xem như điều động ngoài ý muốn, hắn thật sự ngửi được mùi hương âm mưu trong sự kiện này, hương vị này không những vì Hào Nhất Phong, càng là vì Thạch Kiên Quân. Thạch Kiên Quân là chủ tịch tỉnh, mặc dù quyền uy của hắn không bằng Hào Nhất Phong thế nhưng vẫn là nhân vật số 2 trong tỉnh Sơn Nam. Nhân vật như vậy nếu không có tác dụng trong công tác bổ nhiệm Vương Tử Quân thì căn bản chỉ là trò cười. Nếu Thạch Kiên Quân cố gắng ở sự kiện này, văn bản bổ nhiệm của phòng tổ chức tỉnh ủy sẽ căn bản không thể nào được phát xuống. Nhưng bây giờ sự thật bày ra trước mắt, Vương Tử Quân cảm nhận được sự thỏa hiệp và trao đổi giữa hai người Thạch Kiên Quân và Hào Nhất Phong trong sự kiện lần này. Trên quan trường vĩnh viễn không có bạn bè lâu dài, chỉ có người cùng chung lợi ích mà thôi, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào lợi ích của mình. Vương Tử Quân nghĩ đến những vấn đề này mà liên tục cười lạnh, văn kiện của phòng tổ chức tỉnh ủy đã được đưa xuống, hơn nữa trước khi phát văn kiện xuống thì trưởng phòng tổ chức hứa tiền giang cũng đã nói vài lời. Đối với Vương Tử Quân thì muốn thay đổi sự thật này đã không còn ý nghĩa gì nữa, thế nhưng hắn không thể bỏ đi như vậy, trước khi đi cũng phải cho bọn họ biết rõ, mình không phải là hạng gỗ đá thích làm gì thì làm, thích xoa nắn sao cũng được. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn cầm điện thoại lên, khi chuẩn bị bấm số thì chợt nghe thấy một âm thanh vang lên, một tin nhắn được gửi đến. Anh, mau đến cứu em, vì để em an tâm ra nước ngoài du học, mẹ thật sự bày tỏ tình thương quá lớn, mỗi ngày đều kéo em ra ngoài dạo phố, em thật sự muốn quay về nông thôn yên tĩnh rồi. Tin nhắn của Lâm Dĩnh Nhi tràn đầy hương vị làm núng, tâm tình của Vương Tử Quân chợt khá hơn rất nhiều. Hắn cười cười, sau đó xóa bỏ tin nhắn theo thói quen lại đi đến lấy một chiếc điện thoại trong bàn làm việc rồi nhắn đi hai chữ nhớ em. 10 phút sau xe của Vương Tử Quân rời khỏi thành phố Đông Bộ rồi chạy như bay về phía thành phố Sơn Viên. Trên xe vẫn giống như trước, vẫn là Triệu Quốc Lương và anh Đồng. Triệu Quốc Lương và anh Đồng là hai người thân thiết của Vương Tử Quân, lúc này bọn họ tỏ ra cực kỳ nghiêm túc, không dám nói nhiều hơn một câu, chỉ sợ lãnh đạo sẽ mất hứng trong mắt hai người bọn họ thì chủ tịch vương tiến lên làm bí thư thị ủy đông bộ sẽ là sự thật khó thể nào tranh luận không ngờ quan trường vốn là khó thể đoán trước được không ngờ một tờ văn kiên bổ nhiệm của phòng tổ chức tỉnh ủy đã đưa vương tử quân từ đông bộ đến thành phố chó ăn đá gà ăn sỏi như la nam văn kiện điều động như vậy tất nhiên sẽ làm cho lãnh đạo cảm thấy bức bối hai anh làm sao vậy sao lại nghiêm túc giống như mở hội nghị thường ủy như thế anh đồng anh mở nhạc đi cho tôi thả lỏng một chút Vương Tử Quân ngẩng đầu trong lúc trầm ngâm, hắn cười phân phó với anh Đồng đang lái xe. Anh Đồng cũng sướng sờ, hắn thực hiện mệnh lệnh của Vương Tử Quân theo thói quen, hắn nhanh chóng mở nhạc, thế là tiếng nhạc du dương lại vang lên trong xe. "Chủ tịch Vương, tôi nghe nói bây giờ trên xe đều đã có đầu VCD, không bằng chúng ta lắp đặt một cái, sau này chạy xe đường dài cũng có phim xem đỡ buồn." Triệu Quốc Lương có chút do so dự, sau đó hắn khẽ lên tiếng đề nghị với Vương Tử Quân. Vương tử quân biết rõ triệu quốc lương đang tìm chủ để nói chuyện với mình, hắn cười cười nói. Lắp đặt thiết bị lên xe cũng tốt, thế nhưng không phải là chiếc xe này, dù sao đây cũng sẽ là xe của vị chủ tịch kế tiếp của thành phố Đông Bộ. Quốc lương, tôi sắp rời khỏi thành phố Đông Bộ, cậu có ý kiến gì không? Nếu cậu thích về tỉnh thì cứ nói đơn vị cần sắp xếp với tôi, mà tôi thấy cậu nên đi theo bí thư cẩm hồ thì hay hơn. Vương tử quân đốt một điếu thuốc rồi nở nụ cười nói chương 621 hai đồng chí là một viên gạch của cách mạng, cần đi đâu sẽ đi đó. Triệu Quốc Lương bây giờ là phó chủ nhiệm văn phòng khối chính quyền thành phố Đông Bộ, nếu như Vương Tử Quân ở lại thành phố Đông Bộ thì hắn sẽ là người tương lai vô hạn nhưng Vương Tử Quân phải rời khỏi thành phố Đông Bộ, thế cho nên tương lai của hắn về sau này sẽ tràn đầy tính bất ngờ, có nhiều chuyện xấu. Triệu Quốc Lương cũng chẳng phải chưa từng nghĩ đến chuyện tương lai của mình, hắn đã suy nghĩ rất nhiều xem mình nên về cơ quan đơn vị trong tỉnh hay ở lại thành phố đông bộ chủ tịch phương tôi nghĩ muốn theo ngài đến thành phố la nam tôi vẫn là thư ký của chủ tịch thành phố còn chưa từng được hưởng qua dư vị của một cán bộ làm đệ nhất thư ký trong thành phố thế cho nên mong lãnh đạo thỏa mãn tâm nguyện của tôi quốc lương cậu có cái tâm như vậy là được thế nhưng cậu làm thư ký đã lâu nếu cậu muốn tiến xa hơn thì không nên tiếp tục làm thư ký cậu nên xuống cơ sở rèn luyện vương tử quân nhìn triệu quốc lương hắn nói ra khuynh hướng sắp xếp của mình với triệu quốc lương triệu quốc lương là người thông minh tất nhiên hắn sẽ nghe và hiểu ý nghĩ của vương tử quân hắn có chút trầm ngâm sau đó gật đầu nói chủ tịch vương tôi nghe lời ngài sau khi nói xong chuyện của triệu quốc lương vương tử quân nhìn về phía anh đồng đối với anh đồng thì hắn không có dư âm chọn lựa hắn dứt khoát nói anh đồng tôi đã nói với phòng nội vụ bên kia còn thiếu một vị phó giám đốc phòng nội vụ anh vào đó mà nhận công tác sau khi trở thành lái xe của chủ tịch vương anh đồng bắt đầu được người ta quan tâm đến đường ra chính trị đặc biệt là sau khi thái nguyên thương là thư ký trưởng của văn phòng khối chính quyền thành phố lại cho ra nhiều đãi ngộ với anh đồng không những bổ nhiệm anh đồng làm cán bộ hơn nữa còn là phó khoa của phòng hậu cần đáng lý sau hai tháng nữa anh đồng sẽ là trưởng khoa nhưng vào đúng lúc này thì vương tử quân lại rời khỏi thành phố đông bộ với tình huống gia đình của anh Đồng, hắn thật sự không thể nào rời khỏi thành phố Đông Bộ. Trước hết hắn tuổi tác không còn trẻ, đi theo Vương Tử Quân đến thành phố La Nam cũng không hay. Sau khi nghe nói mình đến làm phó giám đốc phòng nội vụ thì anh Đồng thật sự kích động đến mức không biết nói gì cho phải. Hắn và Triệu Quốc Lương vốn rất bàng hoàng vì tình huống Vương Tử Quân phải rời khỏi thành phố Đông Bộ, thật sự khó thể cho ra ý nghĩ gì với chính mình. Không ngờ chủ tịch Vương đã sắp xếp xong Tuy phòng nội vụ không phải là ban ngành nhiều thịt thế nhưng lại được người ta tôn trọng, thích hợp làm nơi dưỡng lão, ít nhất cũng mạnh hơn một vị trí trong văn phòng khối chính quyền thành phố. Anh Đồng đã trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, hiểu lòng người dễ đổi, cũng không dám ngồi chờ dưới bóng cây của Chủ tịch Vương, thế nên cũng thấy hay nhất là nên rời đi. "Chủ tịch Vương, tôi." "Anh Đồng, anh nghe lời tôi, anh đi theo tôi đến thành phố La Nam là không hay, anh không thể nào cứ chạy qua lại giữa hai thành phố cho được." anh cứ công tác cho tốt ở thành phố đông bộ, nếu có bất kỳ điều gì khó khăn có thể gọi điện thoại cho tôi. Xe chạy như bay trên đường cao tốc, lúc này Vương Tử Quân bắt đầu cùng hai thuộc hạ nói chuyện về cuộc sống thường ngày. Vì Vương Tử Quân đã lên tiếng chủ đạo nên bầu không khí trên xe đã thoải mái hơn nhiều. Quốc Lương, anh gọi điện thoại cho thư ký của Bí thư Lưu, nói rằng tôi hy vọng được gặp mặt Bí thư Lưu một lần. Khi xe rời khỏi đường cao tốc thì Vương Tử Quân chậm rãi thu hồi nụ cười rồi nói với Triệu Quốc Lương. Triệu Quốc Lương vốn đang cười nói chuyện với Vương Tử Quân, bây giờ nghe Vương Tử Quân phân phó thì nhanh chóng quay về vị trí của một thư ký hợp cách. Hắn ngồi ngay ngắn trên ghế rồi nhanh chóng bấm điện thoại. "Chủ tịch Vương, vừa rồi tôi đã liên hệ với thư ký của bí thư Lưu, anh ấy nói chiều nay bí thư Lưu có thời gian rảnh, hỏi anh có hẹn với ai vào giờ đó không?" Triệu Quốc Lương cố gắng áp chế chính mình thế nhưng giọng nói lại không che giấu được cảm giác tức giận trước kia hắn đã liên lạc nhiều lần với thư ký của bí thư lưu mỗi lần liên lạc thì đối phương đều tỏ ra cực kỳ khách khí bình thường chưa từng phản đối điều gì bây giờ đối phương vừa mới tiếp điện thoại đã ấp úng chối từ điều này làm cho triệu quốc lương cảm thấy có chút căm tức vương tử quân gật đầu thản nhiên nói cậu đưa điện thoại cho tôi triệu quốc lương có chút do dự Hắn không tình nguyện để cho chủ tịch Vương vì chuyện này mà nói vài lời khách khí với thư ký của Bí Thư Lưu. Nhưng hắn suy nghĩ thoáng qua, sau đó giao điện thoại cho Vương Tử Quân. Cậu Lý, tôi là Vương Tử Quân, 2 phút sau xe của tôi sẽ đến tỉnh Ủy, cậu giúp tôi sắp xếp thời gian với Bí Thư Lưu. Vương Tử Quân nói xong thì trực tiếp cúp điện thoại. Triệu Quốc Lương nhận điện thoại trong tay của Vương Tử Quân, hắn có chút trần trừ. Chủ tịch Vương, nếu như anh ta không... Bí thư lưu nhất định sẽ gặp tôi. Vương tử quân khẽ dựa lưng lên ghế cực kỳ tự tin, hắn nói tiếp. Bây giờ tôi chính là đối tượng mà lãnh đạo tỉnh ủy muốn chân an. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Vương Tử Quân, vài phút sau thư ký Lý gọi điện thoại đến 12 phút sau Vương Tử Quân đến phòng làm việc của Bí Thư Lưu. Chiếc xe màu đen dừng lại trong khu văn phòng tỉnh ủy, Vương Tử Quân bước xuống xe thì cũng có một người chui ra khỏi xe, khi nhìn thấy người kia thì vương tử quân chợt nở nụ cười nói trưởng phòng tiên vi lâu rồi không gặp anh quách tiên vi thấy vương tử quân thì có hơi sững sờ hắn nhanh chóng bắt chặt tay vương tử quân chủ tịch tử quân thật sự đã lâu không gặp hôm nay có thời gian không chúng ta đi uống vài ly nhé trưởng phòng quách có lời triệu kiến tôi nào dám chối từ cũng chỉ có thể lợi dụng cơ hội để tiến thêm một bước nhỏ trong lúc làm thân với phòng tổ chức mà thôi Vương tử quân cười cởi mở rồi dùng giọng thoải mái nói. Hai mắt quách tiên vi cũng lóe lên, hắn cũng cười nói. Tử quân, coi như tiểu tử cậu có lương tâm, vào động phòng mà không quên bà mối. Lúc này cậu là bí thư thị ủy, cũng không giống như chủ tịch thành phố nữa rồi. Bí thư và chủ tịch tất nhiên sẽ không giống nhau. Tuy Quách Tiên Vi nói một câu có ý trêu chọc thế nhưng ý nghĩa thật sự của nó là gì thì Vương Tử Quân hiểu rất rõ. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, sau khi đi vào trong khu văn phòng tỉnh ủy thì quách tiên vi bắt chặt tay vương tử quân rồi nói tử quân dù thế nào thì cậu cũng là bí thư thị ủy trẻ tuổi nhất của tỉnh sơn nam chờ đến khi cậu hoàn công chúng tôi sẽ chúc mừng cậu trong mắt vương tử quân chợt lóe lên hào quang hắn bắt chặt tay quách tiên vi sau đó cười nói trưởng phòng quách cứ yên tâm chờ khi tôi báo cáo rõ ràng tình huống của thành phố đông bộ với lãnh đạo chúng ta sẽ không say không về quách tiên vi khẽ gật đầu Lúc này mới cất bước bỏ đi. Vương Tử Quân nhìn Quách Tiên Vi bỏ đi, hắn cũng quay đầu đi về phía phòng làm việc của Lưu Truyền Thủy. Vương Tử Quân biết rõ ý nghĩa lời nói của Quách Tiên Vi, người bạn này đang an ủi mình, càng nhắc nhở mình không nên phạm sai lầm giác ngộ vào lúc này. Hắn rất tán thành lời nhắc nhở của Quách Tiên Vi, hắn cũng dùng phương diện báo cáo sự việc ở thành phố Đông Bộ để nói rõ cho đối phương biết, hắn không phải đến phản ánh vấn đề của mình, lại càng không tỏ vẻ có gì đó không phục. Chủ tịch Vương, lúc này thật sự có chút trùng hợp, chương trình sắp xếp của bí thư lưu hôm nay có nửa giờ rảnh rỗi, thế là bị ngài cướp lấy. Thư ký Lý đeo kính đen, bộ dạng có chút nghiêm túc, hắn vừa thấy Vương Tử Quân thì cười cười nói. Vương Tử Quân dù thiếu cảm giác với vị thư ký lưu này thế nhưng ngoài miệng vẫn cười nói. Cái này còn phải cảm ơn cậu, nếu không có cậu thay tôi sắp xếp, nào có được khoảng thời gian trùng hợp như vậy. Cảm ơn cậu, hôm nay tôi sẽ mời cậu uống rượu hai người vừa nói vừa nở nụ cười thư ký lý tiến lên giúp vương tử quân đẩy cửa phòng làm việc của bí thư lưu sau đó khẽ nói với bí thư lưu truyền thụy đang đọc văn kiện bên bàn làm việc bí thư lưu chủ tịch vương đến lưu truyền thụy lúc này đeo một cặp kính lão lão nghe thấy thư ký lý báo cáo thì buông văn kiện xuống gỡ kính mắt sau đó nói với vương tử quân tử quân đến đấy à mời ngồi mời ngồi vương tử quân khách khí hai câu với lưu truyền thụy sau đó ngồi xuống ghế sa lông. Lưu truyền thụy không những đi ra khỏi bàn làm việc, lão còn nói với thư ký Lý đang chuẩn bị châm trà. Cậu pha trà long tỉnh cho tử quân, trà ngon phải dành cho người tốt thưởng thức, ngày bình thường toàn cho đám châu kia thưởng thức, thật sự mất hay. Lưu truyền thụy cười nói hai câu, sau đó lão tiếp tục. Tử quân, chúng ta tùy bận rộn công tác thế nhưng cũng không nên thả lỏng học tập, nếu buông lỏng học tập sẽ phát sinh nhiều vấn đề. Lưu truyền Thụy nói đến đây thì đứng lên cầm một quyển sách trên bàn làm việc của mình rồi nói. Sách này viết rất hay, trẻ tuổi cần phải sáng nghiệp, cần phải trải qua tôi luyện, chỉ có những người có dũng khí chọn gánh nặng, như vậy mới tìm được hướng phát triển tốt, không trải qua gian khổ sẽ khó có nhân tài. chương 622, một anh có thể làm cho anh ta đi lên, tôi có thể làm cho anh ta đi xuống. Vương tử quân khẽ hít mắt, hắn nào không nghe rõ ý nghĩa lời nói của Lưu truyền Thụy vị bí thư lưu này bây giờ đang mượn sách dạy người, lão đang yêu cầu mình không nên có ý nghĩ gì không công bình, cho anh đến thành phố La Nam, anh chỉ cần dọn dẹp và tranh thủ thời gian đi báo danh là được, những thứ khác không cần nói, mà có nói ra cũng vô ích mà thôi. Bí thư lưu, vẫn là câu nói thế này, nghe ngài nói chuyện một buổi bằng chục năm đèn sách. Tôi cảm thấy cán bộ trẻ tuổi trong tỉnh đều phải được học tập và phấn đấu trong gian khổ, thời đại đi tới tôi đi tới, truyền thống cách mạng không thể vứt bỏ được. Lưu Truyền Thụy nhìn Vương Tử Quân nói chuyện vui vẻ mà trong lòng sinh ra cảm giác cổ quái, lão đến bây giờ đều biết người thanh niên này không phải là người lương thiện gì. Lúc này mình mượn sách dạy người, đối phương không những không tức giận còn mở miệng kẻ sướng người họa với mình, điều này không khỏi làm cho lão phải thầm suy đoán vấn đề. Nhưng dù thế nào thì Lưu Truyền Thụy cũng có thể mơ hồ thấy được chủ đề kế tiếp của Vương Tử Quân, vì lão dù gì cũng là phó bí thư nắm công tác tổ chức, những lời thế kia vẫn nằm trong phạm vi chức quyền của mình. Tử quân, đề nghị của cậu là rất tốt, tôi sẽ nhất định chuyển đến cho bí thư nhất phong, bây giờ tác phong của cán bộ quá táo bạo, cũng nên ôn lại kinh điển cách mạng, như vậy là rất cần thiết. Bí thư lưu, làm công tác truyền thống phải có điển hình, các vị cán bộ lão thành cách mạng đã từng nói tấm gương là lực lượng vô cùng. Tôi sẽ tiến cử hiện tại, phó bí thư trúc phu bình của thành phố Đông Bộ chính là tấm gương phấn đấu gian khổ điển hình, khi công tác cực kỳ chăm chú chứng thực chỉ thị của bí thư lưu. Cố gắng công tác, thành khẩn làm người. Thật sự là nhân tài hiếm có. Vương Tử Quân nâng ly trà long tỉnh lên khẽ nhấp một ngụm rồi quay sang nói với bí thư Lưu Truyền Thủy. Lúc này Lưu Truyền Thủy cũng không uống trà, lão đã nghe rõ ý nghĩa lời nói của Vương Tử Quân, cái quái gì là điển hình, cái gì mà phấn đấu gian khổ, tất cả đều là hư chiêu. Vương Tử Quân đẩy trúc phù bình ra, mục đích duy nhất chính là muốn trúc phù bình tiếp nhận vị trí hiện tại của mình. Chức vụ chủ tịch thành phố Đông Bộ không phải chỉ nói vài lời là có thể sắp xếp được. Lưu truyền thủy cảm thấy mình có thể đứng trên một độ cao để quan sát chúng sinh, vì lão cảm thấy không ai có thể mở miệng lừa gạt được mình. Không ngờ vương tử quân chạy đến mà không thèm che giấu, không thèm làm bộ, chạy đến yêu cầu một chức quan như vậy, hành vi làm càn như thế tất nhiên sẽ làm lão sinh ra cảm giác bức bối. Tuy lưu truyền thụy đi gần với trương gia, lúc bắt đầu lão cũng muốn kéo vương tử quân vào trong hàng ngũ của mình. Thế nhưng vương tử quân bộc lộ tài năng mạnh mẽ ở thành phố Đông Bộ, lão thật sự sinh ra chút cảm giác không thoải mái, vì dựa theo thuật chế ngự người khác của lão, rất khó chinh phục được người này. Dù không có chứng cứ thế nhưng sự kiện Thạch Kiên Quân đến tỉnh Sơn Nam luôn làm cho lưu truyền thụy loáng thoáng thấy được tác dụng của Vương Tử Quân. Cũng chính vì lý do này mà lão đã mở miệng đồng ý với đề xuất của Chủ tịch Thạch Kiên Quân cho Vương Tử Quân đến làm bí thư thị ủy thành phố La Nam. Chủ tịch Tử Quân, nếu như đồng chí Trúc Phu Bình vĩ đại như vậy, tôi sẽ để cho trưởng phòng tiền giang xem xét những nhân vật thắp một chiếc đèn sẽ soi sáng cả vùng như thế này nếu không để cho phát huy tác dụng thì thật sự rất đáng tiếc. Sau khi lưu truyền thủy quan sát phương tử quân, lại đến lượt phương tử quân quan sát lưu truyền thủy. Lời nói của bí thư lưu giống như đồng ý với ý kiến của hắn, thực tế lại đang nói ra một lời tự quyết. Tất nhiên xử lý vấn đề này không đơn giản, thế nhưng có rất nhiều chuyện không có con đường thứ hai, rất nhiều lãnh đạo thích sử dụng biện pháp này, cố gắng kéo giãn sự việc mình không thích và không thể dễ dàng mở miệng, để rồi cuối cùng tất cả đều khô héo bí thư lưu truyền thụy nói rất cẩn thận dù anh biết rõ chuyện gì xảy ra cánh không thể nào phản bác được vì thế vương tử quân cũng không muốn dây dưa nhiều hắn cười nói bí thư lưu tôi nghe nói thành phố sơn viên mới mở một đại lý xe thật sự rất không tồi vương tử quân nói như nước chảy mây trôi thế nhưng lời tuyên truyền giác mộ này rơi vào trong tai lưu truyền thụy lại bùng lên hiệu quả to lớn lão vốn đang hít mắt nhưng nhanh chóng mở lớn lão tất nhiên biết chủ nhân của đại lý xe mà vương tử quân nhắc đến là ai, khi lão còn đang trầm ngâm thì vương tử quân tiếp tục cười nói. Hai ngày trước tôi đến gặp Vinh Hòa, cùng trò chuyện với cậu ấy vài câu, phát hiện bây giờ cậu ấy rất cầu tiến. Xem ra Vinh Hòa cũng không phải là khuyển tử, bí thư lưu sau này cũng không cần phải quan tâm đến chuyện của cậu ấy. Vẻ mặt lưu truyền thụy không biến đổi, gương mặt vẫn cười tủm tìm, thế nhưng nếu nhìn bàn tay đang cầm ly trà của lão, sẽ phát hiện bàn tay nổi gân xanh rõ ràng có chút run rẩy biết con không ai bằng cha lưu vinh hòa là người thế nào thì lưu truyền thụy biết rất rõ ràng vương tử quân có thể nói ra những lời như vậy đủ để nói con trai mình đã làm ra chuyện gì đó và bị vương tử quân nắm vào trong tay nhưng dù lưu vinh hòa có ra ngoài gây sự thế nào dù sao cũng là con trai lưu gia giống như trong nhà mình có nuôi chó mình thích làm gì thì cũng được nhưng nếu như người ngoài đá nó một cái trong lòng nhất định sẽ mất vui, trong mắt sẽ xuất hiện ánh lửa. Lưu Truyền Thụy nhìn gương mặt với nụ cười tủm tỉm của Vương Tử Quân, lão thật sự có chút hối hận. Nếu như mình trước sau bảo trì mối quan hệ tốt đẹp với người này, như vậy những tình huống uy hiếp sẽ căn bản không phát sinh, chính mình sẽ không mất tập trung vì những lời uy hiếp tinh thần như vậy. Chuyện của con cái trước nay tôi căn bản chưa từng trông nom, đạo con cháu đều có phúc của con cháu, cứ để bọn chúng nó tự xử lý. Lưu Truyền Thụy nói rất tiêu sái bộ dạng giống như để cho con trai tự sinh tự diệt. Bố của tôi cũng thường nói như vậy, bí thư lưu, nếu hai vị cùng ngồi một chỗ, nhất định sẽ có tiếng nói chung. Vương tử quân cười cười dùng giọng huyền chuyển của một vãn bối nói. Thư ký trưởng vương mạnh hơn tôi rất nhiều, ít nhất cũng có một đứa con là bí thư thị ủy trẻ tuổi nhất tỉnh Sơn Nam, đây chính là một tấm gương rất lớn. Lưu truyền thụy nói những lời này ngược lại không chỉ là lời cảm khái, Lão thật sự cảm thấy hâm mộ với Vương Quang Vinh vì có một đứa con như vậy. Nếu con trai nhà lão được một nửa như Vương Tử Quân, chính mình cũng không cần cố sức quan tâm gì nhiều. Lão vừa cảm khái vừa cười nói, "Thành phố đông bộ các cậu không thiếu gì điển hình, nhưng nếu muốn tiến thêm một bước để đào móc, phía chính quyền cũng phải phát ra âm thanh của mình mới được." Chương 622, hai anh có thể làm cho anh ta đi lên, tôi có thể làm cho anh ta đi xuống. Bí thư Lưu cứ yên tâm, tôi sẽ xử lý tốt những vấn đề này vương tử quân nghe được lời nói có ý khuất phục của lưu truyền thụy thế là hắn cũng không tiếp tục bức bách hắn lên tiếng cam đoạn như vậy thì quá tốt thật sự quá tốt rồi lưu truyền thụy tuy mở miệng nói tốt nhưng trong lòng lại biết việc này có rất nhiều khả năng thạch kiên quân đã có tính toán của mình ở vị trí chủ tịch thành phố đông bộ nếu vương tử quân có thể áp chế được chủ tịch thạch như vậy chính mình sẽ biết thời biết thế cho ra một phần nhân tình nếu vương tử quân có tác động với chủ tịch thạch, như vậy cũng không liên quan gì đến mình. Hai người xem như kết thúc đề tài, lưu truyền Thụy Ân cần hỏi thăm sức khỏe của vương lão và tình hình mạc tiểu bắc khi nào thì sinh nở, sau đó cười nói. Tử quân, tình huống ở thành phố La Nam rất gian khổ, nếu cậu muốn công tác tốt thì phải chuẩn bị tư tưởng, nếu có gì khó khăn thì cứ trao đổi, tôi đây chỉ cần có thể giúp được thì sẽ tuyệt đối không đứng nhìn bàng quan, nhất định sẽ tận lực phụ trợ. Cảm ơn bí thư lưu, vốn tôi còn có chút do so dự khi đến công tác ở La Nam, bây giờ nghe ngài nói lời cổ vũ như vậy, tôi xem như đã yên tâm hơn rất nhiều. Vương Tử Quân vừa giúp Lưu Truyền Thụy châm trà vào ly vừa khẽ nói. Sau khi ở lại trong phòng làm việc của Lưu Truyền Thụy hơn 20 phút thì Vương Tử Quân mở miệng cáo từ rời đi. Lưu Truyền Thụy tiến Vương Tử Quân ra tận cửa, bộ dạng cực kỳ thân mật. Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Lưu Truyền Thụy, Vương Tử Quân lấy điện thoại ra gọi cho thư ký Trần Hiểu Văn của Chủ tịch Thạch Kiên Quân. Bên kia nghe máy, một giọng cười vang lên. Chủ tịch Vương, tôi đang đi họp cùng lãnh đạo, anh có gì cần dặn dò không? Trường Phong Trần, chỉ thị hay dặn dò đều là không dám, ngài là lãnh đạo thượng cấp, nếu nói chỉ thị thì chỉ có ngài chỉ thị cho chúng tôi mà thôi. Vương Tử Quân tuy đã làm tốt công tác chuẩn bị đàm phán với Thạch Kiên Quân thế nhưng vẫn biểu hiện cực kỳ tôn trọng lãnh đạo. Trần Hiểu Văn là thư ký của Thạch Kiên Quân, tất nhiên sẽ có thể căn cứ vào những gì xảy ra gần đây mà cảm nhận được mối quan hệ không được bình thường giữa lãnh đạo của mình và Chủ tịch thành phố Đông Bộ là Vương Tử Quân. Bây giờ nghe lời nói của Vương Tử Quân ở bên kia, hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ Chủ tịch Vương đã cảm ứng được điều gì đó, muốn tu bổ mối quan hệ với Chủ tịch Thạch. Chủ tịch Vương, anh nói những lời như vậy là muốn ép tôi vào tình thế khổ sở rồi, tôi có chỗ nào công tác không được chu toàn thì ngài cứ nói cho rõ, cũng đừng dùng nó để phê bình tôi được. Trần Hiểu Văn tuy cực kỳ khiêm tốn nhưng lại nói gần nói xa cũng biểu hiện rõ sự kiêu ngạo của một thư ký chủ tịch tỉnh. Cán bộ cấp cục thì thế nào? Hắn là một trong những cán bộ cấp cục quan trọng nhất ở tỉnh Sơn Nam, dù là đám cán bộ cấp sở ở trước mặt hắn cũng phải tỏ ra bảy phần tôn trọng. Vì hắn không những đại biểu cho chính mình, còn đại biểu cho cả chủ tịch thạch. Bây giờ tôi đang ở tỉnh Thành, trưởng phòng Trần, làm phiền anh báo cáo với chủ tịch Thạch, nói tôi có công tác muốn báo cáo với lãnh đạo. Vương tử quân nghe và hiểu rõ ý nghĩ của Trần Hiểu Văn, thế nhưng hắn giống như căn bản không nghe thấy, đi thẳng vào vấn đề muốn gặp Thạch Kiên Quân. Trần Hiểu Văn không dám từ chối yêu cầu của Vương tử quân, hắn trầm ngâm dây lát rồi trầm giọng nói với Vương tử quân. Chủ tịch Vương, tôi sẽ báo cáo với chủ tịch Thạch, để xem lãnh đạo sắp xếp thế nào, sau đó sẽ gọi điện thoại báo cho anh. Trần Hiểu Văn cũng không để cho Vương Tử Quân chờ quá lâu, 5 phút sau đã gọi điện thoại đến, nói là nửa giờ sau Thạch Kiên Quân sẽ quay về phòng làm việc, để Vương Tử Quân đến chờ. Vương Tử Quân nhìn đồng hồ, sau đó đi đến phòng làm việc của Thạch Kiên Quân chờ nửa giờ. Nửa giờ trôi qua, Thạch Kiên Quân và một nhóm người đi về phòng với tư thế tiền hô hậu ủng. Chào Chủ tịch Thạch, Vương Tử Quân thấy Thạch Kiên Quân đi đến, hắn mỉm cười tiến lên nghênh đón lãnh đạo, Thạch Kiên Quân đã sớm biết Vương Tử Quân chờ mình, sau khi thấy Vương Tử Quân thì trên mặt vẫn lộ ra nụ cười thân thiết giống hệt như trước. Không chờ Vương Tử Quân vươn tay thì hắn đã duỗi tay cười tủm tìm nói: "Chủ tịch Tử Quân, cậu rõ ràng là khách ít đến, tôi nghe Tiểu Trần nói cậu có chuyện cần báo cáo phải không? Cậu nói đi." Vương Tử Quân vừa bắt tay với chủ tịch Thạch vừa cười nói: "Đúng vậy, chủ tịch Thạch, tôi có một số việc không thể không báo cáo với ngài." xem ra chỉ có thể chậm chế ít thời gian của lãnh đạo mà thôi thạch kiên quân dùng ánh mắt đầy ẩn giấu nhìn vương tử quân lúc này mới cười nói vậy thì đến phòng làm việc của tôi khi vương tử quân và thạch kiên quân nói chuyện với nhau trần hiểu văn đã sớm đi đến mở cửa phòng làm việc của lãnh đạo đám người đi vào trong phòng dưới sự dẫn dắt của chủ tịch thạch kiên quân thạch kiên quân nhìn thoáng qua nhóm người trần hiểu văn sau đó nói sự việc vừa rồi cứ xử lý theo hướng các anh đã bàn bạc, bây giờ tôi còn có vài chuyện cần nói với Chủ tịch Vương, các anh cứ bận rộn công tác đi thôi. Những người khác nghe được lời sắp xếp của Chủ tịch Thạch Kiên Quân thì nhanh chóng bỏ đi sạch sẽ, nhưng ánh mắt bọn họ nhìn về phía Vương Tử Quân lại có thêm vài phần hâm mộ và ghen ghét, dù sao thì những người được Chủ tịch tỉnh tiếp đãi như vậy cũng không có nhiều. Sau khi Trần Hiểu Văn Pha trà rót nước rời khỏi phòng thì Thạch Kiên Quân cười nói. Tử Quân, cậu từ thành phố Đông Bộ đến thành phố La Nam, sắp xếp như vậy vốn là tôi không đồng ý, thế nhưng bí thư nhất phong nói rất có lý. Cậu là cán bộ trẻ tuổi tài cao, nên đi nhiều biết rộng, nên chuyên tâm rèn luyện, như vậy sẽ rất có lợi cho sự phát triển của cậu. Là một cán bộ trẻ tuổi, chờ cậu đến tuổi của tôi thì sẽ phát hiện ra vấn đề, đó là khi còn trẻ chịu khó tôi luyện thì kinh nghiệm có được sẽ là một phần tài phú rất lớn. Gian nan khốn khổ thì ngọc mới sáng, nếu có cơ hội thì nhanh chóng tiến lên và đi xa hơn. Thạch Kiên Quân nói những lời như vậy chẳng khác nào đùn đẩy trách nhiệm trong sự kiện Vương Tử Quân đến làm bí thư thành phố La Nam, thế nhưng lại bày tỏ ra hy vọng của mình với Vương Tử Quân một cách cực kỳ uyển chuyển. Tư thái này cho thấy hắn và Vương Tử Quân là minh hữu, hơn nữa còn như là người cùng chiến tuyến. Chương 622, ba anh có thể làm cho anh ta đi lên, tôi có thể làm cho anh ta đi xuống. Vương Tử Quân dùng ánh mắt tươi cười nhìn Thạch Kiên Quân, trong lòng càng bội phục vị chủ tịch Thạch này, hắn khẽ cười nói: "Chủ tịch Thạch, tôi hiểu rõ tình huống ngài bảo vệ tôi, cũng không có ý kiến gì với chuyện đến thành phố La Nam nhận chức." Thạch Kiên Quân tiếp xúc nhiều với Vương Tử Quân, đã kiến thức được sự sắc bén của người thanh niên này. Hắn vừa rồi lên tiếng chỉ chờ Vương Tử Quân phản kích hoặc chất vấn, lại tuyệt đối không ngờ người này lại sảng khoái đồng ý. Thạch Kiên Quân nhìn gương mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân, hắn thầm giật mình càng cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy hắn là minh hữu của vương tử quân nếu như không phải hào nhất phong bên kia cho ra một điều kiện cực kỳ khó thể từ chối nếu không phải vì muốn đẩy một thành viên gia tộc của mình lên vị trí bí thư thành phố đông bộ hắn dù thế nào cũng sẽ không phá hư mối quan hệ với vương tử quân coi như lúc này vì một lợi ích lớn mà hắn đành phải hy sinh vương tử quân mà thôi tử quân cậu nghĩ như vậy thì tôi cảm thấy rất vui tôi chỉ sợ cậu có vướng mắc tư tưởng không tìm hiểu được đúng điểm dừng, cuối cùng cũng là cán bộ trẻ tuổi và trưởng thành, điều này là cực kỳ khó có được. Thạch Kiên Quân khẽ cười, nụ cười càng thêm thân thiết. Vương Tử Quân nghe được giọng nói mưa thuận gió hòa với ý nghĩa cổ vũ của Thạch Kiên Quân thì khẽ cười nói: "Cảm ơn chủ tịch Thạch đã quan tâm, tôi rời khỏi thành phố Đông Bộ đến thành phố La Nam, nếu nói có gì không an tâm thì thật sự là gạt người." hôm nay tôi đến đây tìm ngài chính là muốn nói ra vài ý nghĩ về phương diện công tác ở thành phố đông bộ dù sao bây giờ tôi cũng còn là chủ tịch thành phố đông bộ tôi còn có trách nhiệm với sự phát triển trong tương lai của thành phố đông bộ thạch kiên quân chợt hít mắt hắn biết rõ sự việc không đơn giản như vậy thế nhưng hắn căn bản không muốn ngăn cản lời nói của vương tử quân hắn cũng muốn xem vị lãnh đạo thành phố đông bộ này trước khi ra đi có gì cần nói với mình chủ tịch thạch tuy tôi rất muốn khiêm tốn với ngài Thế nhưng cũng không thể không kiêu ngạo nói một câu, có một niềm vui thật sự muốn chia sẻ với ngài, năm nay thành phố Đông Bộ phát triển không tồi, thành tích là quá rõ ràng. Thạch Kiên Quân khẽ gật đầu, hắn dùng giọng không chút nghi vấn khẳng định. Tốc độ phát triển kinh tế của thành phố Đông Bộ luôn đi đầu trong tỉnh, kinh tế phát triển rất tốt, cực kỳ tốt. Chủ tịch Thạch, kinh tế thành phố Đông Bộ phát triển như ngày hôm nay, có được thành tích tốt như vậy cũng là vì có một lực lượng cán bộ ban ngành có khả năng và năng lực mạnh mẽ vì có nhóm cán bộ này giúp đỡ chúng tôi mới có thể đưa thành phố đông bộ đi trên con đường cao tốc, lấy được thành tích phát triển tốt ở tỉnh Sơn Nam. Người ta thường nói có công thì thường, có lỗi thì phạt, tôi là chủ tịch thành phố, tỉnh ủy đã cho thăng cấp, tôi cũng không thể ép những cán bộ đi theo mình phải lui xuống. Nếu như vậy chẳng khác nào để cho người ta đâm vào cuộc sống của tôi, ở sau lưng mắng tôi không ra gì. Rõ ràng là vùng roi thúc ngựa chạy nước đại, thế nhưng anh chỉ biết lợi dụng sức ngựa của người ta để lấy lợi cho mình tự mình được thăng quan bỏ đi, không quan tâm đến người ra sức giúp đỡ, như vậy sao có thể được? Có đúng không Chủ tịch Thạch? Vương Tử Quân nói đến phương diện mình được đề bà trọng dụng thì giọng điệu cực kỳ trịnh trọng, đó chính là muốn nói rõ với Thạch Kiên Quân là mình căn bản hiểu rõ ràng sự kiện phân công lần này. Thạch Kiên Quân nghe rõ ý nghĩ của Vương Tử Quân, trong lòng lại thầm cười lạnh, thầm nghĩ ban ngành thành phố đông bộ sắp xếp thế nào thì chưa đến lượt Vương Tử Quân cậu khoa tay múa chân. Hắn có suy xét cực kỳ toàn diện ở phương diện này, Vương Tử Quân cậu đã chào tạm biệt chính trường thành phố Đông Bộ, sao có thể tiếp tục nhúng tay vào phương diện bổ nhiệm nhân sự ở đây? Anh không cảm thấy bàn tay của mình là quá dài sao? Chủ tịch Tử Quân, tỉnh ủy nhất định sẽ toàn diện suy xét tình huống mà cậu phản ánh, sẽ đẩy những đồng chí có khả năng, có năng lực, dám nghĩ dám làm tiến lên vị trí công tác quan trọng hơn, như vậy mới có lợi cho cơ chế của chúng ta. Thạch Kiên Quân thu lại nụ cười trên mặt, Hắn dùng giọng chân thành nói với Vương Tử Quân, "Đó chính là tỉnh ủy sẽ suy xét toàn diện, Vương Tử Quân anh không cần quan tâm." Vương Tử Quân hiểu rõ ý nghĩa lời nói của Chủ tịch Thạch Kiên Quân, hắn cười nói, "Tôi thật sự rất tin tưởng vào sự suy xét của tỉnh ủy, tôi cũng chỉ là muốn nói ra cái nhìn của mình mà thôi." "Chủ tịch Thạch, phó bí thư Trúc Vũ Bình của thành phố Đông Bộ chúng tôi là cán bộ công tác lâu năm, là người hiểu rõ tình huống của thành phố Đông Bộ, hơn nữa có ý nghĩ có lòng nhiệt tình trong công tác, những năm qua đã cho ra nhiều cống hiến cho sự nghiệp phát triển kinh tế của cả thành phố. Bây giờ tôi và bí thư đồng trước sau đều rời khỏi thành phố Đông Bộ, nếu muốn bảo trì thành phố Đông Bộ vượt qua thời kỳ quá độ, tôi cảm thấy nên đẩy đồng chí này về vị trí quan trọng hơn. Phó bí thư nắm công tác tổ chức ở thành phố Đông Bộ rõ ràng là nhân vật đứng hàng thứ ba, nếu nói đẩy lên vị trí quan trọng hơn, rõ ràng chỉ có chức vụ bí thư và chủ tịch thành phố. Thạch Kiên Quân đã có tính toán của mình ở hai vị trí này, hắn sao có thể để cho Vương Tử Quân thích làm gì thì làm. Để quấy dày kế hoạch của mình. Chủ tịch Tử Quân, đây không phải chuyện mà cậu có thể suy xét được. Gương mặt với nụ cười hiền hòa của Thạch Kiên Quân đã biến mất sạch sẽ, lời của hắn lúc này cũng nhanh chóng trở nên đông cứng. Hắn tuy muốn trấn an Vương Tử Quân, thế nhưng trên những phương diện quan trọng thì hắn căn bản không thể ném cơ hội cho Vương Tử Quân cho được. Chủ tịch Thạch, Tôi bây giờ vẫn là một thành viên của thành phố Đông Bộ, tôi cảm thấy mình còn có quyền lợi suy xét cho sự phát triển của thành phố Đông Bộ. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Thạch Kiên Quân, giọng điệu cũng không có ý nhượng bộ. Thạch Kiên Quân cảm thấy lửa giận bùng lên, hắn quyết định cho vị chủ tịch trẻ tuổi này một bài học, thế là dùng giọng lạnh băng nói. "Chủ tịch Tử Quân, chờ cậu đến vị trí của tôi sẽ hiểu những gì tôi đang nghĩ vào lúc này." Thạch Kiên Quân nói xong câu này thì cảm thấy bức bối trong lòng giải tỏa phần lớn. Vương Tử Quân không phải là người rất có khả năng sao? Nhưng vị trí quyết định độ nặng lời nói, tôi là quan chức cấp cao hơn, tôi chặn anh thì anh sẽ căn bản chẳng thể nào mở miệng được. Khi Thạch Kiên Quân đang cho rằng Vương Tử Quân sẽ không còn gì để nói, đột nhiên Vương Tử Quân lại trầm lặng nói. "Chủ tịch Thạch, tôi không có quyền phát biểu ý kiến ở phương diện nhân sự của thành phố Đông Bộ, thế nhưng ngài cho người đi lên, tôi có thể cho anh ta đi xuống." Chương 623. Một tham mưu không tốt cũng như không. Ngài có thể đưa người tiến lên, tôi có thể kéo anh ta xuống. Câu nói này của Vương Tử Quân cực kỳ khí phách, lập tức làm cho Thạch Kiên Quân sợ ngây người. Hắn là một chủ tịch tỉnh, tuy hắn biết bên trên có Hào Nhất Phong áp chế, thế nhưng Hào Nhất Phong trước nay chưa từng nói lời kiêu ngạo như vậy với hắn. Một cảm giác tức giận chợt bùng lên trong lòng Thạch Kiên Quân, hắn thật sự muốn dùng quyền uy của mình cho vị chủ tịch trẻ tuổi này một bài học nhưng khi nhìn bộ dạng lạnh lùng quyết đoán của đối phương trong lòng hắn chợt xuất hiện cảm giác lạnh lẽo chủ tịch thạch tôi chỉ nói đùa một chút với anh mà thôi anh cũng đừng để trong lòng vương tử quân nở nụ cười sáng lạn dùng giọng thành khẩn nói nói đùa có người nói đùa vậy sao thạch kiên quân nhìn vương tử quân nào chịu tin tưởng như vậy trong lòng hắn biết rõ chính mình sở dĩ đi đến tỉnh sơn nam làm chủ tịch thạch có liên quan rất lớn đến tình huống tể chính hồng rớt đài té đau trước khi tề chính hồng rớt đài thì người tìm đến với mình chính là vương tử quân. Một người sắp tiến lên làm chủ tịch thạch như tề chính hồng còn bị vương tử quân ép cho té ngã, một vị trí chủ tịch thành phố đông bộ thì có thể coi là gì. Dù thạch kiên quân không muốn thừa nhận, thế nhưng thực lực của vương tử quân ở thành phố đông bộ vào lúc này luôn làm cho hắn kiêng kỵ ba phần. Chủ tịch tử quân, cậu đã hơn 30, nói chuyện cần phải chú ý. Cậu nói đùa với tôi thì không sao, với quan hệ giữa hai ta, tôi tất nhiên sẽ không so đo, thế nhưng đối với lãnh đạo tỉnh ủy khác thì sao? Sẽ rơi vào tình huống rất khổ sở, hơn nữa nếu khơi màu chuyện này ra sẽ chụp mũ cậu chưa trưởng thành chính trị. Thạch Kiên Quân trầm ngâm dây lát rồi dùng giọng thấm thiên nói. Vương Tử Quân tỏ ra khiêm tốn tiếp nhận lời phê bình của Chủ tịch Thạch, sau khi Thạch Kiên Quân nói xong thì hắn cười nói. Chủ tịch Thạch, tôi không phải là dựa vào quan hệ không tầm thường giữa hai chúng ta sao? thế cho nên lúc này mới có chút vị ý. Tôi đảm bảo sau này sẽ không nói loạn như vậy, đỡ làm cho ngài phải xấu hổ. Thạch kiên quân nở nụ cười, hắn nhìn vương tử quân, nụ cười trên mặt càng có vẻ rộng lượng hơn. Vương tử quân cũng cười, nụ cười của hai người làm cho khói lửa trong phòng nhanh chóng tan biến. Tử quân, tôi nhất định sẽ chăm chú suy xét lời đề nghị của cậu. Nhưng sự kiện này tôi cũng không thể hoàn toàn làm chủ được, bí thư nhất phong là người chủ tính đại cục, Cuối cùng cũng là anh ấy lên tiếng. Thạch Kiên Quân trầm ngâm dây lát, giọng điệu càng thêm ôn hòa hơn. Phương Tử Quân nhìn ánh mắt của Thạch Kiên Quân, hắn đột nhiên dùng giọng cực kỳ nghiêm túc nói: "Chủ tịch Thạch cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ ngài giao phó." Thạch Kiên Quân thiếu chút nữa thì nhướng mày, trong lòng thầm mắng: "Rõ ràng là tiểu tử cậu uy hiếp tôi, không phải muốn đẩy trúc phu bình kia lên đài sao?" Thế nào lại là hoàn thành nhiệm vụ mà tôi mở miệng phân công? Thật sự là được tiện nghi còn khoe mẽ, nói như vậy chẳng khác nào ông đây nợ nhân tình của cậu. Tuy Thạch Kiên Quân cảm thấy rất bức bối nhưng là lãnh đạo tỉnh Sơn Nam, hắn cũng không muốn so đo với Vương Tử Quân ở sự kiện nhỏ nhặt thế này. Dù sao thì vừa rồi hai bên cũng đã mở miệng nói lời chân thật với nhau, nếu như bây giờ hai bên chuyển thành xa lạ, chẳng phải một người làm chủ tịch tỉnh như hắn không còn độ lượng. Vương Tử Quân vẫn nở nụ cười hắn thấy rõ phản ứng của Thạch Kiên Quân. Sau khi bị Thạch Kiên Quân đâm một đao sau lưng, bây giờ hắn không còn là người đến vẫy đuôi với Chủ tịch Thạch. Không phải Chủ tịch Thạch bây giờ muốn chữa trị mối quan hệ giữa hai bên sao, tốt lắm, tôi thật sự rất muốn nghe cao kiến của lãnh đạo. Chỉ cần cậu có thể thuyết phục đồng chí Nhất Phong ở bên kia, chỗ tôi sẽ không có vấn đề. Thạch Kiên Quân cố gắng áp chế cảm giác bất mãn trong lòng, hắn khẽ cười nói với Vương Tử Quân. Thạch Kiên Quân nói ra những lời như vậy thì cảm thấy buổi trò chuyện hôm nay coi như xong, hắn nâng ly trà lên, tỏ ý Vương Tử Quân nên đi được rồi, đừng ở lại làm phiền tôi. Đáng tiếc là hôm nay tâm tình của Vương Tử Quân có chút khó chịu, hắn thật sự hy vọng có thể truyền cảm giác khó chịu từ mình sang cho Thạch Kiên Quân. Anh muốn tôi đi thì tôi sẽ đi sao? Vương Tử Quân nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói. Chủ tịch Thạch, trưa nay ngài có sắp xếp gì không? Nếu có cơ hội thì tôi rất vui được xin ngài một bữa cơm, ít nhất cũng coi như là an ủi một người thương tâm như tôi chứ. Rất nhiều lãnh đạo xem việc dùng cơm là gánh nặng thế nhưng gần đây Thạch Kiên Quân căn bản không thừa nhận quan điểm này. Công tác không phải là mời khách dùng cơm, thế nhưng dùng cơm có thể giải quyết nhiều công tác trong cách mạng, rất nhiều sự việc được bàn bạc ổn thỏa trên bàn ăn, vì thế mà Thạch Kiên Quân căn bản có ý nghĩ thoáng hơn về phương diện dùng cơm. Nhưng hôm nay thì Kha Cầm hắn nhìn nụ cười sáng lạn của Vương Tử Quân trong lòng chờ cảm thấy bữa cơm hôm nay giống như mắc nghẹn trên cổ chỉ là vương tử quân đã nói mình đang khá thương tâm thạch kiên quân lại vừa yêu cầu vương tử quân phải ổn định nếu bây giờ không dùng cơm với vương tử quân xem như được không bù mất có thể ăn thì có thể làm việc cố gắng nhẫn nhịn mới có thể thành đại sự được nếu là an ủi sự thương tâm của cậu như vậy bữa cơm này sẽ là tôi mời thạch kiên quân vung tay lên có vẻ rất hào phóng quyết định đã đùa thì phải làm cho đến cùng nhưng lời đồng ý như vậy cũng chỉ là một câu khách sáo, cũng không thể xem là thật. Đối với lãnh đạo thành phố, chủ tịch tỉnh có thể di dùng cơm cùng anh thì đã là rất có thể diệt, anh chẳng lẽ còn muốn chủ tịch tỉnh tự mình mời dùng cơm nữa sao? Hơn nữa dù là ai tính tiền thì cũng xem như chi phí mà thôi, cần gì phải làm cho chủ tịch tỉnh cảm thấy không thoải mái chứ. Nhưng hôm nay vương tử quân thật sự là bất cứ giá nào, hắn đâu muốn suy xét những vấn đề như vậy với thạch kiên quân. Thế là hắn vào đầu nói. Chủ tịch Thạch, ngài thật sự thay tôi suy xét quá chu toàn, bây giờ điều lệnh đã rơi xuống đầu tôi thế nhưng còn chưa đi nhận chức, bây giờ thật sự mời cơm ngài, cũng không biết La Nam bên kia có chịu ký đơn hay không. Hừ, không ngờ đối phương lại gióng giạc đồng ý. Thạch Kiên Quân nhìn gương mặt ôn hòa nhã nhận của vị chủ tịch thành phố trẻ tuổi trước mặt, lúc này mới thật sự nhận ra trong khung của tiểu tử kia có tiềm chất lưu manh. Không phải chỉ là một bữa cơm sao, tôi nào có chuyện không mời được cậu, thế nhưng tâm ý bên trong lời nói lại càng phát ra hương vị khó chịu. chương 623, hai tham mưu không tốt cũng như không. Cuối cùng thì Thạch Kiên Quân cũng phải là người thanh toán hóa đơn, tuy hương vị thức ăn rất ngon thế nhưng chủ tịch Thạch chỉ căn bản ăn uống như chuồn chuồn lướt nước, gắp vài miếng thì đã mở miệng kêu no. Sau khi cáo từ Thạch Kiên Quân, đến chiều vương tử quân cũng không trực tiếp đến tìm bí thư hào nhất phong, hắn đến phòng làm việc của thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy là Quan Vĩnh Hạ. Quan Vĩnh Hạ chỉ có thể nói là có chút quen biết Vương Tử Quân, hai người chưa từng giao tế. Thế nhưng Quan Vĩnh Hạ là tâm phúc của Hào Nhất Phong, hắn biết rất rõ ràng địa vị của chủ tịch Vương Tử Quân trong lòng lãnh đạo của mình. Quan Vĩnh Hạ dù không tham dự vào sự kiện Vương Tử Quân được bổ nhiệm đến làm bí thư thị ủy La Nam, thế nhưng hắn thật sự cảm giác được Hào Nhất Phong đã cho ra những bước như thế nào trong đó. Khi thư ký tiến vào báo cáo, hắn thật sự không ngờ vì sao vị chủ tịch vương kia đi du ngoạn sơn thủy lại đến phòng làm việc của mình. Chủ tịch tử quân, anh chính là khách quý hiếm gặp, mau mời ngồi. Quan Vĩnh Hạ cũng không kiêu căng khi tiếp đãi vương tử quân, cũng không có gì khác với những người khách khác. Sau khi vương tử quân vào phòng thì hắn nhanh chóng cúi người mời ngồi. Vương tử quân cười nói. Thư ký trưởng, tôi đến để làm kiểm điểm. Ôi, chủ tịch vương, không, phải là bí thư vương mới đúng, anh đến làm kiểm điểm cái gì vậy quan vĩnh hạ đặt bút trong tay xuống rồi cười cười nói tôi thật sự không nhớ rõ gần đây chủ tịch vương có phạm phải sai lầm gì thư ký trưởng quan tôi thật sự phạm vào sai lầm tôi là cấp dưới của ngài thế mà lại để ngài nói là khách quý hiếm gặp đây rõ ràng là không đủ trong phương diện báo cáo với lãnh đạo đây không phải là công tác có vấn đề còn là tư tưởng và thái độ có vấn đề mong thư ký trưởng cứ yên tâm tôi nhất định sẽ cải tạo tư tưởng của mình, sẽ tích cực dựa vào lãnh đạo. Vương Tử Quân khẽ cười, hắn nói với giọng điệu rất tự nhiên. Quan Vĩnh Hạ tuy không thật sự đoán ra được lời nói của Vương Tử Quân có vài phần thành ý, thế nhưng hắn vẫn cười lớn nói. Bí thư Tử Quân, anh thật sự là người nói chuyện sắc bén. Được rồi, anh cũng đừng khua môi múa mép với tôi nữa, anh nói đi, anh đến đây có chuyện gì, vì lát nữa tôi còn phải cùng bí thư nhất phong ra ngoài, có một nhiệm vụ tiếp đãi cần xử lý. Thư ký trưởng quan, ngài đã bận rộn như vậy thì tôi cũng nói ngắn gọn thôi. Gần đây tỉnh ủy muốn điều chỉnh ban ngành của thành phố Đông Bộ chúng tôi, phòng tổ chức tỉnh ủy yêu cầu lãnh đạo thành phố Đông Bộ cho ra ý kiến của mình. Tôi đã báo cáo với bí thư lưu và trưởng phòng hứa, nói rằng thành phố Đông Bộ chúng tôi dù là phương diện tư tưởng hay công tác cũng đều không tệ. Đặc biệt là hai đồng chí Trúc Phu Bình và La Kiến Cường đều là những nhân tài xuất sắc. Nếu như có thể sử dụng bọn họ cho sự phát triển của thành phố Đông Bộ, như vậy sẽ là một xúc tiến rất tốt cho quá trình phát triển kinh tế của cả thành phố." Vương Tử Quân nói rồi ánh mắt đảo qua gương mặt của Quan Vĩnh Hạ. Quan Vĩnh Hạ nghe rõ lời nói của Vương Tử Quân, tuy vẻ mặt không chút biến đổi nhưng trong lòng lại thầm cười lạnh. Thầm nghĩ Vương Tử Quân anh sao không suy xét cho rõ ràng, nhưng chuyện bổ nhiệm nhân sự như thế này còn đến lượt anh đến cho ra ý kiến sao? Bí thư Tử Quân tôi sẽ nhất định phản ánh ý kiến của anh cho bí thư nhất phong quan vĩnh hạ cho ra một câu như vậy xem như đáp lại câu nói của vương tử quân vương tử quân sao không nghe rõ ý nghĩa từ chối trong lời nói của quan vĩnh hạ hắn cười cười nói cảm ơn thư ký trưởng quan đã giúp đỡ đúng rồi thư ký trưởng tôi nghe nói ngài còn chưa được thông qua làm thường ủy tỉnh ủy trong hội nghị thường ủy trước đó phải không có một câu tục ngữ rất hay chê người không nói về điểm xấu đánh người không đánh mặt Lúc này vương tử quân đứng trước mặt quan vĩnh hạ, hắn thẳng thắn nói thư ký trưởng quan còn chưa tiến vào hàng ngũ thường ủy tỉnh ủy, căn bản là nói về điểm xấu của quan vĩnh hạ. Bình thường thì thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy đều là thường ủy tỉnh ủy, nhưng không biết vì sao đến tận bây giờ quan vĩnh hạ vẫn chưa được là thường ủy tỉnh ủy. Tuy quan vĩnh hạ tin tưởng bổ nhiệm kia sớm muộn gì cũng sẽ rơi xuống đầu mình, hơn nữa hào nhất phong cũng đã có phản ứng với trưởng ban dương ở phương diện này, thế nhưng những hội nghị gần đây vẫn bị bác bỏ. Tin tứ này thật sự làm cho quan vĩnh hạ rất căm tức, thế nhưng hắn hiểu vấn đề này không phải đến vì mình, chẳng qua mình là người chịu tội thay mà thôi. Chính hắn bây giờ là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, thế nhưng lại không có danh hiệu thường ủy tỉnh ủy, thật sự giống như một người còn chưa được đặt lên đúng cương vị vậy. Quan vĩnh hạ cố gắng áp chế cảm giác tức giận trong lòng, hắn thản nhiên nói. Lãnh đạo tuyến trên còn đang suy xét. Quan Vĩnh Hạ nói lời này thật sự giống như không gạt được chính mình, có thể thấy người ta dù đến cấp bậc cao như thế nào thì cũng là con người, cũng không phải có quá nhiều người vui buồn không biểu hiện ra ngoài mặt. À, đôi khi suy xét cũng tốt, thế nhưng đôi khi cũng phải nhìn vào cảm nhận của các đồng chí tuyến dưới, hơn nữa cũng phải nhìn vào phương diện thuận tiện cho sự triển khai mở rộng công tác của thư ký trưởng. Vương tử quân cười cười, hắn dùng giọng chân thành nói với quan vĩnh hạ. Thư ký trưởng, có một số việc có hợp tác mới có thắng lợi, ngài nói xem có đúng không? hai mắt quan vĩnh hạ chậm rãi híp lại hắn nhìn vương tử quân trong đầu liên tục suy nghĩ đến nhiều vấn đề đối với quan vĩnh hạ thì ai làm người đứng đầu thành phố đông bộ cũng chẳng liên quan đến mình bây giờ hắn chỉ quan tâm đến danh hiệu thường ủy tỉnh ủy tỉnh sơn nam mà thôi người đứng sau lưng vương tử quân là nhân vật thế nào thì hắn hiểu rất rõ dù mạc gia trước nay không quấy nhiễu công tác ở tỉnh sơn nam giống như chưa từng quan tâm đến vương tử quân thế nhưng điều này không có nghĩ là mạc gia sẽ không thèm quan tâm đến vương tử quân chỉ cần Mạc Lão Gia Tử còn sống thì không có bất kỳ kẻ nào dám coi thường lực lượng của Mạc Gia, nếu Mạc Gia một khi cố gắng níu kéo chính mình, như vậy danh hiệu thường ủy tỉnh ủy đừng hòng được Trung ương thông qua. Nhưng hôm nay Bí Thư Hào Nhất Phong đã đồng ý ném vị trí Bí Thư thành phố đông bộ cho Thạch Kiên Quân, hắn sao có thể nhúng tay vào. Quan Vĩnh Hạ trầm ngâm dây lát, sau đó chợt ngẩng đầu lên nói. Cậu có thể đề bạt một người làm chủ tịch thành phố đông bộ, Vương Tử Quân thấy Quan Vĩnh Hạ động tâm thì lập tức tỏ ra khó xử. Thư ký trưởng, điều này, tôi sợ. Thành công thì thành công, không thì bỏ đi. Quan Vĩnh Hạ dùng giọng cực kỳ kiên quyết nói. chương 623, ba tham mưu không tốt cũng như không. Nếu thư ký trưởng đã nói như vậy, thế thì cứ thực hiện theo chỉ thị của lãnh đạo. Vương Tử Quân trầm ngâm dây lát rồi dùng giọng kiên định nói. Quan Vĩnh Hạ nhìn Vương Tử Quân bỏ đi, hai hàng chân mày chợt giãn ra rất nhiều, trong lòng càng đánh giá chủ tịch vương cao hơn vài phần. Vương tử quân ở lại một ngày một đêm ở thành phố Sơn Viên, sau đó phải quay về thành phố Đông Bộ, vì thời gian gấp gáp mà căn bản không thể đến chỗ trương lộ dai. Hai người chỉ gọi điện thoại nói ra nổi khổ tương tư với nhau mà thôi. Khi thời gian vương tử quân rời khỏi thành phố Đông Bộ ngày càng gần thì đủ mọi tin đồn bùng phát trên quan trường thành phố Đông Bộ, Chiếc ghế bí thư và chủ tịch còn trống ở thành phố Đông Bộ càng làm cho người ta cho ra nhiều suy đoán. Trong những tin đồn như vậy, có một thông tin làm cho người ta tin tưởng nhất, đó chính là hai vị trí bí thư và chủ tịch thành phố Đông Bộ sẽ là cán bộ hàng không từ bên ngoài vào. Dù sao thì đã có người hao tốn hết công phu đẩy Vương Tử Quân ra khỏi thành phố Đông Bộ, đối phương sẽ không cho người của hắn tiếp nhận hai vị trí quan trọng này. Khi người bên dưới đang bàn tán sôi nổi làm cho tin đồn lan ra rộng khắp, Nhóm người Trúc Vũ Bình là cán bộ lãnh đạo cấp thành phố, bọn họ thật sự không dám lên tiếng. Đôi khi không lên tiếng lại xem như biểu hiện một loại thái độ khác thường. Rõ ràng nhóm người Trúc Vũ Bình cũng không có hy vọng quá lớn đối với sắp xếp của mình, đặc biệt là chúc Vũ Bình tiến lên làm phó bí thư chưa được nửa năm, hắn không có ý nghĩ quá lớn với chức vụ chủ tịch hay bí thư. Mà La Kiến Cường và Bành Quang Binh lại có dấu hiệu cố gắng tăng cường hoạt động. Hai người bọn họ tuy mắt đi mày lại với Vương Tử Quân, thế nhưng dù sao cũng bảo trì khoảng cách nhất định, biết đâu tuyến trên có ý gì đó, hai người bọn họ sẽ có chút cơ hội. Ngày thứ ba khi vương tử quân quay về đông bộ, Thạch Kiên Quân gọi điện thoại đến cho hắn, hai người nói chuyện được 3 phút. Sau đó vương tử quân cho người gọi nhóm người Trúc Phu Bình và Tôn Quốc Lĩnh đến phòng làm việc của mình. Chủ tịch vương, Trúc Phu Bình tươi cười đi đến khẽ chào hỏi vương tử quân. Vương tử quân đã pha trà và đặt sẵn trên bàn, hắn thấy Trúc Phu Bình đi đến thì cười nói. Bí thư Trúc, mời anh dùng trà. Trúc Phu Bình thấy vẻ mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân, lúc này hắn mới ngồi xuống. Ngay sau đó Tôn Quốc Lĩnh, Lữ Hạ Cường và Đảng Hằng đều lục tục đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân. Sau khi Đồng Quốc Khánh rời khỏi thành phố Đông Bộ, Đảng Hằng liên tục tiếp cận Vương Tử Quân. Đảng Hằng là người có nhân phẩm tốt, thái độ xử sự rất tốt, thế cho nên hắn nhanh chóng dung hòa vào trong danh sách cán bộ thuộc phái của Vương Tử Quân. Dựa theo sắp xếp của tỉnh, hai ngày nữa tôi sẽ đến thành phố La Nam nhận chức." Vương Tử Quân vừa rót trà vừa cười nói. Đám người ngồi trong phòng đều biết rõ Vương Tử Quân sẽ đi nhận chức ở thành phố La Nam, thế cho nên cũng không ai tỏ ra bất ngờ. Sau khi rót trà xong thì Vương Tử Quân nói tiếp: "Có thể cùng cộng tác với các anh em, thật sự là duyên phận. Hai năm qua nếu như không có sự giúp đỡ to lớn của các vị, có lẽ tôi cũng không dễ dàng công tác và cho ra chút thành tích như vậy." chúng ta dùng trà thay rượu trước tiên cạn một ly vương tử quân nâng ly trà lên lúc này đám người chúc phu bình vốn đang ngồi cũng đứng lên bọn họ không nói gì chỉ nâng ly trà của mình lên bao quanh ly trà của vương tử quân cốp một âm thanh cụm ly vang lên trong phòng chủ tịch vương tôi thật sự còn muốn theo anh công tác vài năm đảng hàng nâng ly trà trong tay lên rồi trầm giọng nói vương tử quân cười cười nói sẽ có nhiều cơ hội sau này biết đâu sẽ cùng công tác với nhau. Vương Tử Quân nói đến đây thì cười nói. Anh Trúc, sau khi tôi rời đi mong anh quan tâm đến thành phố Đông Bộ. Chủ tịch Tôn, Chủ tịch Lữ, các anh sau này cũng nên chân thành hợp tác, hỗ trợ Chủ tịch Trúc xử lý tốt khối công tác của chính quyền thành phố. Chủ tịch Trúc, ba chữ này rời khỏi miệng Vương Tử Quân làm cho đám người đang lặng lẽ vì Vương Tử Quân sắp rời khỏi thành phố Đông Bộ phải trợn mắt há mồm vì kinh ngạc. Chủ tịch Trúc, chẳng lẽ chủ tịch vương nói lộn từ bí thư trúc thành chủ tịch trúc ý nghĩ này lóe lên trong đầu đám người thế nhưng bọn họ nhanh chóng chối bỏ tâm tư của bọn họ đều chạy sang một hướng khác chủ tịch vương trúc phu bình giật mình thức tỉnh trong tình huống ngây người kinh ngạc hắn nhìn chằm chằm vào vương tử quân có chú trần trừ cũng có chút không dám tin đã quyết định rồi phu bình sau này anh tiếp nhận vị trí chủ tịch thành phố đông bộ của tôi Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Trúc Phu Bình rồi trầm giọng nói. Trúc Phu Bình nghe được lời nói của Vương Tử Quân mà hai bàn tay càng thêm run rẩy. hắn dù thế nào cũng không ngờ lúc này mình sẽ là chủ tịch thành phố Đông Bộ. Tuy từ vị trí phó bí thư tiến lên chủ tịch thành phố chỉ là một bước, thế nhưng không biết có bao người khó thể vượt qua, hơn nữa tình huống lúc này hắn căn bản không có nhiều hy vọng. Nhưng bây giờ sự việc rõ ràng rơi xuống đầu hắn. Quan trường chú ý nhất chính là đối nhân xử thế và dựa vào đúng người, nếu người làm tốt thì tương lai sẽ phát triển như đi trên đất bằng, nếu không thì chẳng khác nào đặt tiền sai vị trí, thua sạch tất cả, rơi xuống vực sâu ngàn trượng. Dù anh có thể bấu víu ở lại cũng sẽ bị người ta dùng kéo cắt vụn. Trúc Phu Bình cảm kích Vương Tử Quân không phải chỉ là những gì đã làm trước kia, hơn nữa bây giờ Vương Tử Quân rời khỏi thành phố Đông Bộ mà vẫn còn có thể kéo mình lên không một tiếng động. Trúc Phu Bình thật sự ôm lấy thân cây là Vương Tử Quân, Thế nhưng hắn có ôm chặt và thực chất hay không thì phải xem vào bản lĩnh của chính mình. Hắn cảm thấy lúc này trong lòng mình chỉ có một quyết tâm duy nhất, đó chính là phải tan vào trong thân cây của mình. Hắn thật sự sinh ra một cảm giác rất khó nói, nó giống như khoái cảm vì được hòa mình vào thân cây che chở cho mình vậy. Không biết có bao nhiêu người nhìn vào vị trí chủ tịch thành phố Đông Bộ, thế nhưng chủ tịch Vương có thể kịp thời nắm bắt hướng gió để rồi vung tay quyết định sự việc. Trong quan trường chỉ có những người giỏi dự đoán thời tiết mới có thể dương buồm đi xa. Giống như Vương Tử Quân đánh cờ, Trúc Phu Bình từng xem xét Vương Tử Quân đánh cờ, mỗi bước đi đều lưu lại đường sống cho mình, nên hòa thì hòa, nên thắng thì thắng, nên thua thì thua, điều này làm cho người ta đánh cờ với Chủ tịch Vương đều sinh ra cảm giác sảng khoái. Trúc Phu Bình đã qua cơn kích động, hắn chậm rãi tỉnh táo trở lại, hắn nhìn nụ cười của Vương Tử Quân, trong đầu thầm hiểu ra vấn đề. Chủ tịch Vương vì vị trí chủ tịch thành phố Đông Bộ cho mình mà đã phải cố gắng rất nhiều. Thế cho nên mới bất ngờ đẩy mình lên vị trí đáng chờ mong này. Chủ tịch Vương, tôi mời ngài một ly, dù ngài đi đến chỗ nào, chúc phu bình tôi mãi mãi là binh lính của ngài." Chúc phu bình tiếp tục nâng ly trà lên rồi nói với Vương Tử Quân. Chương 624: Một có con cái mới trưởng thành. Trong một bệnh viện ở thủ đô, Vương Tử Quân đang căng thẳng đứng trong văn phòng bệnh viện. Tuy lúc này trong phòng mở điều hòa rất thấp, thế nhưng hắn vẫn liên tục vã mồ hôi tay. Tử quân, ngồi xuống đi, cậu cứ đi tới đi lui như vậy có thể giúp được gì sao? Giọng điệu uy nghiêm của mạc lão gia tử chợt vang lên trong phòng. Vương tử quân nhìn mạc lão gia tử và ông nội của mình đang ngồi trên ghế, lại nhìn qua bố mẹ và bố mẹ vợ, thế là nở nụ cười xấu hổ và dừng bước lại. Bí thư vương, hai ngày qua chuyên gia của bệnh viện đã đến kiểm tra toàn diện, vợ ngài cực kỳ bình thường, ngài cứ yên tâm, hai mẹ con nhất định sẽ bình an một người đàn ông mặc quân trang đứng bên cạnh mạc lão gia tử cười cười với vương tử quân rồi khẽ lên tiếng an ủi vương tử quân cười cười với người đàn ông trung niên kia hắn đã sớm biết kết quả kiểm tra thế nhưng vẫn rất căng thẳng tiếp trước hắn chẳng phải chưa từng trải qua cảm giác này hắn biết rõ đây là thời điểm khó khăn của mạc tiểu bắc khi vương tử quân đang căng thẳng chờ đợi hắn không khỏi nghĩ đến cô gái bây giờ đã an toàn dấn thân vào trong giới văn nghệ hắn nhớ đến tình huống năm xưa cô gái kia cũng sinh ra cho mình một người con trai. Thủ trưởng, ngài thấy nên đặt tên cho đứa bé này là gì? Vương Lão Gia Tử dùng giọng điệu xin chỉ thị theo thói quen để hỏi Mạc Lão Gia Tử. Mạc Lão Gia Tử nắm chặt cây quải trượng, Lão Trầm ngâm dây lát rồi mới nói. Cái tên sao, cũng là do cậu làm chủ đi, hai cái tên Quang Vinh và Tử Quân không phải là rất hay sao? Điều này, điều này, cái tên Tử Quân là do Quang Vinh tự đặt, Vương lão gia tử nâng ly trà lên nhấp một ngụm để che giấu sự xấu hổ của mình. Nói như vậy bây giờ anh Vương vẫn chưa có ý kiến gì hay sao? Mạc lão gia tử nhìn thoáng qua Vương lão gia tử, sau đó khẽ nói: "Trước đó tôi đã nói với anh, phải tính toán cho sớm, bây giờ đã 10 tháng rồi, còn chưa nghĩ ra một cái tên nào đẹp sao?" "Thủ trưởng, không phải là không chuẩn bị tốt, thế nhưng chuẩn bị rất nhiều lại cảm thấy tất cả đều không được." Vương lão gia tử giống như quay về chiến trường năm xưa, vẫn tiếp tục gọi Mạc lão gia tử là thủ trưởng. Hai ông lão nói chuyện với nhau, đừng nói là Vương Tử Quân, dù là Vương Quang Vinh hay Mạc Đông Tường cũng không có dư âm xen vào. Vậy để cho Tử Quân tự chọn đi. Mạc lão gia tử nói đến đây thì cười cười cho ra quyết đoán. Khi hai ông cụ với tuổi tác sắp đến 200 nhìn về phía Vương Tử Quân, đúng lúc một y tá từ trong phòng sinh chạy ra, nàng dùng giọng cực kỳ vui mừng nói: đã sinh, ca thuận, bé trai 7 cân. Cô y tá nói xong thì trong phòng đều rất vui mừng, hai ông cụ vừa rồi có biểu hiện cực kỳ bình tĩnh cũng đã đứng lên khỏi ghế. Chúc mừng hai vị thủ trưởng, chúc mừng, chúc mừng. Người đàn ông trung niên chính là giám đốc bệnh viện, mỗi ngày hắn đều cực kỳ bận rộn, thế nhưng hôm nay phá lệ túc trực ở đây. Sau khi Mạc lão gia tử đi vào bệnh viện thì hắn vứt bỏ tất cả công tác chạy đến phục vụ lãnh đạo. Lúc này nghe nói đã sinh thuận thì thở dài một hơi, tảng đá treo trên trái tim cũng đã được thả xuống. Tuy giám đốc bệnh viện đã nhìn vào bản báo cáo của chuyên gia và được khẳng định sẽ không có vấn đề gì xảy ra, thế nhưng không sợ chuyện sẽ xảy ra mà chỉ sợ chuyện bất ngờ xảy ra, hắn sợ nếu phát sinh vấn đề nhỏ thì sẽ làm thủ trưởng mất đi sự coi trọng với mình. Dưới sự dẫn đầu của hai ông lão, hơn 10 người trong phòng đi về phía phòng bệnh. Vương Tử Quân lại càng là người đứng ngây sau ra sau khi nhận được tin vui hắn phải chờ đến khi mẹ triệu tuyết hoa đẩy đẩy mới giật mình đi theo mọi người đi về phía phòng bệnh. Cách đó vài chục bước là một gian phòng bệnh rất sạch sẽ, mà tiểu bác đang lẳng lặng nằm trong phòng. Trên giường bệnh cách nàng không xa là một đứa bé đang nằm đó. Vương tử quân nhìn sinh linh nho nhỏ mà trái tim giống như được người ta ve vuốt dịu dàng mềm mại, hắn rất muốn ôm con vào lòng, thế nhưng cuối cùng lại rụt tay về. Hãy để cho con ngủ thêm một lát, vương tử quân thầm nghĩ như vậy, thế là hắn đi đến bên cạnh Mạc Tiểu Bắc. Hắn nhìn gương mặt tái nhợt của Mạc Tiểu Bắc, thật sự cảm thấy rất đau lòng. Em khổ cực rồi. Vương Tử Quân kéo tay Mạc Tiểu Bắc rồi khẽ nói. Tử Quân, anh xem con kia. Mạc Tiểu Bắc đáp lại, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn vui sướng. Một sinh mệnh nhỏ xuất thế làm cho Mạc Gia và Vương Gia đều rất vui sướng. Nhưng Vương Tử Quân không ngờ tất cả đại sự đều đã qua thì tình huống khổ sở khi được làm bố đã bắt đầu. Ba giờ sau khi sinh nở mẹ tròn con vuông thì đoàn quân đến thăm hỏi thật sự quá khủng bố, dù có mạc đông tường và vương quang vinh trèo trống nhưng vương tử quân làm bố của đứa bé cũng không được nhàn rỗi. Vương gia thì khá tốt, tuy thân thích rất nhiều nhưng đại đa số đều ở tỉnh ngoài, cho dù ở thủ đô cung chỉ có vài người mà thôi, rất dễ ưng phó. Điều làm cho vương tử quân cảm thấy đau đầu chính là bạn bè thân thích của mạc gia, hắn vốn cảm thấy người thân của mạc gia là tương đối nhiều, thế nhưng khi có con thì hắn mới ngạc nhiên phát hiện trước kia mình chỉ thất được tảng băng ngầm mà thôi. Chú, bác, cô, dì, ông, cháu, đủ mọi thân thích giống như tập hợp đi về phía phòng bệnh của Mạc Tiểu Bắc, nếu như không phải Mạc Lão ra tử thương cháu, trực tiếp mở một gian phòng khác để tiếp khách, chỉ sợ phòng bệnh của Mạc Tiểu Bắc sẽ nổ tung ra mất. Vương tử quân cười khá đông cứng, thế nhưng dù thế nào thì cũng chỉ có thể tiếp nhận mà thôi. Người đến rất đông, thế nhưng đã có phòng riêng chào đón, cũng không sinh ra quá nhiều ảnh hưởng. Vương Tử Quân lúc đầu còn nhớ được vài vị chú bác, nhưng cuối cùng hắn chỉ cố gắng ghi nhớ những người quan trọng vào trong lòng, những người khác khôn quan trọng thì cũng chỉ có thể nhớ sơ lược mà thôi. Mặt trời chậm rãi lặn về tây, Mạc lão gia tử và Vương lão gia tử đã mệt mỏi và về phòng nghỉ ngơi, khách lúc này cũng không còn nhiều như trước. Vương Tử Quân nhìn Mạc Đông Tường nói chuyện với những người bạn đến thăm mà thở dài một hơi, khi hắn đang chuẩn bị lén chạy sang phía bên kia thăm vợ con, Hắn còn chưa kịp đi được vài bước thì một cặp nam nữ đi đến. Người phụ nữ nhìn qua có vẻ hơn 50, bà mặc một bộ áo quần màu xám đơn giản, trong lúc đi lại biểu hiện khí chất ung dung. Người phụ nữ này có dung nhan bình thường thế nhưng dù xuất hiện ở bất kỳ đâu cũng sẽ là tiêu điểm trong mắt mọi người. Thật sự hấp dẫn ánh mắt của Vương Tử Quân không phải là người phụ nữ này, chính là người đàn ông đứng bên cạnh. Cũng không phải là người đàn ông kia có thứ gì hấp dẫn người khác, chủ yếu là Vương Tử Quân nhận ra người này khi thấy người đàn ông kia đi đến, vương tử quân có chút chần chừ cuối cùng cũng tiến lên nghênh đón. Bí thư Dương, đã lâu rồi không gặp ngài. Dương quân tài nhìn gương mặt tươi cười của vương tử quân, hắn cũng hơi khựng lại, sau đó khẽ nói. Chủ tịch vương, không, phải là bí thư vương mới đúng, chúc mừng anh xong hỉ lâm môn. Xem hai cậu kia, cũng không phải là người ngoài sao lại khách khí như vậy. Đông tường, anh Dương nói sẽ đến, Thế nhưng trong đơn vị có chuyện gấp tạm thời không thể phân thân được, thế cho nên để tôi đến thăm cháu, thuận tiện nói với anh một tiếng. Người phụ nữ nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, trên gương mặt ung dung xuất hiện nụ cười. Sọng điệu của bà không cao, thế nhưng lại làm cho người ta sinh ra cảm giác như được tắm gió xuân. Chương 624: Hai có con cái mới trưởng thành. Anh Dương, đơn vị, còn có cả Dương quân tài, hầu như chỉ sau giây lát thì Vương Tử Quân đã đoán được thân phận của người phụ nữ này hắn nhìn dương quân tài đang cố gắng nặn ra nụ cười với mình thế là không khỏi sinh ra cảm khái thật sự không ngờ dương quân tài lại có một người mẹ tốt như vậy mời chị mục ngồi trưởng ban dương bận rộn công tác chị đến là quá tốt rồi mạc đông tường đi ra đưa hai mẹ con dương quân tài vào phòng rồi vừa cười vừa nói vài người trong phòng đang cùng trò chuyện với mạc đông tường bọn họ thấy người phụ nữ được mạc đông tường gọi là chị mục đi vào phòng thì cũng đều đứng lên nở nụ cười đón chào Đông Tường Anh thật sự là quá hạnh phúc, còn trẻ như vậy đã là ông ngoại, trong khi tiểu tử nhà tôi không biết khi nào mới cho tôi ấm cháu đây nữa. Người phụ nữ đi vào trong phòng khách giống như biến thành tiêu điểm của mọi người, bà dùng giọng nói như tắm gió xuân và nụ cười tươi hớn hở làm cho ai ai cũng thoải mái, điều này làm cho Vương Tử Quân rất khó liên hệ bà là mẹ của Dương Quân Tài. Tuy không biết người phụ nữ này chúc phúc là thành tâm hay cố ý Thế nhưng Vương Tử Quân vẫn khẳng định trên phương diện đối nhân xử thế thì Dương Quân Tài thật sự kém xa người mẹ của mình. Vương Tử Quân quan sát người phụ nữ này, hắn chợt phát hiện trong mắt Mạc Đông Tường có chút khác thường. Hắn nhìn ánh mắt khác thường của bố vợ, trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ. Không phải năm xưa bố vợ của mình có gì liên quan đến mẹ của Dương Quân Tài đấy chứ? Ý nghĩ này xuất hiện thì Vương Tử Quân nhanh chóng ném ra khỏi đầu mình, khi thấy Mạc Đông Tường và mẹ Dương Quân Tài đi thăm cháu. Vương Tử Quân cười cười đi đến bên cạnh Dương Quân Tài. Bí thư Dương gần đây có bận rộn gì không? Người đến từ xa đều là khách, Vương Tử Quân tuy không tình nguyện có gì đó liên hệ với Dương Quân Tài, thế nhưng người ta đến chúc mừng mình, nếu biểu hiện không lễ phép sẽ làm mình mất mặt. Dương Quân Tài cũng đang cười, thế nhưng nụ cười của hắn căn bản không thèm che giấu sự ghen ghét của mình với Vương Tử Quân. Hắn nhìn Vương Tử Quân nở nụ cười ở trước mắt, hắn cảm thấy bàn tay của mình có hơi ngứa. Bí thư thị ủy thành phố La Nam, tuy thành phố La Nam không ra gì thế nhưng bây giờ Vương Tử Quân đã là bí thư một thành phố cấp tỉnh, còn Dương Quân Tài trong mắt người ta vẫn là một cán bộ tương lai vô hạn, thế nhưng đứng trước mặt Vương Tử Quân thì hắn lại sinh ra cảm giác bại trận. Nếu như nói về không gian phát triển, một vị trí phó cục trưởng như Dương Quân Tài căn bản không thể nào so sánh với bí thư thị ủy Vương Tử Quân. Gần đây công tác khá tốt, cũng không quá bận rộn. Dương Quân Tài có hơi dừng lại, sau đó khẽ nói với vương tử quân dương quân tài nhắc đến công tác thì giống như hai bên tìm được chủ đề cùng quan tâm cùng mở miệng nói về công tác của mình nhìn qua thì có vẻ trò chuyện sảng khoái thực tế giống như không nói gì khi vương tử quân đang kiên trì cho một cuộc đối thoại nhàm chán để cùng dương quân tài chờ vị dương phu nhân kia đi ra lúc này lại có người đi đến lần này cũng là một cặp nam nữ nhưng tuổi thọ của hai bên khá tương đồng nhìn vào bộ dạng thân mật thì biết hai bên là vợ chồng Người đàn ông đi trước nhìn qua có vẻ hơn 30, kính đen phối hợp với gương mặt chất phác làm cho người ta sinh ra cảm giác vô hại và rất thân cận. Người phụ nữ bên cạnh có dáng người cao gầy, váy hoa dài biểu hiện dáng người xinh đẹp của nàng. Đây là thân thích của Mạc Gia nhưng là lần đầu tiên vương tử quân được gặp cặp nam nữ này. Khi hắn đang nghĩ xem mình nên tiến lên nghênh đón hay là giao cho bố vợ Tha Phíp Dương Quân Tài đã tiến lên dùng giọng thân mật nói. Anh chấn nhạc, chị dâu, anh chị cũng không nói một tiếng, nếu không chúng ta cùng đến với nhau cho vui tuy vương tử quân khinh thường cách đối nhân xử thế của dương quân tài thế nhưng hắn hiểu rất rõ tính cách của người này hắn biết đây là một người từ trong ra ngoài đều cực kỳ kiêu ngạo một người như vậy bày ra bộ dạng tôn trọng với cặp nam nữ kia chứng tỏ người đàn ông được dương quân tài tôn kính căn bản sẽ không phải là người đơn giản quân tài cậu đến một mình sao người đàn ông cười cười với dương quân tài rồi dùng giọng hòa ái nói không phải anh Trấn Nhạc, em đi cùng với mẹ. Dương Quân Tài nói đến đây thì cười cười chỉ vào Vương Tử Quân. Anh Trấn Nhạc, đây là chủ nhà của chuyện mừng hôm nay. Vương Tử Quân biết rõ lúc này mình không thể nào tránh né, thế cho nên hắn cười cười với người đàn ông phía bên kia, sau đó vươn tay nói. Tôi là Vương Tử Quân, xin hỏi ngài là. Tôi là Nguyễn Trấn Nhạc, còn đây là vợ tôi, Tào Trân Nhi. Người đàn ông nói rồi bắt tay Vương Tử Quân, lại cười nói. Chúc mừng, chúc mừng, tôi nghe tin thì chạy đến chúc mừng, đến đây mới nhớ quên mang theo lễ vật, xin anh đừng trách. Đây vốn là một chuyện đáng xấu hổ, thế nhưng lại được Nguyễn Chấn Nhạc nói ra cực kỳ tiêu sái, lời nói rơi vào trong tai càng làm cho người ta sinh ra cảm giác giống như người thân thiết gặp lại nhau, rất xúc động. Vương Tử Quân cố gắng áp chế ý nghĩ của mình, hắn cười định lên tiếng, đúng lúc Dương Quân Tài cười nói. Anh Chấn Nhạc, thật sự là rất hay. Chưa nói đến quan hệ giữa chúng ta và Tiểu Bắc, Ngài và Chủ tịch Vương Căn Bản là có duyên phận. Dương Quân Tài nói đến đây thì cố ý nhìn qua Vương Tử Quân, lại chậm rãi nói. Bí thư Tử Quân, tôi giới thiệu cho Ngài, anh Trấn Nhạc sau này sẽ là đồng sự của anh, dù sao hai bên đều công tác ở tỉnh Xuân Nam, đều sẽ và sắp công tác ở thành phố Đông Bộ. Vẻ mặt Nguyễn Trấn Nhạc Căn Bản không có gì biến đổi, hắn giống như Căn Bản không cảm ứng được ý nghĩa khiêu khích trong lời nói của Dương Quân Tài hắn dùng giọng ôn hòa nói với vương tử quân. Quân tài nói những lời như vậy cũng không sai, chủ tịch vương, tôi không thể cùng anh đồng sự ở thành phố Đông Bộ, đây cũng xem như thật sự đáng tiếc. Nhưng tôi tin tưởng sau này chúng ta sẽ không thiếu liên hệ với nhau ở tỉnh Sơn Nam. Nguyễn Trấn Nhạc nói rất cẩn thận, thế nhưng căn cứ vào những lời như vậy thì vương tử quân cũng hiểu ra thân phận của đối phương. Vì chức vụ bí thư thị ủy đông bộ, Thạch Kiên Quan dù tình nguyện đắc tội với mình cũng phải cướp cho bằng được vị trí này. Vương tử quân thật sự không ngờ mình lại đụng mặt đối phương ở đây, hắn nhìn gương mặt tươi cười của đối phương, hắn có chút trầm ngâm, sau đó cũng cười theo. Người đàn ông này có biểu hiện cực kỳ an phận, người phụ nữ tên là Tào Trân Nhi kia đi đến thăm hỏi Mạc Tiểu Bắc, lại nói vài lời với mẹ của Dương Quân Tài, sau đó bắt đầu rời đi. Khi người đàn ông Nguyễn Trấn Nhạc kia cáo từ thì trong phòng khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Khi tiến chân người khách cuối cùng, Mạc Đông Tường chợt nói đứa bé của nguyễn gia kia không tệ rất có tài lãnh đạo tử quân nên sớm có tính toán sẽ có tác dụng rất lớn với con sau này mạc đông tường nói không nhiều thế nhưng ý nghĩa lại quá rõ ràng cái gì gọi là tài lãnh đạo cái gì là sớm tính toán vương tử quân nhìn hành lang trống trong lòng sinh ra cảm giác không thoải mái vâng con biết rồi vương tử quân vừa tiếp tục lên tiếng thì nghe thấy tiếng con khóc hắn nhìn đứa bé đang dương nanh múa vốt trong xe nôi gương mặt chợt nở nụ cười một sinh mệnh mới đã bắt đầu. chương 625, một chưa dẫm chân lên đất La Nam thì mưa gió đã quấn lấy thân. Vương tử quân ngồi trên xe từ thành phố Sơn Viên về La Nam, hắn nhìn phong cảnh bên ngoài xe, tâm tư đã bay đến phương Nam cách đó cả trên 500 km, đến bên người Tần Hồng Cẩm. Dù Tần Hồng Cẩm gọi điện thoại nói Vương tử quân cứ yên tâm công tác, Y Phong cũng tỏ ra cực kỳ thoải mái, thế nhưng hắn là một người đàn ông, hắn thật sự cảm thấy khó thể yên tâm cho được. Vương tử Quân nghĩ đến Y Phong, lại nghĩ đến con của mình ở thủ đô. Tiểu tử mập mạp này đã biết cười, cặp mắt lớn và sáng ngời, miệng nhỏ nhắn như của Mạc Tiểu Bắc, bộ dạng kháu khỉnh đáng yêu thật sự làm cho người ta phải yêu thích không thôi. Đáng lý ra 10 ngày trước Vương tử Quân phải đến nhận chức ở thành phố La Nam, nhưng vì con mới sinh, Hào Nhất Phong là bí thư tỉnh ủy Sơn Nam hào phóng cho hắn nghỉ 10 ngày, để cho hắn về thủ đô làm tốt công tác của mình. 10 ngày thoáng cái đã qua, trong thời gian 10 ngày đó tỉnh Sơn Nam biến đổi rất lớn. Ảnh hưởng lớn nhất đến tỉnh Sơn Nam không phải là Vương Tử Quân đến làm bí thư thành phố La Nam, cũng không phải là vị bí thư thành phố Đông Bộ là Nguyễn Trấn Nhạc đến từ thủ đô được nhiều người coi trọng, mà chính là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy Quan Vĩnh Hạ cuối cùng cũng có danh hiệu thường ủy tỉnh ủy. Dù sao đối với một tỉnh thì sự biến hóa của vị trí thường ủy tỉnh ủy mới làm cho người ta chú ý cao điểm. Vương Tử Quân đến nhận chức ở thành phố La Nam, Nguyễn Trấn Nhạc đến nhận chức ở thành phố Đông Bộ chỉ là một chuyện lớn trên phương diện khu vực mà thôi. Sau khi có bổ nhiệm làm thường ủy tỉnh ủy thì quan Vĩnh Hạ đặc biệt gọi điện thoại cho Vương Tử Quân, tuy chỉ là nhàn nhạt, nhạt nói vài câu, thế nhưng lời nói xa gần vẫn biểu hiện rõ lòng cảm kích với Vương Tử Quân. Sự kiện đến thành phố La Nam nhận chức đã được lãnh đạo tỉnh cho ra quyết định, hai ngày sau trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy hứa tiền Giang sẽ tự mình đưa Vương Tử Quân xuống thành phố La Nam nhận chức. Vương Tử Quân sở dĩ quyết định ngồi xe công cộng đến thành phố La Nam, chủ yếu là vì gần đây thành phố La Nam có phát sinh một việc. Ba ngày trước, khi Vương Tử Quân còn đang chìm đắm trong cảm giác vui sướng vì được làm bố, một ngày hắn ra ngoài mua đồ cho con, chợt bị một người phụ nữ kinh hoàng tiến ra cản đường. Người phụ nữ này hơn 40, mặt mũi cực kỳ tiêu tụy, khi thấy Vương Tử Quân thì nhanh chóng quỳ xuống kéo tay, mở miệng phản ánh với Vương Thanh Thiên về nỗi oan ức của chồng mình. Dưới sự trợ giúp của cán bộ cảnh sát quân sự trước cổng, cuối cùng Vương Tử Quân cũng có thể làm cho người phụ nữ tên là Giang Tiểu Vinh này bình tĩnh trở lại. Người phụ nữ tên là Giang Tiểu Vinh này cũng không có đối tượng tố cáo cụ thể, chỉ nói chồng mình chết oan. Chồng nàng là Trương Vinh Nhân, là phó phòng xây dựng thành phố La Nam. Vài hôm trước đập nước ở thành phố La Nam bị vỡ sau một cơn mưa to, Trương Vinh Nhân nhảy lầu tự sát trong khu văn phòng của phòng xây dựng thành phố La Nam. Chất lượng của con đập tiểu nha sơn được khui ra sau vụ tự sát của Trương Vinh Nhân, tất cả được đổ lên người của trưởng phòng Trương. Giang Tiểu Vinh cảm thấy chồng mình bị chết oan, thế cho nên chạy đến tìm gặp Vương Tử Quân để tố cáo. Vương Tử Quân từ chối cho ý kiến với những lời phản ánh tình huống của Giang Tiểu Vinh, hắn chỉ giúp đỡ người phụ nữ này ở lại thủ đô. Vương Tử Quân cũng không điều tra về con đập ở thành phố La Nam, cũng chưa trực tiếp có ý nghĩ gì khác. Hắn còn chưa đến nhận chức ở thành phố La Nam thì đã có người tiến đến tố cáo, đặc biệt là có thể biết được địa chỉ của mình ở thủ đô, nếu như chỉ dựa vào một mình Giang Tiểu Vinh có thể làm được điều này thì thật sự khó thể tin được. Xem ra chính mình chưa đến nhận chức ở thành phố La Nam, lúc này đã có người muốn kéo hắn vào trong mưa gió. Sau lưng Giang Tiểu Vinh nhất định có cao nhân chỉ điểm, mà cao nhân kia chỉ điểm Giang Tiểu Vinh đến tìm mình, tất nhiên mục đích là muốn mình đối phó với một cao nhân khác. Vương Tử Quân căn cứ vào nguyên nhân này mà quyết định trước khi đến nhận chức ở thành phố La Nam, hắn phải đến La Nam một lần xem thế nào. Tuy chỉ đến nhìn qua cảnh tượng bên ngoài, thế nhưng ít nhất cũng còn hay hơn là không biết gì cả. Nghe nói thành phố chúng ta sắp có một vị bí thư mới, hình như người này rất trẻ. Khi Vương Tử Quân đang trầm ngâm thì trong xe có người lớn tiếng nói. Vương Tử Quân quay đầu lại nhìn thì thấy đó là một người đàn ông hơn 40 tuổi người này vừa đong đưa cây quạt vừa nói với những người ở bên cạnh. Nhìn phong cách ăn mặc của người kia thì giống như một người kinh doanh buôn bán, trong tay kẹp một chiếc túi màu đen theo phong cách cũ. À, tôi cũng có nghe nói như vậy, hình như đến từ thành phố Đông Bộ, nghe nói công tác rất tốt ở Đông Bộ, thế cho nên tuyến trên chọn chúng điều đến thành phố La Nam làm bí thư thị ủy. Người đàn ông trung niên kia lên tiếng thì trong xe nhanh chóng có hưởng ứng, người đàn ông mở miệng tiếp theo hơn 30 tuổi, mặc áo trắng, Tóc tai sạch sẽ làm cho người ta nhìn qua và nghĩ rằng đó là một cán bộ nhà nước. Công tác tốt thì có thể đến thành phố Đông Bộ chúng ta sao? Xem ra cũng không có gì đặc biệt, nếu không thì thành phố La Nam là miếu nhỏ cũng không chứa được bồ tát lớn. Cũng không thể nói như vậy được, tôi nghe nói năm ngoái tài chính thu vào của thành phố Đông Bộ xếp đầu toàn tỉnh. Thành phố La Nam chúng ta xếp hạng sau cùng, lãnh đạo tỉnh ủy vì sự phát triển kinh tế của La Nam mà điều chủ tịch thành phố Đông Bộ đến làm bí thư những tiếng nghị luận ồn ào vang lên trong xe vương tử quân phát hiện tin tức mình đến thành phố la nam làm bí thư thị ủy đã trở thành một chủ đề nóng hổi trên xe có thể thúc đẩy thành phố phát triển hay không điều này thì tôi thật sự bó tay tôi chỉ mong sao anh ta đến đây có thể làm được chút chuyện hiện thực sửa lại con đường đi lại anh nói xem thành phố la nam tốt xấu gì cũng là cấp tỉnh từ tỉnh thành đến thành phố la nam đừng nói là có đường cao tốc ngay cả tỉnh lộ cũng không ra hồn so với các nơi khác những tỉnh anh em khác đến tỉnh thành chỉ mất 2 giờ đi đường cao tốc, thế nhưng anh nhìn vào thành phố La Nam chúng ta xem, ít nhất cũng phải đi 5 giờ mới đến nơi. Người đàn ông trung niên đong đưa cây quạt trong tay rồi nói với lái xe. "Cậu à, tôi thường xuyên ngồi xe của cậu cũng coi như là khách quen. Tôi hỏi cậu một câu, xe này khi nào thì mới có điều hòa?" Lúc này thời tiết còn mát thì không có vấn đề, thế nhưng vào thời buổi bây giờ mà không có điều hòa thì động tay động chân cũng đổ mồ hôi như mưa rồi. Chương 625 hai chưa dẫm chân lên đất La Nam thì mưa gió đã quấn lấy thân. Nếu so sánh với chủ đề liên quan đến bí thư thị ủy thì phương diện đổi xe hay thay điều hòa lại càng nhận được sự cộng minh hơn, dù sao thì bí thư thị ủy cách đám người ngồi trên xe quá xa, còn phương diện đổi xe mới hay lắp điều hòa lại liên quan đến chuyện đi lại của bọn họ. Lái xe là một người đàn ông hơn 30 tuổi, lúc này hắn đã cởi áo ngoài, dù gần vị trí lái xe có một chiếc quạt liên tục chuyển động thế nhưng hắn vẫn vã mồ hôi. Lái xe thấy có người hỏi thì không thèm quay đầu lại mà nói. "Anh à, anh cho rằng chỉ mình anh muốn đổi xe sao? Tôi cũng rất muốn đổi xe đấy chứ. Các anh chị cũng chỉ đi một đoạn đường rồi xuống, còn tôi thì mỗi ngày phải ngồi trong lò hấp này. Nhìn đám bạn đường dài chạy xe điều hòa, tôi thì chạy chiếc xe rách nát này, trời nóng chịu tội cũng không là vấn đề." Thế nhưng vấn đề mặt mũi thể diện thì đúng là không thể chịu nổi. Muốn đổi xe thì phải có tiền, với tình huống của công ty chúng tôi thì thật sự rất khó khăn, nếu muốn đổi xe thì còn phải chạy lâu nữa mới có tiền. Hơn nữa với con đường chết tiệt như thế này, nếu muốn đổi xe thì chỉ sợ vài năm là hư hỏng ngay. Đúng vậy, con đường này nên tu sửa được rồi. Tôi nhớ năm ngoái không phải thành phố đã tuyên truyền phương án xây dựng đường cao tốc từ La Nam đến tỉnh thành sao? Vì sao còn chưa khởi công chứ? một tên thanh niên vừa uống nước khoáng vừa dùng giọng bất mãn nói. Tên thanh niên lên tiếng làm cho tên lái xe cười nhạt. Cậu em, bây giờ là đến lúc nào rồi mà cậu còn nhớ chuyện xa xăm kia? Tôi nói cho cậu biết, kế hoạch kia vừa được thành phố đề ra thì công ty chúng tôi cực kỳ vui sướng, đặc biệt là cánh tài xế đường dài như chúng tôi, lại càng nâng ly chúc mừng lẫn nhau. Vấn đề là hai năm đã qua, kế hoạch vẫn chỉ nằm trên giấy, bây giờ chẳng còn được ai nhắc lại nữa. Hừ, cậu cũng đừng quên ngoại hiệu của bí thư thành phố chúng ta, lời nói của bí thư không pháo mà cậu cũng tin sao?" Tên đàn ông trung niên cầm quạt phe phập rồi cười tủm tỉm nói. "Bí thư Không Pháo?" Vương Tử Quân nghe thấy vậy mà thầm buồn cười, ngôn từ của dân chúng quá phong phú, không ngờ bí thư trình tự học còn có một cái tên khí phách như vậy. Hắn thầm buồn cười, đồng thời cảm thấy lo lắng cho mình. Thầm nghĩ mình chỉ sợ công tác được vài năm ở thành phố này, không biết sẽ bị nhân dân cho ra ngoại hiệu gì nữa. Cậu nói chuyện cũng đừng cay nghiệt như vậy, anh Trình cũng xem như là bí thư tốt rồi, ít nhất mỗi năm cũng có thể cho chúng ta cầm được 10 tháng tiền lương. Người đàn ông giống như một viên chức cán bộ dùng ánh mắt có chút thiện ý nhìn người đàn ông trung niên cầm quạt. Người đàn ông kinh doanh buôn bán cũng thấy người kia là cán bộ, sau khi nghe thấy đối phương nói như vậy thì ngậm miệng không nói. Đúng rồi, các anh có nghe qua điều gì chưa? Nghe nói chủ tịch Lý biết mình vẫn còn bất động ở vị trí chủ tịch thành phố thì tức giận dậm chân làm cho ly chén rơi xuống đổ vỡ tan tành. Có lẽ vì ngồi xe quá nhàm chán nên người đàn ông cầm quạt và người đàn ông buôn bán tiếp tục đề ra chủ đề mới. Dù hắn nói với mọi người trên xe, thế nhưng ánh mắt lại nhìn về phía vị cán bộ kia, giống như cần nghiệm chứng đề tài của mình. Tên cán bộ cũng cảm nhận được ánh mắt mọi người, tuy hắn chỉ là cán bộ nhỏ thế nhưng lại rất biết cách hưởng thụ ánh mắt như vậy hắn cười cười với đám người rồi nói. Lời này cũng không nên mở miệng tùy tiện, lãnh đạo cũng là người, lúc vui sẽ cười, lúc buồn sẽ phát giận, đây là bình thường. Lý Quy Niên trở thành chủ tịch thành phố La Nam nhiều năm, cũng làm được nhiều chuyện, kết quả là đã có cháu ngoại ở La Nam mà còn chưa được điều động, anh ấy không thể nổi giận sao. Nếu là tôi, sợ rằng tôi đã bỏ mặc đó rồi. Tên tài xế lên tiếng, khi nói đến Lý Quy Niên thì thật sự dùng trọng âm hơi nặng. Tuy tên lái xe mở miệng có dùng chút tiếng bản địa nhưng Vương Tử Quân nghe và hiểu ý nghĩa lời nói rất rõ ràng. Cái tên của Chủ tịch Lý Quý Niên bị đổi thành Quy Niên. Nếu để cho Chủ tịch Lý của thành phố La Nam biết được, chỉ sợ vị Chủ tịch Lý luôn cười tủm tỉm sẽ không thể nào chịu nổi. Vương Tử Quân cũng không xa lạ gì vì cán bộ lãnh đạo sắp nhập gánh công tác với mình, ai cũng là Chủ tịch thành phố, bọn họ cũng không ít lần cùng tham gia họp, ngẫu nhiên cũng có lúc ngồi gần nhau. Tuy hắn không có giao tình với Lý Quý Niên thế nhưng gặp mặt quen thuộc không là vấn đề. Hừ, ai mà chẳng muốn được làm nhân vật lãnh đạo đứng đầu. Vấn đề là có năng lực và có người nâng đỡ hay không. Trình tự học có thể ở chung với Lý Quý Niên, đây là An Trình có tư tưởng bao dung, không tranh chấp trên nhiều khía cạnh. Anh Lý là người không dễ trêu, không biết vị bí thư sắp đến có làm gì được không. Tên đàn ông có bộ dạng cán bộ tiếp tục lên tiếng. Ôi, cảnh tượng trong quan trường là rất tốt, thế nhưng cả ngày lục đục với nhau cũng rất mệt mỏi. Chúng ta là dân căn bản không quan tâm bọn họ tranh chấp chế nào. Chỉ cần cho ra nhiều chính sách và đấu pháp, chỉ cần có thể làm cho chúng tôi kiếm được nhiều tiền, như vậy thì ông cũng không còn nói gì nữa. Người đàn ông trung niên vung vẫy cây quạt rồi nói với mọi người trên xe. Tất nhiên rồi, bây giờ ai mà gây khó cho người kiếm được tiền, lần này anh bán được nhiều hàng, chắc kiếm được không ít tiền lái xe châm điếu thuốc rồi quay sang hỏi thương nhân. Nịnh nọt vốn là chuyện làm cho người ta vui sướng, tên thương nhân kia đang vui vẻ, bây giờ càng thêm vui vẻ hơn. Tôi kiếm tiền cũng không dễ dàng gì nhưng cũng coi như sống yên ổn, làm quan tuy kiếm được nhiều tiền nhưng nguy hiểm quá lớn. Các anh biết không, vài ngày trước nghe nói có một vị quan nhảy lầu tự sát. Tôi cũng có nghe nói, hình như đó là phó phòng xây dựng thành phố. Hừ, nhảy lầu cũng xem như may mắn cho hắn, cũng vì hắn là người phục trách đập chứa nước kia, đập nước vỡ làm cho một năm vất cả của tôi chỉ còn lại bãi cát. Một người đàn ông có làn da ngăm đen với tấm lưng đầy mồ hôi chợt dùng giọng khổ sở nói. Nhưng đập nước được xây dựng thế nào? Tôi nay nói thép xây dựng không hợp cách, tôi cũng cảm thấy kỳ quái, trước kia bọn họ nghiệm thu công trình này như thế nào? Tên thương nhân rất quan tâm đến vấn đề này, hắn nói ra ý kiến của mình. Vị cán bộ trẻ vừa rồi còn hay lên tiếng phản pháo tên thương nhân, bây giờ ngậm miệng lại, căn bản không có câu nào ra khỏi miệng, giống như không tiếp thu, có thứ gì đó cố kỵ vậy. Anh bạn, tôi nghe nói anh là người công tác trong khối chính quyền thành phố, anh biết nhiều hơn chúng tôi, anh cho chúng tôi biết xem rốt cuộc là có chuyện gì. Vị thương nhân kia cũng không vì tên cán bộ trầm mặc mà bỏ qua, hắn dùng giọng cầu xin nói với tên cán bộ chương 625 ba chưa dẫm chân lên đất La Nam thì mưa gió đã quấn lấy thân. Đám người khác trên xe cũng rất hứng thú với vấn đề này, bọn họ phần lớn chỉ được nghe tin vỉa hè, bây giờ có nhân viên công tác của khối chính quyền thành phố ngồi trên xe, bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội dò hỏi. Đúng vậy, anh dì ơi, chúng tôi thật sự nói nhiều về vấn đề này mà không tiếp xúc được sự thật, có phải vị phó phòng xây dựng kia rất giàu không? Tôi nghe nói xe của anh ta đã có giá 200 ngàn tên lái xe cũng ồn ào. Đúng vậy, vị phó phòng kia tên là gì nhỉ? À, đúng rồi, tôi nghe nói không phải là anh ta nhảy lầu, giống như có người đẩy anh ta xuống vậy. Đủ mọi câu nói từ trong miệng mọi người tuôn ra, nhưng vị cán bộ ngồi ở phía bên kia lại căn bản không nói một lời. Khi bị mọi người ép lên tiếng thì hắn trầm giọng nói. Loại chuyện thế này dù là ai cũng không thể nói cho rõ ràng được, thế cho nên các anh cứ chờ tin tức, chuyện này điều tra sẽ cho ra kết quả ngay thôi điều tra cho ra kết quả. Hi hi, mấu chốt là chúng tôi không tin, nếu tin thì thật sự là kẻ ngốc. Tên lái xe cười cười, sau đó dẫm mạnh chân ga, xe chạy nhanh hơn. Vương tử quân lần này ngồi xe đến thành phố La Nam cũng vì muốn nghe ngóng việc này, khi thấy vị cán bộ kia không mở miệng thì hắn cười nói. Chúng ta nói chuyện với nhau chủ yếu là để giải sầu, dù sao cũng là trò chuyện cho vui mà thôi, cũng không tính là thật. Anh có gì thì cứ nói cho chúng tôi biết, cứ kể vài chuyện, dù sao thì sau khi xuống xe cũng không biết ai là ai cả. Vương tử quân nói đến tâm khảm tên cán bộ, hắn nhìn thoáng qua vương tử quân rồi mới nói. Nếu người anh em kia đã nói như vậy, thế thì tôi cũng không ngại kể cho mọi người nghe vài câu. Tôi thật sự không biết vị phó phòng kia chết như thế nào, thế nhưng dựa theo trình tự thì vấn đề chất lượng của đập chứa nước phải liên quan đến trách nhiệm của nhiều cán bộ thị ủy. Vị cán bộ nói với ý nghĩa rất ẩn giấu, Vương Tử Quân lại nghe được ở bên trong nhiều vấn đề, hắn cười cười không nói gì thêm thế nhưng trong lòng thật sự thừa nhận ý nghĩa câu nói của đối phương. Vì viên cán bộ không tiếp tục lên tiếng phối hợp thế cho nên bầu không khí trên xe cũng dần hạ xuống thấp. Khi những luồng gió mát ở bên ngoài liên tục thổi vào trong xe làm cho nhiệt độ hạ thấp xuống, đã có người bắt đầu ngủ. Ngủ là hành vi có thể lây lan rất nhanh, khi vài người trên xe chìm vào giấc ngủ thì bầu không khí trong xe đã yên tĩnh trở lại vương tử quân cũng không ngủ hắn bắt đầu nhắm mắt suy tư về những chuyện sau khi mình đến thành phố la nam nên mở ra cục diện thế nào nên khai đao từ nơi đâu để dựng lên quyền uy của một vị bí thư thị ủy đây đều là điều mà vương tử quân cần phải suy xét vài năm kinh nghiệm làm cho hắn ý thức được nếu muốn nắm giữ tất cả trong tay mình việc đầu tiên hắn cần làm là phải xác nhận quyền uy của mình vương tử quân tuy ngoài miệng không nói gì về việc mình bị điều đến thành phố la nam thế nhưng thật sự thì trong lòng cũng rất bức bối. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy Nguyễn Trấn Nhạc, hắn phát hiện mình nhường đường cho đối phương, trong lòng chợt sinh ra cảm giác bất bình. Nói dễ nghe thì là nhường đường, nói khó nghe thì mình là đá kê chân của đối phương, là một hòn đá xây dựng tương lai cho người ta. Dựa vào cái gì mà mình phải làm đá kê chân cho người ta? Tuy vương tử quân đã không còn trẻ thế nhưng dù suy xét theo chiều hướng nào cũng khó thể nuốt trôi cơn tức này. Hiện trạng của thành phố La Nam lúc này phải thay đổi, nếu không cải biến được thành phố La Nam như vậy vận mệnh của mình thật sự là đá kê chân. Nếu có thể đẩy thành phố La Nam phát triển, biết đâu mình có thể sẽ sáng chói hơn cả đối phương, có thể cho đối phương biết một người được coi là đá kê chân đôi khi cũng sắc bén làm cho kẻ khác đứt chân. Trong đầu Vương Tử Quân có khá nhiều hận ý, chúng liên tục bùng nổ. Khi hắn đang suy nghĩ lung tung thì viên lái xe lên tiếng, mọi người ngồi cho vững vàng đã đến địa giới của thành phố chúng ta. Lái xe nói một câu làm cho đám người trên xe căn bản không thể nào tiếp tục ngủ cho được, người đàn ông bên kia cung thu cây quạt vào. Vương tử quân cố gắng ngồi cho vững, ánh mắt luôn nhìn ra cửa sổ, chợt thấy nhiều ngọn núi xuất hiện liên tiếp trước mắt mình. Phương tử quân nhìn những ngọn núi xanh tươi mà trong lòng cảm thấy khoáng đạt rộng rãi, nhưng khi hắn còn chưa hoàn toàn chìm đắm trong cảnh đẹp thiên nhiên thì xe bắt đầu nghiêng ngã. Vương Tử Quân đã xem ta tài liệu và biết từ địa giới của thành phố La Nam tiến vào nội thành chỉ khoảng 30 km, thế nhưng chiếc xe chạy trên con đường này lại mất hơn 2 giờ. Cũng không phải là xe xảy ra vấn đề, thật sự là đường núi nên xe không dám chạy nhanh, thế nên đi rất lâu. Trong khoảng thời gian đó xem như Vương Tử Quân đã có một nhận thức trực quan về tình hình giao thông ở thành phố La Nam. Khi xe chậm rãi dừng lại thì Vương Tử Quân cuối cùng cũng đến bến xe của thành phố La Nam đây là một bến xe ở trung tâm thành phố, vừa ra khỏi bến xe thì nghe được đủ mọi âm thanh giao hàng. Xúc thịt dê dây, 5 đồng một tô, nhất định là thịt dê. Bánh bao, xúc chua cay, bánh quẩy. Thầy gì ơi, mời vào ăn một chén, nhất định ăn xong sẽ ăn chén thứ hai. Tiểu thương chạy ào ra mời chào hành khách, âm thanh của bọn họ vang vọng trong bên xe. Vương tử quân sách ba lô của mình vừa rời khỏi bến xe thì một người đàn ông hơn 30 tuổi có bộ dạng chắn hậu thật thà đi đến bên cạnh, hắn dùng giọng cực kỳ nhiệt tình nói. Anh bạn, ngồi xe đi đường xa cũng đói bụng rồi, mời cậu đến quán của tôi, bánh bao la nam chính thống, đảm bảo cậu ăn vào sẽ cảm thấy muốn ăn thêm. Vương tử quân thấy quán của người đàn ông này có vẻ sạch sẽ, người dùng cơm cũng khá đông, bản thân hắn cũng đang đói bụng, thế cho nên gật đầu nói. Cho hai cái bánh bao, một chén súp chua cay. Vâng, mời ngài ngồi. Tên đàn ông cười với Vương Tử Quân, sau đó nhanh chóng đưa Vương Tử Quân vào quán và ân cần đưa ghế đến đặt trước mặt Vương Tử Quân. Vương Tử Quân ngồi xuống cạnh bàn, hắn nhìn thành phố lộn xộn và tràn đầy sức sống trước mắt, tâm tình chợt tốt hơn rất nhiều. Lúc này người đàn ông kia đã đưa bánh bao và súp đến đặt trước mặt Vương Tử Quân. Tuy bánh bao cũng không quá ngon như lời giới thiệu của ông chủ quán. Thế nhưng Vương Tử Quân đã có hơi đói, hắn ăn cảm thấy rất ngon. Khi hắn uống cạn chén súp, ông chủ đi đến trước mặt hắn với bộ dạng thật thà phúc hậu. "Ông chủ, bao nhiêu tiền vậy?" Vương Tử Quân lấy ra 10 đồng chuẩn bị thanh toán. Ông chủ xoa xoa bàn tay trên chiếc tạp dề trắng, hắn cười nói: "Nghe khẩu âm của ngài thì không phải là người thành phố La Nam chúng tôi, chào mừng anh đến thành phố La Nam, bữa cơm này tôi cũng không thu anh quá nhiều, chỉ 50 đồng thôi." Vương tử quân dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn ông chủ quán có bộ dạng thật thà phúc hậu trước mặt, hắn lúc này thật sự hoài nghi mình nghe lầm. Chưa nói đến chuyện hoan nghênh mình đến thành phố La Nam, thế nhưng hai cái bánh bao và một chén súp lại có giá 50 đồng sao. Vương tử quân nhìn gương mặt với nụ cười của ông chủ quán, hắn chợt cảm thấy ông chủ này giống như một tên đồ tể đang vung dao mổ lên, đang chuẩn bị đâm dao vào người mình để lấy máu. Audio điện tử võ tấn bền Khét tập 73